Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một truyện vừa mang tựa đề Bùa Lỗ Bang. Truyện vừa được sáng tác bởi nhà văn Thiên Hùng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Tôi còn nhớ nhà của thằng Chiến, bạn thân nhất của tôi lúc còn học ở Mạc Đình Chi, nằm ngoài mặt tiền cái con đường nào đó mà tôi lại không nhớ tên. Chỉ biết là nó đi về hướng Lái Thiêu, gần ở bên cái cây cầu tên là Giao Khẩu. Thật ra đây là nhà của bên vợ nó. Ngày xưa lúc còn đi học, nó không phải là học sinh giỏi, nhưng trong xã hội ngày nay, kết quả của sự học tập thường không phải là thước đo cho cuộc sống kinh tế sau này. Lấy vợ rồi về ở bên nhà vợ, thằng Chiến đã nhìn ra vị thế thuận lợi của miếng đất mà cha mẹ vợ nó nếu được khai thác sẽ dùng để buôn bán vật liệu xây dựng vân vân. Và trong cái đà thi đua xây cất nhà cửa của mọi người, chẳng mấy chốc thì khu nhà ở của gia đình bên vợ thằng Chiến đã trở thành một địa điểm buôn bán vật liệu xây dựng rất bề thế. Nhờ bên hông giáp bờ kinh, cha mẹ vợ nó đã cho người ta mướn để bốc dỡ cát từ ghe chài lên, rồi cho xe tải chở đến mọi nơi trong thành phố. Với tài tháo vát, nói năng, giao thiệp, thằng Chiến là con cưng của gia đình bên vợ nó. Khách hàng cũng rất thích mua hàng của gia đình nó, bởi vì được giao tận nơi. Nếu gần thì chỉ, hoặc là nếu xa chỉ tính tiền xăng nhớt chút đỉnh. Rồi nó có sắm sẵn hai chiếc xe ba gác gắn máy với hai người lái xe giao hàng cho khách và trả lương tháng. Thằng Chiến mới vừa có được một đứa con trai tên Nhân, năm nay khoảng 4 tuổi, và hỏi nói thì cũng biết là cậu bé này là cục vàng của gia đình. Thằng Chiến nó hẹn tôi 9 giờ sáng hôm nay sẽ đưa tôi đến tiệm hủ tiếu cá, nghe nói là ở đâu trên quận Gò Vấp, ở đường Lê Quang Định thì phải, mà theo lời nó, về Việt Nam mà không ghé vô đó là chết nửa cuộc đời, cho nên tôi cũng muốn thử coi nó ngon như thế nào. Tôi đến nhà nó cũng đã hơn 10 giờ, vì không đến trễ, không phải người Việt Nam, tôi tự bào chữa như vậy. Hơn nữa vì đêm qua đi chơi về khuya dậy trễ là chuyện thường, nhưng cái lý do chánh là tôi cũng muốn để cho nó sắp xếp công việc buổi sáng của nó đâu ra đó, rồi thì lúc đó có lôi nó đi suốt ngày cũng không sợ mặt của vợ nó đen lên. Tôi chạy chiếc xe Honda 50 phân khối vào chỗ để chưa kịp khóa thì thấy cô Xuân là em vợ của thằng Chiến đi ngang qua tôi và lên tiếng nói: "Anh Bình, anh Chiến đang ở trong nhà đó, thằng Nhân nó bị té." Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Xuân đã đi nhanh ra phía trước và lên tiếng hỏi lớn: "Mấy anh có thấy anh Lực đi giao hàng về chưa vậy?" "Chưa thấy cô Xuân ơi." Tôi bước đến bên gần Xuân và lên tiếng hỏi: "Ủa, như vậy thằng nhỏ nó có sao không vậy cô?" "Anh vô nhà đi, anh Chiến á, anh cũng đang có ý chờ anh ở trọng á." Tôi bước vào trong nhà, mọi người trong nhà thằng Chiến hầu như có mặt đầy đủ. Thằng Chiến thì ngồi ở trên ghế, ôm bé Nhân trong lòng, vợ nó thì ngồi bệt dưới đất, đang xoa dầu cái chỗ mắt cá chân của thằng nhỏ mà lúc này đang bị sưng thật lớn, và thằng nhỏ khóc đã không còn thành tiếng nữa. Ba vợ nó thì đứng vuốt tóc thằng nhỏ và vỗ về liên tục: Nên rồi ngoại thương. Mai mốt ngoại dắt đi ăn hủ tiếu bò viên mà." Còn má vợ của nó thì đang tiếp tục làu bầu mắng vợ chồng nó: "Tao không biết mày tối ngày lo làm cái gì à, có thằng nhỏ không coi chừng, để cho nó té, sao không giết nó luôn đi." Thằng Chiến nó thấy tôi bước vào, nó đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi và nói: "Nó bị trượt chân tự trên thang lầu á, cũng may là trặt mắt cá chân thôi." Nghe thằng Chiến nói như vậy, bà già vợ nó lại nổi giận quay lại trợn mắt: "Vậy chứ mày còn muốn nó sao nữa?" Thằng Chiến lúc này nó im lặng nín khe. Tôi biết má vợ thằng Chiến, bà rất hiền và tốt bụng, nhưng có lẽ vì nóng ruột cho thằng cháu cưng cho nên bà mới lớn tiếng như vậy. Tôi bước đến đỡ lời cho nó: "Nếu mà thằng Nhân nó bị trặt mắt cá chân đó thì chắc cũng không sao đâu bác. Bây giờ
đưa nó vô bệnh viện gấp để bác sĩ sửa lại khớp chân cho nó, để lâu nó không tốt đâu. À, bác đã biểu con Xuân nó đi kêu thằng Lực rồi, không biết nó kêu chưa mà tới giờ cũng chưa thấy mặt tụi nó đâu hết. Bộ bà quên là thằng Lực nó đang đi giao gạch cho người ta sao? Bộ kêu thằng Hồ đi không được sao? Thôi đi, cái thằng Hồ nó chạy xe ẩu lắm, không có được đâu. Nhưng mà hai bác tính đưa cháu vô nhà thương nào vậy? Ông già bà già tao tính dẫn nó tới ông đông y sĩ, ông này chữa trặc hay lắm, nghe nói ông tên là Hùng gì đó mà giỏi về mấy cái vụ này lắm. Thằng Chiến lúc này nó lên tiếng xen vào trả lời thay cho ba má vợ của nó. Ngài còn ở Việt Nam, tôi cũng thường nghe nói về ông đông y sĩ Hùng này, nhưng ông ta hay và giỏi như thế nào thì tôi mù tịch. Vừa lúc đó thì một cậu thanh niên lực lưỡng, da mặt đen sạm đi vào và nói: Dạ ông bà, dạ cậu Tư, dạ mọi người kiếm con hả? Mọi người sáng mắt lên khi thấy anh ta, và Chiến nói ngay: Nè Lực, lấy cái xe chở tao đưa thằng Nhân tới ông thầy Hùng nắn cái chân nó lại đi. À, chân nó bị gì vậy cậu Tư? Nó té xuống mấy bậc thang cho nên trật cái mắt cá rồi. Nhưng biểu mà... thì mày đi liền đi, còn ở đó mà nhân với nhị nữa. Dạ nhưng mà con đâu có biết ông thầy Hùng gì đó ở đâu. Mày chạy lại cái chỗ nhà hàng Á Đông ở trong Chợ Lớn á, rồi người ta chỉ cho, ở đó rồi ai cũng biết ông ở trên á. Dạ dạ. Lực bước ra nhà xe, lấy chiếc Honda của Chiến, đẩy ra cửa, đề máy rồi chờ Chiến. Chiến xốc thằng Nhân định bồng ra xe. Thằng nhỏ có lẽ lại bị đau cho nên nó lại khóc thét lên. Chiến phải lên tiếng dỗ con: Ráng chịu đau chút đi con, bà đưa đi ông thầy này hay lắm, hết đau liền à. Thằng nhỏ không biết vì đau thật hay là muốn nhõng nhẽo, chẳng những nó không nín, nó còn khóc lớn hơn, và cái chân không bị đau còn lại của nó chồi lia lịa vào hông của ba nó. Tiếng khóc của thằng Nhân và cái cảnh tượng chạy ra chạy vào của Xuân cùng những người khác trong gia đình đã gây chú ý cho hầu hết những người khách đến mua vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Trong đó có một thanh niên trạc chừng 20 tuổi, tóc để dài hình như cả năm rồi chưa hết, mặc bộ đồ kaki lính còn dính bê bết xi măng, đang xếp gạch lên chiếc xe ba gác của anh ta gần bên Lực đang ngồi trên chiếc Honda đợi Chiến. Anh ta mới lên tiếng hỏi Lực: Thằng nhỏ bị gì mà khóc dữ vậy anh? Nó bị té trạc mắt cá chân. Trạc mà có bị gãy xương không? Tao đâu biết đâu. Ủa mà mày hỏi làm gì? Nếu mà bị gãy xương á thì em không biết làm sao, chứ nếu mà trạc khớp không á thì em có thể chỉ giúp cái người sửa giùm hay lắm. Mày nói chắc là mày muốn nói tới ông thầy Hùng chứ gì? Em đâu biết ông thầy Hùng nào, nhưng mà em biết chú Ba Lành, chú ở gần đây nè. Mới tuần trước đó em đi đá banh bị trật mắt cá, chú sửa cho em có một ngày là hết à. Mày nói thiệt không mày? Em gạt anh làm gì? Nói xong hắn kéo quần lên cho Lực coi cái mắt cá bình thường của hắn rồi nói thêm: Coi vậy đó, vậy mà tuần trước á nó sưng như cái tô vậy đó anh. Em nằm liệt một chỗ đó, không có nhúc nhích gì được hết trơn á. Vừa lúc đó thì Chiến bồng thằng Nhân đi ra. Lực mới nói với Chiến khi Chiến xốc thằng Nhân lên ngang bụng mình định ngồi lên xe: Cậu Tư, thằng này nó nói nó biết cái chú Ba Lành nào đó biết sửa trật chân trật tay hay lắm nè. Tôi và Chiến cùng ngó theo tay chỉ của Lực vào anh chàng thanh niên mà lúc này đang lom lom nhìn vô cái mắt cá chân của thằng Nhân đang bị bầm tím và sưng vù. Tôi nghe anh ta lẩm bẩm: Nó bị giống y như mình hồi tuần trước. Không để cho Chiến phải hỏi, Lực mới tóm tắt cái mẫu đối thoại vừa rồi giữa hắn và người thanh niên cho Chiến nghe và nói thêm: Em nghĩ cậu Tư thử đưa cháu tới cái chú Ba Lành gì đó coi, biết đâu cậu. Chiến nghe nói như vậy thì cũng bán tín bán nghi, chàng mới quay sang gã thanh niên và lên tiếng hỏi: Em tên Hấu. Hấu biết thầy trị trặc hả? Vậy chỉ giùm anh đi.
tội nghiệp thằng nhỏ con anh, khóc từ sáng tới giờ. Chú Ba Lành đâu có phải là thầy bà gì, tại nhà của em gần nhà chú, thấy em bị sưng chân đi làm không được, chú mới sửa giùm, chứ từ trước giờ em không có thấy chú trị cho ai hết trơn á. Lúc đó ba má vợ của Chiến cũng đã được lực kể lại câu chuyện, và bà má vợ của Chiến sốt ruột xen vào lên tiếng hỏi. À, vậy cái nhà chú Ba có gần đây không cháu? Dạ bên xã Đông Thạnh đó bác. Vậy cháu có thể hướng dẫn ba nó, đưa nó đến nhờ cái chú Ba sửa giùm cái chân nó được không cháu? Dạ được, nhưng mà... Nhưng sao vậy? Dạ, tại cháu đang đi lấy gạch về cho chú Hai Kỳ. Cháu nói là Hai Kỳ là cái người đang lãnh xây nhà cho ông xã trưởng đó phải không? Dạ đúng rồi bác. Vậy thôi chú em khỏi lo, chuyện này để tao lo cho. Bao nhiêu? 500 viên gạch thẻ hả? Được rồi. Nói xong ông quay sang thằng Hồ cũng đang đứng đó. Nè Hồ, bây lo đưa gạch tới nhà cho anh Hai Kỳ nha. Nói với ảnh là hôm nay tao nhờ thằng Hấu nó làm chút chuyện. Ảnh có cần gì thì cứ nói với bay rồi bay giúp nha. Mà nhà của ông xã trưởng mày biết không? Dạ biết. Hồ đáp lời của ba vợ Chiến xong quầy quả đi lo công việc vừa được giao phó. Chiến lúc này mới lên tiếng hỏi Hấu trong khi thằng Nhân nó vẫn còn tức tưởi ở trên vai. Bây giờ mình đi được chưa? Dạ được rồi anh. Nè, mày chở giùm em Hấu nha Bình. Nãy giờ tôi đứng nghe hết câu chuyện và tôi cũng hiểu được sự nhẹ dạ cả tin của những người dân của tôi về những cái lời truyền miệng. Khi gặp chuyện không may, dù lớn dù nhỏ, thằng nhỏ bị té trặc mắt cá chân, tại sao không đưa nó vào bệnh viện, lại muốn đưa đến một đông y sĩ nào đó, rồi bây giờ lại đưa đến một cái chú Ba Lành nào đó không ai biết, chỉ qua lời một thanh niên cũng chưa từng quen biết. Và anh này thì lại khẳng định là cũng đã từng bị trặc mắt cá và được chú Ba Lành nào đó trị lành cho anh. Nhưng mà đây là con cưng của người ta, mà mình lên tiếng góp ý, ý kiến này, ý kiến kia, có khi lại mít lòng, cho nên tôi lặng thinh xui xị và lên tiếng nói. Thôi được rồi, để em Hấu chở tao đi cho chắc ăn, chứ tao lái xe lạng quạng lắm. Tôi đẩy chiếc xe Honda của tôi lên trước mặt của Hấu, hắn cười nói với Chiến khi lực lại đề máy chiếc Honda. Vậy anh chạy theo em nha, giái trời bây giờ cho ổng có nhà. Gã thanh niên tên Hấu coi vậy mà cũng tốt, có lẽ hắn biết tôi sợ cái dòng xe cộ đông nghẹt như kiến mà lưu thông lại vô trật tự này, cho nên chờ lực vì sợ thằng Nhân bị giằn đau cũng không dám chạy nhanh, mà Hấu chạy thật từ tốn. Quả thật là hiếm thấy ở những thanh niên ở cái tuổi hắn mà lái xe Honda. Qua khỏi cầu Ba Thôn hướng về xã Đông Thạnh, Hấu lên tiếng hỏi tôi. Anh ở nước ngoài về phải không? Sao em biết vậy? Nhìn anh biết liền à. Bây giờ con trai nhà giàu ai đi cái xe 50 này nữa đâu. Nhưng mà anh đâu có giàu đâu. Nhưng mà em cũng không biết nói sao nữa. Em thấy hình như là anh không có tin cái chuyện em nói phải không? Sao em nói vậy? Em thì em cảm giác thôi, bởi vì em cũng giống như anh á, đâu có bao giờ nghĩ là chú Ba chữa lành được cái chân của em. Nhưng mà tới lúc mà nó lành rồi, trong vòng có ngày á, lúc đó em muốn không tin cũng không được. Nghe người ta nói hình như chú Ba, chú có bùa lỗ ban á anh. Bùa lỗ ban hả? Nhưng mà nè, qua tới bưu điện xã Đông Thạnh á, rẽ vô con đường đất đỏ kế bên khoảng 500-600 thước là tới nhà chú Ba rồi đó anh. Và có lẽ để tôi không hỏi gì thêm, Hấu rồ ga phóng nhanh hơn. Tôi ngoái lại phía sau, thấy lực cũng tăng ga để giữ nguyên khoảng cách. Hấu chạy chậm lại khi rẽ vào con đường đất đỏ bị cơn mưa ngày hôm qua chưa khô cho nên khá trơn trượt. Hắn lên tiếng nói, em nghĩ giờ này chắc chú Ba về tới rồi đó. Sao em biết? Tôi lấp lửng hỏi Hấu. Khi ba cái tiếng bùa lỗ ban tôi nghe Hấu nói lúc nãy
đang khơi dậy trong tôi không biết bao nhiêu là cái điều thắc mắc, để ký ức đưa tôi về những cái lõm bõm do chuyện người đời thiêu dệt mà tôi được nghe về nó lúc tôi còn ở dưới quê. Em thấy hai cái làn bánh xe ngựa dưới dấu móng ngựa in trên đường còn mới, cho nên chắc chú ba mới đánh xe về tới. Ủa, bộ chú ba làm nghề đánh xe ngựa hả? Tôi ngạc nhiên hỏi hấu, bởi vì thời đại bây giờ mà vẫn còn xe ngựa lưu thông hay sao? Hắn mỉm cười như hiểu ý tôi và trả lời. Xe ngựa của chú ba coi vậy đắt khách lắm á nghe. Chú chở ra quả tươi cho bạn hàng từ ở tận ở trong rẫy xe, cái nơi mà xe hơi đồ đâu có vô trong đó được, đưa ra mấy chợ mà hầu hết là mối quen không à. Ồ vậy hả? Vậy gia đình của chú có đông người không? Thằng Hấu nó chưa trả lời tôi thì xe đã quẹo vào một căn nhà. Nói là nhà cho nó oai vì nó thật đúng như lời miêu tả của nhà văn Bình Nguyên Lộc về cơ ngơi của những người dân quê tay lắm chân bùn. Nhà là nhà tranh vách đất, trống trước dột sau. Trước nhà có một cây xoài gốc thật lớn, lên cao khoảng ngang bụng thì phân chia làm hai nhánh. Và hai nhánh này lên cao thì ngã là đà như hai chiếc lọng để che trên mái nhà, thay vì lên đường thẳng như những cây xoài thường thấy. Một người đàn ông đang trút cỏ tươi từ trong bao ra máng cho con ngựa nhốt trong chuồng bên hông nhà ăn. Thằng Hấu lên tiếng kêu, chú ba. Hấu gọi lớn khi còn chưa tắt máy xe. Người đàn ông quay lại nhìn lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Hấu và thêm mấy người lạ nữa. Ông vội lau hai cái tay lên bên hông, đi ra. Tôi, Chiến và Lực đều cúi đầu chào. Còn Hấu thì nói nhỏ, chú ba, chú ở con mình à? Dạ chú, dạ chú ba, dạ chào chú. Hấu, mấy cậu này là... Trong lúc Hấu vắn tắt giới thiệu mọi người, cũng như nói về ý định của chúng tôi cho chú Ba Lành nghe. Phải, người đàn ông đó đúng là chú Ba Lành. Tôi có dịp nhìn kỹ hơn con người của chú. Chú khoảng ngoài 50, mặc quần đùi đen gần tới đầu gối, chiếc áo sát cánh bằng vải trắng đã ngả màu vàng, với hai cái túi lớn đông đưa, không biết đựng cái gì ở trong đó. Tôi đoán chắc là thuốc rê. Chú để lộ đôi tay gân guốc với bắp thịt nổi vòng đen sạm, gương mặt thật hòa nhã, rất dễ gây cảm tình, với chòm râu chớm bạc và đặc biệt là chú Ba Lành vẫn còn bới củ tỏi. Nghe Hấu vừa nói xong, chú nhìn mọi người và cười sởi lởi. Vậy hả? Để coi coi. Nè, mấy cậu vô nhà ngồi chơi uống nước nha. Nè Hấu, mày vô bắt ấm nước giùm tao một chút nha. Tao cũng mới về đâu có nước nồi gì đâu. Dạ chú để con. Hấu nói xong chạy ra nhà sau, và chúng tôi theo chú Ba Lành vô trong nhà. Đi ngang với Chiến, chú Ba Lành nhìn thằng Nhân ngoẻo đầu trên vai của Chiến, nước mắt vẫn còn đọng trên mắt. Chú nựng nó một cái và lên tiếng nói. Nhìn cái mặt mày là biết quậy quá cỡ thợ mộc rồi. Nè khóc cái gì, một lần cho biết sợ nghe con. Nhà chú Ba Lành không có cửa, bên trong chỉ có bộ ván ngựa, nhưng ván ngựa thường có ba tấm, còn của chú thì chỉ có hai tấm, lại loang lổ cái vết mọt ăn, vài cái ghế đẩu, một cái ghế xếp và một cái võng treo toàn ten giữa hai cây cột. Nhưng đặc biệt trên tấm vách bằng gỗ lành lặn một bên, chú Ba Lành treo hai cây đừng kìm và cò, mà cán đờn thì lên nước bóng lưỡng, chứng tỏ là chúng đã được sử dụng thường xuyên. Mời chúng tôi ngồi xuống ghế, chú Ba Lành lấy trong chiếc vỏ bình bằng quả dừa khô cắt ngang ra chiếc bình trà cũng đã bị mẻ miệng, đưa cho Hấu vừa đi lên và nói, nè, lấy nước mưa nấu pha trà uống mới đã nghe Hấu. Hấu lại dạ và quay vào trong, hình như hắn đã quen thuộc với sinh hoạt của chú Ba Lành. Thằng Hấu đi rồi, chú Ba lấy dưới sàn ván ra một cái cây mát vót, cái loại dao lưỡi dài khoảng 1.5 gang, cán dài khoảng 2.5 gang để cặp vào nách khi làm việc. Nó rất bén, thường dùng để chẻ lạc. Rồi chú lấy thêm một cái ống tre khô dài độ 1 gang. Chú ngồi trên bộ ván chẻ ống tre, lấy một thanh bề ngang độ 1 lóng tay và chuốt thanh tre này thành hình như một cái đục nhọn nhọn. Chú vừa làm việc vừa nói chuyện với chúng tôi về đủ thứ chuyện.
mà tuyệt nhiên chú không hề đá động gì đến cái chuyện chữa trị cái chân trặc cho thằng Nhân, mà lúc này có lẽ thằng nhỏ mệt quá đã ngủ thiếp trên vai của ba nó. Chú Ba Lành ngắm nghía cái đục cây, rồi chú gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Cũng vừa lúc đó thì thằng Hấu nó xách cái bình trà lên với 4 cái ly. Nó rót trà ra ly, mùi trà bốc lên thơm ngát. Chú Ba Lành bưng cái ly trà lên mời chúng tôi và nói, nè, mấy cậu uống thử coi, trà này tôi tự tay tôi ướp đó, ở ngoài tiệm không có bán loại này đâu. Và thật tự nhiên, chú từ tốn thưởng thức ly trà thơm bốc khói. Trong lúc tôi, mà tôi nghĩ là chắc cả thằng Chiến nữa, từ sáng giờ chưa có cái gì vô bụng, cho nên bỗng thấy cồn cào. Chú mỉm cười nói, cứ thử đi, bảo đảm cũng không có bị sót ruột đâu. Nè, mấy cậu từ sáng giờ chưa ăn gì phải không? Thôi, ráng chút về tới nhà ăn luôn. Nè, uống đi, uống trà đi, để nguội đó nó mất ngon đi. Tôi bưng cái ly trà lên, mùi thơm của nó thật dễ chịu. Thử một ngụm, chất trà chát chát, đắng đắng, nồng nóng qua cổ họng, nồng lên mũi, để lại chút vị ngọt ngọt, khiến cho các mạch máu như giãn ra và lượng máu lưu thông đưa oxy đến các tế bào nhanh hơn, làm cho con người tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhìn qua thằng Chiến, thấy nó cũng đưa mắt nhìn lại tôi như có cùng cảm nghĩ với tôi. Chú Ba Lành đến đây chợt đứng lên, đi ra ngoài nhìn trời, rồi chú quay trở vô nói với Chiến, Bây giờ mấy cậu có thể đưa cháu về nhà được rồi đó. Ủa, chú Ba, chú chưa có trị cho thằng nhỏ hết mà. Xong rồi, làm gì nữa, cứ đưa cháu về nghỉ đi, cô bộ nó cũng mệt lắm rồi. Nè, cứ tin tôi đi, còn cái cậu này, nếu mà muốn ở lại chơi á, thì cứ ở lại chơi. Nãy giờ thấy cậu cứ ngó mấy cây đờn hoài, chắc là biết chơi cổ nhạc phải không? Sao chú Ba biết vậy? Tôi đoán vậy thôi, thấy cậu cứ nhìn mấy cây đờn hoài á. Nè, vậy chứ cậu đờn hay là cậu ca? Dạ, con ca sơ sơ. Vậy được à, được lắm à. Chú Ba chưa nói gì thêm thì lúc này thằng Hấu xen vô, ảnh ở nước ngoài gì á chú Ba? Thì đâu có sao đâu. Thấy chú Ba Lành đã chuyển đề tài qua tôi, thằng Chiến đành phải bồng thằng Nhân cùng Lực ra xe đi về. Trước khi Lực cho xe chạy, chú Ba Lành bỗng nghiêm sắc mặt nói với thằng Chiến, Nè, cậu nhớ nghe, tôi giúp cậu chữa cái chân cho thằng nhỏ đó là chuyện bình thường. Cậu đừng nghĩ đó là cậu sẽ mang ơn hay là đền đáp gì hết. Cứ yên tâm đưa nó về nghỉ đi. Ngày mai đó chắc chắn là nó sẽ khỏi. Chú Ba Lành chấm dứt câu nói và vỗ nhẹ nhẹ vào vai của Chiến. Tôi nói vối theo khi thấy Chiến còn ngoái cổ lại nhìn tôi trước khi đi về. Chút nữa xong rồi tao về tao ghé ngang mày. Tôi thấy thằng Chiến gật gật cái đầu. Tôi quay trở vào nhà, chú Ba Lành đến bên vách lấy cây đần kìm xuống, so lại dây và dạo một khúc bắc. Tiếng đần kìm của chú thật mướt, thật bên mông, trải dài như cơn gió nhẹ đang miên man qua khu vườn trồng bắp hai bên đường. Chú dằn cái dịp song lan xuống bàn chân và lên tiếng nói, Nè chú, chú em. Dạ cháu tên Bình. Bình. Nè, mày chào tổ bản lưu thủy nghe, chơi dứt bản này là vừa đúng giờ á. Tôi không biết chú nói là đúng giờ gì, tôi không hiểu gì cả. Thì chú Ba đã nhịp song lan, làm tôi phải vô liền. Bèo nước tương phùng, người cùng sở thích gặp nhau, thật là khỏi nói. Tôi hát thật hăng, nếu chú Ba không gõ song lan dứt bài lưu thủy, tôi dám hát luôn qua bài phú lục. Dứt bản lưu thủy, chú Ba buông đờn đứng dậy và lên tiếng nói, Bây giờ tới giờ rồi. Chú cầm cái đục bằng tre khô mà chú chuốt khi nãy, vối tay xuống sàn ván, lấy thêm cái vồ bằng cây sao đi ra ngoài sân, tới trước gốc cây xoài, cắm cái đục vào khe hở giữa hai cái nhánh, rồi chú dùng cái vồ đập mạnh lên cái đục một cái bóp. Tôi há mồm ra nhìn chiếc đục tre dưới sức đập của cái vồ trong tay của chú Ba. Tôi nghĩ là nó sẽ gãy vụn, bởi vì cây xoài dù sao thì cũng cứng hơn nó rất nhiều.
nhưng mà không, nó cắm thật ngọt vào cây xoài cái chỗ phân nhánh hơn quá nữa. Và giữa trưa trời lặng gió mà tôi thấy hai cái nhánh của cây xoài rung lên, cành lá khua xào xạc. Thằng Hấu nó đứng ngoài sau lưng tôi, đột nhiên nó buột miệng nó lẩm bẩm: "Trời ơi, thằng nhỏ này chắc kiểu này té đái trong quần quá." Chú Ba đưa cái vồ cho nó và mỉm cười nói: "Ê, nói gì mày, đem vô nhà giùm tao đi. Nó là con nít, nó có đái trong quần á, có gì đâu lạ. Nhưng mà mấy cái thằng lớn á, mà đái trong quần á, mới đáng nói á." Tôi thấy mặt thằng Hấu nó đỏ lên, nó bỏ đi vào nhà ngượng nghịu và nói: "Chú Ba, đừng chọc con mà." Chú Ba Lành móc trong túi áo ra bịch thuốc rê mở ra. Trong bịch thuốc của chú có thêm cái hộp thiết nhỏ. Chú mở cái hộp thiết lấy ra một điếu rê mà chú đã vấn sẵn khi rảnh, đưa lên môi rồi bật cái hộp quẹt. Cái loại hộp quẹt có cái vỏ bằng nhôm, người bình dân hay dùng. Mồi thuốc và rít một hơi dài, mắt thì nhìn thẳng vào cái đục tre. Nhìn theo ánh mắt của chú, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc đục tre hình như nó đang trồi lên. Lúc nãy rõ ràng là tôi thấy chú đóng nó ngập xuống thân cây xoài hơn quá nữa, mà sao bây giờ nó đã cao hơn. Và chú Ba Lành gật gù có vẻ hài lòng. Tôi chưa kịp hỏi thì chú quăng điếu thuốc đang hút dở, đến cầm lấy cái đục tre cũng vừa trồi lên hết khỏi thân cây xoài. Tôi nhìn xuống cái chỗ mà chú đóng cái đục tre vào khi nãy, thấy vỏ cây vẫn liền trơn, không thấy một dấu trầy nào hết. Tôi ngạc nhiên đưa tay sờ sờ vào chỗ đó, tôi thấy nó liền lạc, không có một cái lỗ hổng nào. Chú Ba thấy vậy mới lên tiếng nói: "Nè, không có thấy gì đâu, đừng có kiếp. Được rồi, tốt rồi. Vậy là thằng nhỏ nó hết rồi. Nè, chút nữa về nhớ ghé qua nhà nó, nói ông già bà già nó pha nước muối ấm ấm bóp cái chân cho nó cho mau tan máu bầm nghe. Bây giờ nó có thể đi đứng được bình thường rồi." Chú Ba nói xong cầm cái đục tre đi vào sau bếp, quăng nó vào trong lò lửa đang đỏ than hồng. Ngọn lửa bùng lên, chiếc đục tre cháy rụi mất. Thằng Bình nè, mày ca giọng cũng rong quá hen, ở bên đó có hay đờn ca không? Chú Ba đã đổi đề tài khi tôi vẫn còn bán tín bán nghi với những câu chuyện mà tôi vừa chính mắt trông thấy, cho nên tôi ấp úng trả lời: Dạ cũng có, nhưng hôm nay tao bận chút công chuyện. Vậy mai mày rảnh không? Nếu rảnh sẽ ghé tao chơi, tụi mình làm một bữa cho đã nha. Tôi nghe chú nói thì khoái chí nhận lời ngay. Chú lại lên tiếng nói: "Nè Hấu, thôi sẵn hôm nay mày quẩn hen, vậy nghỉ làm đi làm ngõ với tao luôn nghe Hấu." "Đi ngõ đâu vậy chú Ba?" Nhà của anh Hai Đạt chứ đâu, ngày mai người ta chôn rồi, hôm nay là ngày chót, giúp cho ảnh giùm luôn. Tội nghiệp bà già của ảnh, lúc sanh tiền cũng thích nghe. Hôm nay mình chơi một bữa cho đã đi, để bà đi cho nó mát rồi nó yên lòng. Hai ông già năm ri với lại sáu mèn giờ này chắc đã vô đó rồi. Nè, chút về nhớ xách cái guitar của mày theo nghe." Rồi chú lại quay sang tôi và lên tiếng nói: Cái thằng này chơi guitar cũng khá lắm ạ." Giờ này thì quá tình tôi muốn chạy ngay về nhà thằng Chiến để coi thằng nhóc nhân như thế nào, cho nên sẵn đó tôi lên tiếng từ giã chú Ba: "Dạ thưa chú, vậy cháu xin phép về, chiều mai cháu ghé chú." Nhớ nhận." Tôi bật trống chiếc Honda của tôi xuống, ngồi lên đạp máy chào chú Ba và Hấu lần chót. Trước khi chạy đi, tôi còn nghe thằng Hấu nó nói vối theo: "Bình ơi, nhớ ngày mai tới chơi nha." Tôi đưa tay lên vẫy vẫy cho Hấu và ra hiệu cho hắn biết là mình sẽ y hẹn vào ngày mai. Tôi từ giã chú Ba rồi bước ra đường lớn. Tôi nhìn xuống đồng hồ thấy đã hơn 2 giờ trưa. Nhưng trước những việc xảy ra, cái sự thắc mắc, sự hiếu kỳ đã làm cho tôi không cảm thấy đói bụng nữa. Tôi chạy về ngay nhà của thằng Chiến khoảng 10 phút sau đó. Thằng Chiến đón tôi ngay trước cửa với nét mặt vui vui. "Về sớm vậy Bình? Nè, chú Ba Lành..." "Ổng bận công chuyện." "Ê, cái chân của thằng nhỏ làm sao rồi?" "Tao cũng không biết nói làm sao nữa, mày vô mày coi nè."
Nói xong, Chiến đi vào trong nhà trước. Tôi bước vào nhà, thấy thằng Nhân đang ngồi ăn cơm. Xung quanh nó mọi người trong nhà đều đủ mặt. Vừa thấy mặt tôi, má thằng Chiến đã lên tiếng nói ngay. À, cháu Bình nè, à, cái chú ba nào đó hay quá đi. Cái chân thằng Nhân á, nó đã hết đau rồi. Nó đi được 2-3 bước rồi á, nên mới chịu ngồi ăn cơm đó. Nè mày biết không, hồi nãy về tới nhà đó, tao đang vác nó trên vai, chưa kịp để nó xuống, tự nhiên nó la lên một cái, nó nói đau quá. Mà mắt nó thì nó vẫn nhắm. Trời ơi, nó té đái trên người tao luôn đó. Mà cái lúc đó lạ lắm, tao cảm thấy hình như có cái gì đó nó đè xuống cái vai của tao. Còn cái chân bị trặc của nó đó thì ngây đơ, còn cái chân kia đó thì đạp lia lịa. Nhưng mà chớp mắt một cái thì nó lại dịu lại như cũ. Rồi tự nhiên cái chỗ mắt cá chân bị xẹp xuống thấy rõ luôn đó. Tao đem nó vô tới giường thì lúc đó nó ngủ khò. Khoảng một tiếng sau đó, nó thức dậy. Rồi nó tuột xuống giường, nó đi được mày ơi. Thiệt tình đó, nếu mà nó không phải là con tao đó, tao nói đó chắc không ai tin đâu. Tôi bước đến nhìn xuống cái chỗ mắt cá chân của thằng Nhân. Thằng nhỏ chắc đã hết đau, cho nên đưa cái cẳng ra khoe là nói là con hết rồi, làm cho mọi người ai cũng cười. Quả nhiên tôi thấy cái mắt cá chân của nó đã xẹp lại, bình thường tuy vẫn còn dấu bầm. Tôi lên tiếng nói với thằng Chiến. Chú ba nói đó, kêu mày hay là bà xã mày đó pha nước muối ấm ấm rồi bóp vô cái chỗ bầm cho máu tan. Chú nói đó là bây giờ là đi đứng bình thường rồi, không sao đâu. Bà xã của Chiến nghe tôi nói như vậy thì lật đật đứng dậy. Vậy để em đi làm bóp cái chân cho thằng nhỏ liền nha. Tôi vừa định đem những chuyện mắt thấy tại nhà của chú Ba Lành kể lại cho mọi người nghe thì lúc đó ba vợ thằng Chiến lên tiếng nói. Thôi, ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói. Nãy giờ cả nhà cũng có ý chờ cháu về ăn luôn. Nè Xuân ơi, dọn cơm lên đi con. Bữa cơm gia đình Chiến hôm đó hình như mọi người vui hơn, ăn nhiều hơn. Không biết là vì quá trễ hay là bởi vì cục vàng của họ đã khỏi bệnh, và vì một câu chuyện gần như huyền thoại lại xảy ra ở cái thời buổi này. Ba vợ của thằng Chiến chép miệng nói. Theo bác biết bùa lỗ ban á, hồi nhỏ đó cũng có được nghe ông bà mình nói lại. Nghe nói là được lưu truyền ở trong giới thợ mộc. Và nghe nói đó, nó có giúp người mà nhiều khi nó cũng hại người nữa. Hại người mà hại sao chứ? Hơi đâu mà bà lo. Hại là khi nào bà có cất nhà cất cửa, người ta mới có cái cơ hội người ta yếm được chứ. Mà cái này tôi cũng nghe nói thôi chứ có thấy bao giờ đâu. Tôi hoàn toàn đồng ý với ba vợ của thằng Chiến, vì quả thật tôi cũng có nghe nói bùa lỗ ban chỉ được lưu truyền trong giới thợ mộc. Nhưng tôi thấy chú Ba Lành không có vẻ gì là hành nghề thợ mộc cả, nhất là với một con người hiền lành, chất phác, yêu thích nhạc cổ truyền như chú, thì không thể nào có cái hành động mà đi hại người khác được. Tôi nghĩ là khi tôi gặp, tôi sẽ hỏi chú ba. Ăn cơm xong, thằng Chiến lên tiếng rủ tôi đi chơi, trong khi vợ nó bà Xuân đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Ê Bình, tao với mày đi ra kia uống cà phê nha. Tôi chưa kịp trả lời, bởi vì tôi thoáng thấy ánh mắt của vợ nó lườm nó một cái, thì cô Xuân đã nhanh nhẩu lên tiếng nói. Cà phê ngoài tiệm dở òm mà, sao mà mấy anh thích uống không biết nữa. Thì cũng tùy tiệm chứ. Nhưng mà nè, cô em yên chí đi, tôi không có dạy hư thằng Bình của cô đâu. Cô em vợ của Chiến đỏ hồng đôi má, biết mình lỡ lời cho nên cô ôm mâm chén đi nhanh ra sau bếp. Tôi cũng có một số việc muốn nói với thằng Chiến cho nên cũng đồng ý. Ok, vậy thì đi. Đi uống cà phê ở Sài Gòn bây giờ nó trở thành một cái cụm từ, ai muốn hiểu như thế nào cũng được. Theo biết bao thay đổi của Sài Gòn, cả về phương diện đạo đức và con người, cho nên sau khi vắn tắt cho Chiến biết, chú Ba Lành có hẹn tôi ngày mai trở lại nhà chú để đờn ca tài tử chơi. Và thằng Chiến nghe như vậy thì nó muốn đi theo. Chúng tôi bắt đầu bị cuốn vào dòng chảy của một Sài Gòn thác loạn sắp vào đêm. Tôi và thằng Chiến
đến nhà chú Ba Lành cũng gần 3 giờ chiều ngày hôm sau như chú đã dặn. Sau khi ghé chợ mua thêm trái cây, thằng Chiến còn có mang theo ít đồ nhậu và một lít đế gò đen loại thượng hạng mà nó giới thiệu là do một người thân biếu cho ba vợ nó, nhưng ông già không uống để dành. Hôm nay muốn tặng lại chú ba uống lấy thảo sau cái nỗi vui mừng khi thấy thằng cháu của mình đã hoàn toàn bình phục chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Trước sân nhà chú ba lúc đó đã có sẵn vài chiếc xe Honda lẫn xe đạp. Thằng Hấu thấy chúng tôi đến chạy ra đón. Chú ba với lại chú bác đang chờ mấy anh á. Hắn đón lấy túi trái cây, túi đồ nhậu và chai rượu trong tay của tôi và Chiến. Khi Chiến dựng xe, khóa xe, tôi hỏi thằng Hấu khi nghe trong nhà có giọng nữ đang ca. Mấy chú bắt đầu lâu chưa vậy Hấu? Mới chào sân bài Lưu Thủy à anh. Anh vô đi. Bài Lưu Thủy xử án tôi đắc kỷ là bài ruột của chị Tư Én á. Thằng Hấu nó ôm đồ nó đi nhanh vào sau bếp, mà tôi thấy có thấp thoáng vài bóng người nữa sau khi cười bằng đôi mắt với tôi. Trời đã quá trưa dịu nắng, cơn gió nhẹ đầu thu lướt qua cành lá hàng cây quanh nhà xào xạc. Cái giọng hát của người con gái cao vút nhẹ nhàng than oán thân phận dùm cho một nhân vật dù có dù không, hòa trong tiếng đàn khi khoan khi nhặt, thật làm dịu cả lòng người. Tôi cùng thằng Chiến bước vào nhà khi nghe tiếng nhịp sông lan đôi dứt bài Lưu Thủy. Chú Ba Lành buông cái đờn kìm xuống ván, mắp mắp điếu thuốc rê trên môi và lên tiếng kêu tôi. Vô đây Bình. Nè, chú em mày khỏi nói gì hết trơn nha. Tao biết thằng con của chú mày hết rồi phải không? Nè, chú mày biết đờn biết ca gì không vậy? Dạ không biết, nhưng mà cháu biết nhậu, biết nghe. Thằng Chiến trả lời một cách vui vẻ trong cái chất phát của chú Ba Lành. Vậy cũng được rồi. Nói xong chú lại chỉ tay vào cái người đang ôm cây đàn guitar trạc tuổi chú và lên tiếng nói. Ông này á là Năm Ri. Rồi lại chỉ tiếp cái người đang kéo đàn cò, có vẻ già hơn, tóc bạc trắng và móm xộm. Ông này á là Sáu Mèn. Rồi chú quay sang tôi, chú lên tiếng nói. Nè mấy anh, đây là thằng Bình mà ngày hôm qua ở bên nhà Hai Đạt đó, tôi có nói chuyện với hai anh đó. Tôi cúi đầu chào hai ông bạn của chú ba, chưa kịp nói gì thì chú Ba Lành đã nói tiếp. Nè, quên nữa, còn con nhỏ đó đó là con gái của anh Năm nè, con tên là Tư Én hay là Tư Nhạn gì đó. Nhưng mà cho chú mày biết, đây đó hả, con nhà Tông chính gốc, thượng thừa thấp thập nhị quyền công đó nha, coi chừng đó. Trước khi bước vào nhà chú ba, giọng ca của cô gái đã cuốn hút tôi, và khi vào trong, mái tóc dài đen mượt xõa xuống bờ vai, gương mặt không trang điểm, rất bình dị, đôi mắt tròn long lanh chất phác khiến cho người ta nhìn vào không khỏi nao nao cõi lòng. Nhưng nghe chú ba Lành nói thượng thừa thất thập nhị quyền công gì đó khiến cho tôi không khỏi lại đưa mắt nhìn cô gái. Chú ba này chọc con hoài à? Cô nói nho nhỏ và cúi xuống so dây chiếc đần tranh để trên cái ván trước mặt cô. Chú Năm Ri lên tiếng hỏi tôi. Nghe anh ba nói chú em mày biết chơi bài bản ha? Nè, học ở đâu? Ở bên đó có chơi thường không? Dạ, cháu đi chơi, học ở bạn bè, rồi mấy chú mấy bác trước khi qua Mỹ. Còn qua tới bên đó thì cũng có chơi, nhưng mà cũng ít lắm, bởi vì không có người biết ca nhiều. Rồi biết đờn bài bản thì có người biết, có người không biết, nhưng mà khó gặp nhau để tụ lại với nhau lắm. Được rồi, biết tới đâu thì mình làm tới đó nghe. Chú Ba Lành nói xong ôm kia đần kìm lên và nói. Hồi nãy đó con Tư nó mở đầu bài Lưu Thủy rồi. Bây giờ Bình nè, tiếp cái bài Phú Lục đi. Rồi sau đó đó muốn chơi gì thì chơi. Tư, mày đờn tranh để anh Sáu hút thuốc đi. Trong giới chơi đờn ca nhạc tài tử, người cùng lúc biết đờn và ca đã hiếm, lại biết thất thập nhị quyền công, tức là biết hết thập loại bài bản cổ nhạc lại càng hiếm hơn. Bây giờ trước mặt tôi, người đó lại là một cô gái xinh đẹp, khiến cho tôi nửa tin nửa ngờ. Cho nên tôi đem hết công lực ra thi thố,
và tôi nghĩ mình cũng không làm chú Ba Lành thất vọng khi giới thiệu tôi. Khi tôi dứt bài Phú Lục và nghe chú Sáu Mèn gật gù, à nghe cũng được rồi. Rồi chú nâng cái đờn cò lên rao, nè ca hạ đi ngang. Thiệt tình mà nói, chơi bài bản tôi thích nhất là dòng nhạc lễ này, cho nên chú Sáu Mèn rủ ca hạ không khác gì trúng tủ của tôi, nhưng mà tôi cũng làm bộ mại hơi. Dạ nhưng mà để cô Tư. À nó ca đó tụi tao nghe hoài, hôm nay á cứ để nó đờn đi. Phải nói là ca cái bài Ngũ Đối Hạ, người trong giới chỉ nói tắt là bài hạ, với một dàn đờn hùng hậu như tranh, kiềm, cò, guitar thì không còn hứng thú nào hơn, cho nên tôi không thể nào từ chối. Và qua tiếng nhạc mênh mông réo rắt, tôi như muốn vẽ lại trận chiến hào hùng của Gia Cát Khổng Minh đang giúp Châu Du đốt chiến thuyền của Tào Tháo trên dòng sông Xích Bích. Tôi ca vừa dứt bài hạ thì Chiến, Hấu và bốn người nữa, hai nam hai nữ, mà sau đó tôi được giới thiệu là hai cặp vợ chồng, anh Nam chị Liễu, anh Sơn chị B, đã dọn trái cây, đồ nhậu, bánh mì lên trên để vừa đờn ca vừa lai rai. Người đi chơi đờn ca thật là giản dị, ai có cái gì đem theo cái đó, rồi cùng nhau ăn uống chung vui với nhau. Chiến khui chai đế gò đen đưa cho chú Ba. Dạ ông già, cháu gửi chú Ba uống lấy thảo, chú thử miếng nha. Dạ thơm dữ ha. Nè anh Sáu, mời anh vô trước đi. Chú Ba Lành cười kha kha, rót rượu ra chiếc chung nhỏ Hấu vừa đưa cho chú, trao cho chú Sáu Mèn. Chú Sáu vô ngay một hơi khà một tiếng, gấp miếng chả đưa cai xong rồi xốc cây đờn cò và nói: sẵn rượu ngon, vợ chồng thằng Nam bay với thằng Hấu làm một cái màn trống trụ đơn hùng tính đi nha. Như vậy còn đứa nào làm Tần Quỳnh đây? Chú Nam Ri vừa ra bắt vừa lên tiếng hỏi. Anh Sơn chồng chị B mau mắn xen vào và nói: À dạ để con. Được rồi nha, nè chuẩn bị vô. Chú Ba Lành gõ nhịp song lan để vào. Buổi đờn ca thật náo nhiệt và vui vẻ, mọi người đều giản dị chân thành như phong cách của dòng cổ nhạc miền Nam. Hấu tuy còn trẻ nhưng ngón đờn guitar của hắn thật mướt, nghe hắn rao đờn nếu có chút máu văn nghệ thì không thể nào không muốn vô vài câu vọng cổ, đặc biệt là hắn có giọng ca hài bảo đảm nghe không cười không lấy tiền. Tôi đã may mắn có được dịp chứng tỏ cái lòng ngưỡng mộ của mình đối với cô Tư Én. Hấu nói cô tên thật là Yến, nhưng ở nhà cứ kêu trại ra riết thành Én, lâu ngày thành thói quen. Khi chị B vừa ca dứt bài Men Rượu Sa Kê thì chú Ba Lành đề nghị: Con Tư bây để cái đờn tranh cho con Ba đi, thằng Hấu đờn guitar, bây ca luôn bài tống tủ ô hát lợi nha. Nhưng cái gì thì bây làm một mình có chết con ma nào đâu. Nếu là bài của soạn giả Diễn Châu thì cháu biết. Cái bài mà đêm nay rượu tiễn sao cay đắng đó. Vậy Bình, mày muốn ca chung hay không? Vậy để tôi làm ô hát lợi nha. Nghe tôi nói, cô Tư Én mỉm cười. Cái bài ca Tống Tửu ô hát lợi này ông cụ tôi rất thích, cho nên trên xe tôi cũng có cái băng cassette thu bài này, để khi ông cụ lấy xe tôi đi, ông nghe cho đỡ ghiền. Tôi cũng nghe ké nhiều lần cho nên thuộc lòng, không ngờ hôm nay lại được hát chung với cái người mình đang muốn làm quen. Chú Ba Lành vừa đạp song lan dứt bài ca đã cười ha hả nhìn chú Nam Ri. Tụi nó làm cũng giống ô hát lợi với Phi Long quá ha. Nè Bình, tao thấy mày hát với con Tư của bộ xứng đào kép à. Ở bên đó có chơi vui giống vậy không? Tôi chưa biết phải trả lời làm sao với chú Ba thì chú Nam Ri lại lên tiếng hỏi tiếp. Chừng nào cậu quay về bên? Dạ thứ ba tuần tới. Chuyện đó để tính sau đi, bây giờ bay ca Tứ Bửu Liên Thành đi. Nhìn tôi ngẩn người ra, chú Nam Ri lên tiếng nói. Mấy bài đó chắc nó không biết đâu. Nè Bình, gần đây nhạc giới trong nước đã ra công sưu tầm cũng như cải biên bài bản cho nó phong phú thêm cái kho tàng âm nhạc nước nhà. Cái cặp mà Tứ Bửu Liên Thành
và Ngũ Châu Minh Phố đó là cái thí dụ điển hình. Cái bài Tứ Bửu Liêu Thành đó đã có từ lâu, do cố nhạc sĩ Ba Chột ở Bạc Liêu sáng tác. Còn bài Ngũ Châu Minh Phổ do cố giáo sư Nguyễn Văn Thinh sáng tác khoảng 2-3 thập niên gần đây để đối lại với cái bài trên. Nhưng mà thời gian qua đó ít người chơi bởi vì nó khó quá. Mãi tới sau này mới được phổ biến rộng rãi, cùng với cái sự ra đời thêm những cái bài như là Hận Nam Quan của nhạc sĩ Năm Vinh, Ngũ Phúc Long Phi của nhạc sĩ Mười Phú. Mà cái cách chơi cũng giống giống như vậy. Nè, con én, con ca cái bài Tứ Bửu Liêu Thành đi con. Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe những dòng nhạc chuyển cung thật lạ qua tiếng đờn điêu luyện của các chú Ba Lành, Năm Ri, Sáu Mèn, cùng giọng ca của Hấu, Tư Én, vợ chồng anh Nam, anh Sơn, mà càng về khuya càng thấm thía. Để cuối cùng thì chú Ba Lành chép miệng: Tụi tao cũng có một cặp Lưu Thủy Bắc Quán Ai và Phú Lục Bắc Hạ Nam Quán, đờn mày nghe thử nghe bình. Lúc đó thì cô Én nghe nói như vậy thì cô xen vào và lên tiếng nói: Nhưng mà chưa có bài ca mà chú Ba. Thì tao nói đờn thôi chứ tao có kêu mày ca đâu. Nói xong chú đưa cái đờn kìm và song lan cho xuống chú Sáu Mèn, rồi đón cái đờn cò từ tay của chú Sáu. Nè anh Sáu, anh cầm cốt nha, chứ cái chỗ mà chuyển hơi hạ đó tôi lạng quạng lắm ạ. Tôi như bị thu hồn vào trong tiếng nhạc, từ cặp Lưu Thủy Phú Lục Hơi Bắc hùng hồn với sự biến cải của các chú. Tôi nghe như tất cả hỉ nộ ái ố của con người đều được diễn tả rành mạch. Tiếng đờn dứt rồi mà người nghe vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Hay quá, chú Ba, chú đưa cái bài, cái chú đưa cháu cái bài nhạc đó đi để cháu viết lời ca. Vậy thì còn gì bằng, phải không anh Năm anh Sáu? Chú Ba Lành khoái chí khi có người thưởng thức cái công trình của mấy chú. Chú Năm Ri quay sang hỏi Tư Én: Con có đem bài nhạc đó theo không vậy? Dạ không có thế à, hay là để con chạy về con lấy nha. À, khuya rồi lấy cái gì chứ, để bữa khác đi. Tía con của bày thiệt tình. Giờ tao cũng thấy nên tan hàng để thằng Lành nó còn lo được kiếm cơm chứ. Chú Sáu Mèn mỉm cười nhìn Tư Én sau khi bưng chung rượu uống một hớp. Chú Nam Ri cũng cười theo. Mê trời quá quên luôn giờ giấc. Nè cậu Bình, hay là hôm nào cậu ghé anh Ba đi, rồi tôi kêu con Tư nó đem ra nó đưa cho cậu nghe. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai thứ Bảy đó tôi kẹt qua Dĩ An có chút chuyện. Nè Bình, chiều Chủ Nhật mày ghé tao đi. Ủa mà hình như thứ Ba mày về Mỹ rồi phải không? Tôi chưa kịp nói gì thì chú lại lên tiếng nói tiếp. Mà cũng đâu có sao, về bển mày viết xong mày gửi trở về đây cũng được mà. Nè cứ tính vậy đi nha. Tôi chỉ biết lên tiếng dạ, và khi chia tay mọi người tôi thật vui khi cầm giùm Tư Én chiếc đờn tranh cho cô ngồi vững phía yên sau chiếc Honda của chú Nam Ri, và nhận lại nơi cô một nụ cười với lời hẹn tái ngộ vào chiều Chủ Nhật. Riêng cái việc muốn hỏi chú Ba Lành về chuyện bùa lỗ ban, hôm nay tôi lại không có cơ hội. Nhưng mà tôi nghĩ thầm, tôi sẽ còn gặp chú ngày Chủ Nhật nữa, lúc đó hỏi cũng chưa muộn. Tôi và Chiến quay trở lại nhà chú Ba Lành xế chiều ngày Chủ Nhật như đã hẹn. Tôi định đi một mình, nhưng mà thằng Chiến nó đòi theo vì nó cũng giống như tôi, muốn được nghe chú Ba Lành nói do đâu mà chú chữa được cái chân trặc của thằng Nhân. Bởi vì hôm nay nó đã hoàn toàn bình phục mà chú lại không hề đụng chạm gì đến thằng nhỏ cả. Hơn nữa hình như là thằng Chiến cũng thích cái phong cách chơi đờn ca tài tử điệu nghệ bình dân của mấy chú. Còn tôi thì ngoài những chuyện đó, cái dòng nhạc Lưu Thủy Bắc Oán Ai cùng người con gái đờn tranh thật tự tin thoải mái khi kéo mấy con nhạn để chỉnh dây lúc đang hòa tấu, khi bài nhạc qua khúc chuyển đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên. Và tôi rất muốn gặp lại nàng. Có lẽ vì nôn nóng cho nên chúng tôi tới hơi sớm. Cái nhà vắng hoe, con ngựa cũng không có trong chuồng.
Thằng Chiến dựng xe nhìn vào trong và lên tiếng nói với tôi. Chắc chú ba chưa về rồi. Tao cũng nghĩ vậy, nhưng mà cái hôm mà đưa thằng Nhân lên sớm hơn cái giờ này đó, thì mình nhớ là chú về rồi. Hay là chắc hôm qua chú đi Dĩ An chập độ bên đó rồi. Mày thiệt tình á, chú ở trên đó mối chở hàng cho người ta rồi chú bỏ cho ai chứ. Hơn nữa chú hẹn với mình rồi. Thôi tao với mày ngồi đây chờ chú ba đi. Không lẽ cả hai đều ngồi lên một chiếc Honda? Vì nhà chú ba không có cửa cho nên tôi thấy ngay chiếc chổng trong nhà của chú. Tao thấy vô nhà chú đưa võng đợi chú có lý hơn Chiến. Nhà chú không có làm cửa thì đâu có ngại người ta đi ra đi vô lúc mà vắng nhà. Thằng Chiến cũng thấy bộ ván ngựa, muốn vào ngã lưng một cái, nó nghĩ chắc là đã lắm. Hơn nữa nó cũng muốn mang túi đồ nhậu vô trong nhà cho nên chống xe, nhưng ráng lên tiếng nói. Đời bây giờ đây là lần đầu tiên tao thấy một cái nhà đó không có cửa gì hết. Lạ thiệt. Một cái bịch ni lông, một cái lon người ta còn lượm, huống chi là cái nhà. Tao cũng đang thắc mắc như mày vậy đó. Hay là chắc là chú quen biết hết với mấy tay giang hồ ở gần đây cho nên người ta không dám vô. Tao làm sao biết. Hai đứa chúng tôi từ từ đi vào nhà của chú ba. Từ chỗ đậu chiếc Honda đến trước nhà chú ba khoảng 5 thước. Nhưng mà thật lạ lùng, tôi và thằng Chiến cứ bước hoài mà không tới được. Cứ chúng tôi bước một bước thì hình như có cảm giác như căn nhà nó đang lui ra một chút. Và cái khoảng cách 5 thước đó cứ giữ nguyên, không ngắn lại chút nào hết. Buổi xế trưa tuy có gió nhẹ nhẹ nhưng mà cả hai đứa chúng tôi toát mồ hôi hột. Thằng Chiến nó buông túi đồ xuống đất, nó quay sang tôi cất giọng run run. Bình Bình, sao kỳ với mày? Nãy giờ tao với mày hình như là chỉ dậm chân chõn à. Tôi cũng đang hoang mang chưa kịp trả lời Chiến thì nghe tiếng vó ngựa trên đường. Chú ba lành đang đánh xe về cho nên tôi lên tiếng nói lãng. Chú ba về tới rồi kìa. Tôi quay ra con đường đất đỏ, nuốt nước miếng để cố dằn những nhịp tim đang rối loạn của mình. Nếu không phải là người trong cuộc thì làm sao tôi có thể tin được một chuyện quan đường như vậy xảy ra giữa ban ngày ban mặt. 5 thước mà đi hoài không tới, mà khi bước thì có cảm giác như mình đang bị mộng du. Chú ba lành ghìm cương cho con ngựa bước chậm chậm vào sân nhà. Chú nhảy xuống dừng lại và nói lớn với chúng tôi. Tao bận chở thêm một chuyến cho người quen cho nên về trễ một chút. Tụi bay tới lâu chưa vậy? Sao không vô nhà ngồi cho mát? Mà quên nữa. Chờ tao chút nha. Nè Bình, đem mấy thứ đậu này vô bếp đi. Hôm nay gặp mấy cái đám rau tươi, tao làm cái món này đãi mày với thằng Chiến. Ăn xong đó bảo đảm về bên đó còn thèm nghe Bình. Chú vừa nói vừa cười khi tôi bước đến đón lấy một cái rổ rớn lớn ở bên trong đựng toàn rau mà tôi chỉ biết tên một số như bông súng, càng cua, đọt xoài, lá hẹ vân vân, vài bắp chuối hột và 2 con cá bông lau thiệt bự đã làm sạch. Chú làm món gì vậy chú ba? Hồi nãy tụi cháu tới đây tụi cháu. Bây giờ tụi bay cứ vô đi, không có sao đâu. Tao tính làm mắm và rau. Mày với thằng Chiến ăn mắm được không? Nghe nói đến mắm kho, tôi đã ứa nước miếng. Chưa kịp trả lời thì nghe tiếng thằng Chiến vang lên. Cháu ăn mắm không được, nhưng mà cháu nuốt được chú ba. Ê, nè, bộ chú biết nấu mắm thiệt á hả? Biết cái móc xì á, không có phải tao nấu đâu. Người khác nấu, cái người đó đó. Vừa nói, chú vừa chỉ vào. Tôi và Chiến nhìn ra trên đường thấy cô Tư Én đang lái chiếc Honda chậm chậm, chờ thằng Hấu đạp xe đạp phía sau. Chú ba tháo hàm thiết cho con ngựa, dắt nó vô trong chuồng. Tôi và thằng Chiến dè dặt bước theo vào nhà của chú ba. Thật là bình thường, căn nhà hình như không có thụt lùi như lúc nãy. Tôi bước mấy bước là xong, tôi đặt cái rổ rau xuống chiếc bàn nhỏ sau bếp, thì cô Tư Én và thằng Hấu cũng vừa vào đến trước sân. Vừa tháo cây đờn tranh của Tư Én đeo trên lưng xuống, thằng Hấu gọi tôi khi thấy tôi và Chiến đang nhìn ra. Anh Bình, anh đem giùm em cây đờn này của chị Tư vô nhà đi để em phụ chỉ chút. Tôi đi ra lấy cây đờn từ tay của Hấu, trong khi thằng Hấu xách chiếc giỏ của Tư Én để trước chiếc Honda cho Tư Én chống chiếc xe lên. Mai nãy về ngang chợ gặp chị Tư cho nên mang giùm chị cây đờn chứ... Chỉ mà cái điệu chỉ mà vừa mang đờn vừa đi chợ biết kiếp nào mới xong. Thằng Hấu cười khi dứt câu nói.
Cô Tư Én cũng mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Cô lên tiếng nói: "Thì cũng phải xong thôi. Chỉ mua ít đồ gia vị. Hấu làm như là đi chợ cho tiệc tùng gì lớn lắm vậy. Ủa, mà hai anh tới lâu chưa vậy?" Cũng mới tới thôi. Nè, tụi bay coi con Tư cần cái gì phụ nó nha. Tao xách nước cho. Sẵn tao xối mấy gạo cho mát cái đã. Nước trong lu còn đầy chú ba ơi, không có cần xách thêm đâu. Thằng Hấu vừa cùng chúng tôi vào nhà vừa trả lời chú Ba Lành, khi thoáng thấy chú cầm chiếc gạo đi ra cái giếng sau nhà. Ô vậy hả, vậy càng khỏe thân tao ạ. Tự nhiên tôi thấy nơi chú Ba Lành cái cá tính bộc trực chất phác của người nông dân đồng bằng Nam Bộ quê tôi thường được thể hiện thật rõ nét trong tác phẩm của các nhà văn trước năm 1975 như Bình Nguyên Lộc, Lê Xuyên vân vân, và không biết có phải cùng chung với cái ý nghĩ của tôi hay không mà tôi thấy cô Tư Én mỉm cười. Chú Ba vui tánh quá phải không cô Tư? Chú Ba là sư phụ của em mà. Còn anh thì sao? Vui tánh hay là khó tánh đây? Tôi nghe cô hỏi thì ngẩn người, chưa kịp trả lời sao với sự dạn dĩ của cô gái thì cô đã cùng với Hấu đi vào nhà bếp. Mà trước khi bước, Hấu còn nhìn tôi nhe răng cười và nói: "Hê, nhưng mà khó tánh cỡ nào á, gặp chị Tư cũng..." Tôi cầm cái đờn tranh của Tư Én đem vô trong nhà mà lòng bỗng nao nao. Cái câu hỏi của cô tuy tôi chưa trả lời, nhưng mà tôi biết chắc một điều, dù người nào có khó tánh cách mấy đi nữa, nhìn vào đôi mắt đó, cái đôi mắt tự tin pha chút kiêu hãnh, thì không còn gì để khó tính nữa. Tôi đặt cái đờn tranh lên bộ ván ngựa, đi ngay xuống bếp. Thằng Chiến coi vậy mà cũng nhanh nhẹn, hắn hầu như đã lặt xong rổ rau. Vừa thấy tôi hắn cười lớn: "Mày sướng thiệt nghe Bình. Cô Tư nói hôm nay đó, mày đặc biệt đó, khỏi làm cái gì hết trơn á. Nè, đi lên nhà trên đi mày, không có được xuống đây mày." "Thôi được rồi, vậy tao càng khỏe chứ có gì đâu." Tôi chợt buộc miệng nói lại lời của chú Ba lúc nãy, nhưng mà cô Tư Én lại lên tiếng nói: "Em nghĩ anh không có khỏe chút nào đâu." Cô bưng trên tay một thau nước nhỏ bước vào và lên tiếng nói tiếp: "Bài nhạc Lưu Thi Bắc Quán Ai khó lắm đó. Em hy vọng là anh viết kịp bài ca để hát vào cái ngày giỗ tổ. Chú Ba sẽ vui lắm đó." Cô đặt cái thau nước xuống cái bàn nhỏ, cắt chanh nặng vào rồi quậy đều, lấy bắp chuối hột, lột mấy lớp lá già bên ngoài và thoăn thoắt bào vào trong thau. Giỗ tổ nhằm vào ngày nào vậy cô Tư? Em không có nhớ chính xác ngày nào, nhưng mà để coi, khoảng đầu tháng 9 dương lịch đó anh. Lúc đó, thằng Hấu bưng chiếc rổ nhỏ đựng hai con cá bông lau đã khứa sạch sẽ bước vào. Tư Én lên tiếng nói: "Được rồi đó Hấu, em nhúm lửa lên cho chị đi." "Được rồi, được rồi." Trong lúc thằng Hấu nó lây quay cái chỗ hai cái cà ràng để nhúm lửa thì tôi lẩm nhẩm tính: "Nếu vậy thì còn hơn 2 tháng nữa mà." "Nói 2 tháng chứ coi vậy chứ tới liền đó anh ơi." Thằng Hấu nó vừa thổi lửa, nó vừa chen vào để trả lời tôi. Vừa lúc đó trên nhà có tiếng chú Ba Lành gọi tôi: "Bình ơi, Bình, để trong đó tụi nó làm đi, mày ra ngoài đây." Dạ, cháu ra liền chú Ba." Tôi vừa xoay lưng thì nghe tiếng của Tư Én vọng theo: Chú Ba ơi, cái cuốn tập nhạc con để trong cái cây đờn của con đó chú Ba." "Tao thấy rồi." "Ê, Bình, bưng cái dĩa mồi này lên cho chú Ba lai rai trước đi mày." Đón dĩa thịt quay từ tay của Chiến, tôi đi lên trên nhà trên khi nghe tiếng đờn kìm của chú Ba Lành reo lên như thúc giục. Nắng đã bắt đầu nhẹ trên sân, cơn gió nhẹ chớm thu đã xua đi cái oi nồng làm cho không gian như dịu lại. Tiếng đờn kìm của chú Ba như thêm vào dòng nước mát, và trong phút chốc, trước mắt của tôi hiện lên bức tranh nơi chung nhau cắt rốn với con kinh thầy Tùng, dừa nước rợp lá xanh, lả mình theo cơn gió cùng với cánh đồng lúa vừa trổ đồng đồng. Chú Ba Lành tươm tất hơn trong bộ bà ba trắng, củ tỏi vấn chặt vào sau ót, bộ râu chắc vừa được chải cho nên mướt rượt, đàn lim dim thả hồn theo dòng nhạc hơi bắc hùng hồn. Đặt dĩa thịt quay xuống ván, tôi vừa kéo ghế ngồi thì chú Ba cũng nhịp song lan đôi để chấm dứt bài nhạc. Tôi vừa định lấy chai rượu đế hôm rồi còn để sát trong vách rót ra chung cho chú
thì chú đưa tay ngăn lại. Thôi, hôm nay chắc tao không uống đâu. Uống một hồi đó quên hết ráo làm sao chỉ cho mày được. Đây nè, cuốn tập nhạc của con Tư đó, mày coi đi. Có chỗ nào không hiểu đó thì nói tao đờn cho mày nghe. Tôi cầm cuốn tập 100 trang, bìa được bao bằng giấy dầu cẩn thận mở ra, nhìn dòng chữ ghi đậm thật lớn, nhạc tài tử Nam Bộ, và bên dưới là tên của chủ nhân Võ Hồng Yến. Những trang kế được ghi chép thật đầy đủ những bản nhạc chuyển cung mà thật tình từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy. Chú Ba Lành đã đờn từng bản cho tôi nghe, giảng giải cho tôi những nét đặc biệt của từng bản, phân biệt chỗ hay chỗ dở, để cuối cùng chú nói nhờ đờn những bản nhạc này chú cải biên cặp Lưu Thủy Phú Lục thành Lưu Thủy Bắc Oán và Phú Lục Bắc Hạ Nam Oán. Chú hy vọng là nhóm nhạc của chú sẽ thuyết phục được các nhạc sĩ khác chấp nhận chơi hai bài này nhân dịp giỗ tổ sắp đến, và nếu có bài ca minh họa. Mãi mê với dòng nhạc, chú Ba Lành cũng như tôi không thấy rằng nắng đã tắt và mùi mắm kho thoang thoảng và tiếng của cô Yến vang lên. Chú Ba ơi, mắm kho xong hết rồi, mình ăn cơm đi nha chú Ba. Tôi cũng ngửi được mùi thơm của mắm kho và tôi thấy cồn cào trong bụng. Chú Ba Lành chắc cũng vậy cho nên chú cười ha hả và nói: "Ha, thơm dữ nghe bay. Được được, dọn 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 lên đi. Ăn no rồi mình còn chơi tiếp chứ. Ủa, mà tía của bay đâu, sao giờ này chưa thấy mặt ông tới vậy?" "Hồi sáng con có nghe ông nói ông đi thăm ai ở bên cầu chữ Y á, chắc không về kịp đó chú Ba." "Anh Sáu Mèn cũng vậy. Hôm đó tao có mời mà, nhưng mà anh nói anh bận cũng không xuống được. Vậy thôi hôm nay có bao nhiêu chơi bao nhiêu. Nè nè, dọn lẹ lên." "Dạ có ngay có ngay." Quả thật từ trước đến giờ tôi chưa từng được ăn bữa mắm nào ngon miệng hơn hôm nay. Ở bên Mỹ lâu lâu mẹ tôi cũng có kho mắm, tại vì nơi tôi ở hầu hết thực phẩm của Việt Nam đều có bán, nhưng thường cái ngon của mắm bên đó không được trọn vẹn, vì sao bữa mắm ngon miệng cả tháng sau ở trong nhà vẫn còn mùi mắm. Chú Ba Lành nói với tôi hôm nay chú không uống rượu, nhưng với Chiến và Hấu thì không nghe chú nói, cho nên khi bữa cơm vừa xong thì ba người cũng đã ngà ngà. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà buổi đờn ca hôm nay trong nhà chú cũng sôi nổi không kém gì hôm trước. Chúng tôi đã không nhịn được cười khi Hấu nhại giọng Bắc để hát bài Hận Nam Quan của nhạc sĩ Nam Vinh theo lối hát Chầu Văn, mà khi buông đờn xuống chú Ba Lành phải lên tiếng nói: "Anh Năm mà anh nghe mày hát cái bài của anh như vậy đó, anh không đập cán đờn vô đầu mày mới là chuyện lạ nghe Hấu." "Có mặt ổng còn đâu dám hát chú Ba. Này chị Tư, chị hát lại cái bài Dạ Cổ Hoài Lan đi chị." Tư Én buông đờn tranh nhìn lên, thì lúc đó tiếng đờn guitar của Hấu đã réo rắt mời mọc. Chú Ba cũng nâng cây đờn kìm lên, thì Chiến xen vào nói: "Hay là Bình, mày với cô Tư hát cái bài gì hôm trước đó?" "À thì sao cái bài Dạ Cổ cái đã. Nè anh Chiến, anh phải nghe chị Tư hát bài này bá cháy bù chét luôn." Không biết có phải như lời Hấu nói hay không, có điều tiếng ngân ý y của Tư Én đã chấm dứt bài Dạ Cổ, mà hình như còn có ai đó cứ ước mình là người mang bảo kiếm sắc phong lên đường. Nếu chú Ba Lành không kêu hắn về thực tại khi chú để cây đờn kìm xuống, bưng cái chung rượu lên, khà một cái và lên tiếng nói: "Nè, quê mày ở đâu vậy Bình?" "Dạ, cháu ở Mỹ Tho chú Ba." "Mỹ Tho? Mỹ Tho mà ở chỗ nào?" "Dạ ở làng Long Hưng." "Vậy mày có biết chợ Sồi Hột không?" "Dạ biết chứ." Chú Ba Lành chậm rãi móc cối thuốc rê. Trong cái hộp thiếc nhỏ đã không còn điếu nào, cho nên chú xé cuốn giấy quyến, từ từ vắn điếu khác và nói: "Nếu vậy không ngờ tao với mày cũng là người đồng hương." "Ủa, chú Ba là người Mỹ Tho hả?" Chú Ba bật hột quẹt, châm điếu thuốc rít một hơi. Tôi cho đây là cơ hội hiếm có cho nên lên tiếng hỏi: "Chú Ba, cháu nghe người ta nói chú biết bùa lỗ bàn phải không?" "Ai nói gì mày vậy?" Vừa hỏi chú vừa đưa mắt nhìn thằng Hấu và cô Tư Én,
làm cả hai đồng thanh phải lên tiếng. Tụi con không có nói nha. Con có nói nha chú. Tụi bay có nói thì cũng đâu có sao, bởi vì ai mà tin tụi bay. Nhưng mà trên đời này đó, chuyện gì nó cũng có cái nguyên do của nó. Tao biết thằng Bình đó, mày sống ở nước ngoài đó lâu rồi, những cái gì mày thấy đó mày không tin đó thì mày cho là mê tín. Nhưng mà quả thiệt ông bà mình ngày xưa đó đã có thể làm những cái chuyện mà ngay cả bây giờ người Tây Phương đó với máy móc hiện đại đó cũng không làm được. Tao nói cho tụi bay biết, đúng như vậy, những cái gì mà tụi bay thấy hôm nay đó chính là tác dụng của bùa lỗ ban. Nhưng mà cái chuyện mà tao học bùa lỗ ban đó là cái chuyện bất đắc dĩ và cũng chỉ để hộ thân thôi. Đây là lần đầu tiên tao trị cho thằng Hấu cũng như thằng con của thằng Chiến. Bởi vì giữa thời đại này mà nói chuyện bùa ngải á thì chỉ chuốc lấy cái phiền não vào trong mình mà thôi. Sao mà chú nói là phiền chú ba? Dân mình á còn nghèo khổ bệnh tật, lại rất tin vào cái chuyện thần quyền. Nếu mà họ biết tao như vậy đó, rồi họ ung ung họ kéo tới đây, rồi làm sao chính quyền để yên cho tao? Mà như vậy rồi á, giờ đâu mà để tụi mình đờn ca nữa chứ. Tụi bay nghĩ vậy có đúng không? Con nghĩ nếu mà chú ba trị được bệnh cho người ta đó thì con nghĩ chú ba cũng nên làm lắm chứ. Chú đã nói dân của mình nghèo khổ, thì mình giúp cho họ bộ không tốt sao chú ba? Tao nói rồi, thật sự ra đó là học bùa chỉ là bất đắc dĩ, thì làm sao có đủ khả năng để mà trị bệnh cho người ta chứ. Hơn nữa đó, muốn điều khiển được họ đó ở bậc cao phải tu luyện nó chuyên cần. Đó là chưa nói là có lúc phải làm những cái chuyện trái với lương tâm. Nếu không đó, thì mạng mình giữ còn không xong, lấy đâu mà lo cho người khác chứ. Nghe chú ba lành nói, càng lúc tôi càng mờ mịt, nhưng mà tôi linh cảm được rằng biết bùa lỗ ban nhưng sử dụng được nó không phải là chuyện đơn giản. Tôi chưa kịp hỏi thì không biết là cái linh cảm của mình có đúng hay không. Thằng Chiến nó đã lên tiếng xen vào. Chú ba, chú học bùa ở đâu mà chú nói là bất đắc dĩ? Rồi nếu mà sử dụng bùa mà nguy hiểm như vậy thì chú có sao không khi mà chú chữa cho thằng Hấu với lại thằng con của cháu? Cái chuyện tao học bùa đó nó dài dòng lắm. Còn cái chuyện chữa cho thằng Hấu với lại con của mày á, cũng như chuyện hai đứa bay thấy lúc chiều đó, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bởi vì tao có đủ khả năng, và thật sự đó, tao cũng biết bao nhiêu đó mà thôi. Rồi không để cho chúng tôi hỏi gì thêm, chú bưng cái lung ly rượu rót vừa đầy uống một ngụm và nói tiếp. Bùa lỗ ban đó, nó là con dao hai lưỡi. Cái người biết nó đó, nếu mà lục căn thanh tịnh, đạo cao đức trọng đó, trấn áp được quỷ thần, hành xử nó để cứu nhân độ thế đó, thì lúc đó nó tạo phúc cho người. Còn nếu không đó, nó sẽ có tác dụng ngược, và nạn nhân của nó sẽ vô cùng thê thảm. Tại sao vậy chú ba? Chú có thể nói rõ hơn cho tụi cháu biết không? Người luyện bùa lỗ ban đó sẽ tùy theo cái thời gian tu luyện, tâm tính bản thân, mà mỗi cái chữ bùa vẽ ra đó sẽ sai khiến được quỷ thần hoặc là ngay cả tiên làm cái chuyện của mình muốn. Nhưng mà phần lớn đó chỉ sai khiến được cái đám quỷ thôi, bởi vì ai cũng muốn thành đạt nhanh và không có thoát ra khỏi hai cái chữ danh và lợi. Chú nói quỷ hả? Đúng như vậy. Bởi vì là quỷ cho nên khi tụi nó làm việc đó, tụi nó luôn luôn yêu sách này yêu sách nọ, và mình phải đáp ứng cái yêu sách nó. Chú nói chẳng hạn như là phải yếm nhà người ta phải không chú? Đúng như vậy. Còn chú thì sao? Tao không có học bùa lỗ ban để hành xử nó vì danh lợi, mà để giải căn cho cái ân nhân của mình.
Cho nên ngay từ đầu đó, tổ sư gia Hiệp Ẩn chỉ truyền cho tao những cái chữ bùa tiếp cận với thần mà thôi. Thấy bốn chúng tôi há hốc mồm im lặng, chú Ba Lành mỉm cười và nói, chắc là tụi bay muốn nghe lắm phải không? Thôi được rồi, đây cũng là một câu chuyện của quê hương mình, để tao kể, rồi mai mốt thằng mình mày đó, khi về bên đó, biết đâu sẽ gặp lại họ. Câu chuyện của chú Ba kể bắt đầu vào thời gian một năm sau ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Ở đâu thì không biết, chứ ở Mỹ Tho, hầu như Việt Cộng cũng chưa dám bò ra hang, cho nên người dân hai làng Long Hưng và Thạnh Phú vẫn còn sống trong thanh bình trên những cánh đồng lúa triểu hạt, nhịp nhàng tiếng chài giã gạo vào những đêm trăng và chợ xoài hột thì vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Đối diện với khu chợ bên bờ kia của con kinh thầy Tùng là xưởng cưa của ông Bảy Thọ. Xưởng tuy không lớn lắm nhưng xẻ gỗ cung cấp đủ cho nhu cầu xây dựng nhà cửa, đóng thuyền ghe của cư dân hai làng Long Hưng và Thạnh Phú. Ông Bảy Thọ là con út của Hương Hào Thân, cho nên ở nhà Hương Quả cách đó khoảng vài trăm thước. Tuy giàu có nhưng nổi tiếng hiền đức, thường giúp đỡ cho những gia đình neo đơn, túng quẫn. Bà Bảy ngày trước nghe nói cũng là hoa khôi ở ngoài sông Thuận, cũng rất hiền lành và tốt bụng. Ông bà có hai người con trai là cậu Hai Long đang theo học y khoa trên Sài Gòn, một cô gái là cô Ba Hạnh, xinh đẹp, giỏi giang, cùng với bà Bảy quán xuyến hết công việc đồng áng, thầy thợ, cho nên ông Bảy thường chỉ lo về giao tế. Ông bà còn có hai chiếc ghe chài do hai người cháu gọi ông Bảy bằng cậu trông coi, một chiếc đi về các tỉnh miền Tây và một chiếc đi Sài Gòn, cho nên xưởng cưa của ông có làm một chiếc cầu ra chỗ neo ghe thật rộng để vận chuyển hàng, và những đêm trăng ra đó nhâm nhi vài sị, lai rai đờn ca để đón ngọn gió mát lạnh từ kinh sáng thổi vào thì thật là tuyệt vời. Chiếc ghe chài đi miền Tây được đóng tại xưởng cưa này do đích thân Mười Tung là một thợ mộc lão luyện, tay nghề cha truyền con nối ở tại làng Thạnh Phú chỉ huy người làm, hạ thủy cách đây 2 năm và đã giúp cho chủ nhân buôn mai bán đắt. Cho nên hầu như mọi người trong làng là không ai là không biết bác Mười, bởi vì tay nghề mà còn vì cơ ngơi đồ sộ của bác nữa. Hai ngày nay bà Bảy vô cùng thắc mắc tại sao hàng hóa trên chiếc ghe chài đi miền Tây đã bốc lên hết mà sao ông Bảy không cho xếp hàng mới của khách xuống, mặc dù mọi thứ đã sẵn sàng ở trong kho. Khi vừa kịp, thằng Ti xếp của chiếc ghe bước vào và lên tiếng hỏi, ai mợ ơi, cậu Bảy có nhà không vậy mợ? Sáng giờ có thấy ổng đâu, bộ không có ổng ở ngoài xưởng hả? Còn mới ngoài đã ngoài về mà. Con thấy có ông Hạnh ngoài đó không à? Ủa sao kỳ vậy ta? Ông này ông đi đâu vậy kìa? Trời trưa trật rồi. Hay, nè tỷ, sao tao chưa thấy tụi bay đem hàng xuống ghe vậy? Còn đợi gì nữa? Nè, coi chừng trễ, giao đồ cho người ta đó nghe. Dạ con cũng đang lo đây nè, ghe của thằng Sửu nó xuống hàng gần xong rồi. Chà, bây giờ con cũng không biết làm sao nữa. Hôm qua cậu Bảy kêu con tới căn dặn nhiều lần á, là không có được đem hàng gì xuống ghe nếu mà cậu chưa có cho lệnh. Con lo quá cho nên con mới chạy đi kiếm cậu đó chứ. Ơi, mày ăn cơm chưa? Thôi, vô làm 3 hộp đi, chờ chờ ổng về tao hỏi coi làm sao. Dạ. Bà Bảy vào nhà chưa kịp gọi chị Mén là người giúp việc dọn cơm thì ông Bảy đạp chiếc xe Allison về đến nơi. Ủa, ông về kìa. Mèn ơi, coi dọn cơm đi con, ông bay về rồi kìa. Có tiếng con Mén dạ lớn ở ngoài sau, cũng vừa lúc tị quay lại nhìn ông Bảy dắt xe đạp vào nhà và lên tiếng. Con kiếm cậu sáng giờ, hôm nay mình xếp hàng xuống ghe được chưa cậu? Vô ăn cơm đi, từ từ tao nói chuyện cho mày nghe. Ủa, có chuyện gì vậy ông? Thì cũng không có gì quan trọng đâu, bà cũng đừng có lo.
Thôi đi vô ăn cơm đi, tôi cũng đói bụng quá rồi. Hình như đã quen với tính của ông cho nên bà Bảy lên tiếng nói theo. Ông ra sao rửa mặt cho mát đi, để tôi vô tôi phụ con mén chút. Bà nhớ kêu mấy đứa đang phơi lúa ngoài sau vô ăn luôn nghe bà. Tôi nhớ mà. Bà Bảy quay trở vào rồi bắt đầu ăn cơm với ông. Bà bới chén cơm thứ hai đưa sang cho ông Bảy và lên tiếng hỏi. Ông nè. Nè nè, thằng Lành nó về chưa? Thằng Lành, ủa, mà sáng giờ nó cũng đi đâu mất? Tôi tưởng nó ở ngoài xưởng cưa chứ. Sáng giờ con cũng ở ngoài xưởng cưa đâu có thấy nó chứ. Tôi sai nó đi kêu người. Trưa nay đó, khi nước đứng lớn, kéo cái ghe chài miền Tây lên ụ để sửa. Bây giờ tôi nghĩ nó phải về tới rồi chứ. Kéo ghe lên ụ để sửa? Gì kỳ vậy? Ghe còn mới mà sửa gì chứ? Tôi nói bà cứ nghe lời tôi đi. Còn cái lý do tại sao thì để từ từ tôi nói cho bà biết. Vừa lúc đó thì một thanh niên lực lưỡng, nước da đen sạm bước vào trong nhà. Mà vừa nhìn thấy, thằng Tị đã lên tiếng nói. Thằng Lành nó về tới kìa cậu. Ông Bảy Thọ tươi ngay nét mặt và lên tiếng kêu. Lành Lành, nè, vô ăn cơm luôn đi mày. Nè, xong xuôi hết rồi chưa? Dạ thưa cậu, mọi chuyện đã xong xuôi. Chỉ chờ nước đứng là mình kéo nó lên ụ. Tị kéo ghế cho Lành, trong lúc mén từ phía sau đã đem thêm chén đũa. Bà Bảy mau mắn và lên tiếng nói. Đưa đây tao xúc cơm cho. Và bữa cơm thêm sự hiện diện của anh Lực Điền này đã vui hẳn lên. Lành là người mồ côi từ thuở nhỏ. Cha mẹ Lành là tá điền của ông bà Bảy. Cả một đời chăm chỉ với công việc ruộng đồng. Nhưng sau đó cha Lành đã tham gia kháng chiến chống Tây và đã tử trận. Mẹ Lành sau đó mang bệnh cũng qua đời lúc Lành vừa được 5 tuổi. Ông bà Bảy đã đem Lành về nuôi, coi như con cháu trong nhà. Cả Long và Hạnh cũng xem Lành như em, bởi vì Lành nhỏ hơn Hạnh 1 tuổi. Khi lớn lên, ông bà cũng đã có ý cho Lành theo Long lên Sài Gòn để học, nhưng mà nó nhất định không chịu. Nó muốn ở lại quê để giúp ông bà trong công việc đồng áng. Và với tính tình cũng giống như tên nêu trên, cho nên Lành hầu hết được mọi người trong làng quý mến. Cậu Bảy ơi, con thấy cái ghe đó còn mới quá, có hư gì đâu mà cậu kêu lên sửa vậy? Thằng Tị nó lặp lại với ông Bảy thắc mắc của mình khi mọi người ăn cơm xong và bắt đầu qua uống nước trà. Có nhiều chuyện tạm thời tao chưa có nói cho bay nghe được, nhưng mà cứ làm theo lời tao đi. Ủa rồi mình có kêu bác Mười Tung tới không? Nếu muốn kêu bác cậu nói sớm sớm chứ lúc này nghe nói bác bận lắm à. Cũng không cần lắm đâu. Ủa, sửa ghe mà sao không kêu bác Mười vậy cậu? Bà Bảy lúc đó bà bước ra nghe như vậy thì cũng thắc mắc lên tiếng hỏi. Ủa, không kêu ông anh Mười rồi vậy ông định kêu ai? Tôi cũng chưa biết, nhưng mà cứ kéo ghe lên rồi tính. Nè, thôi tụi bay uống nước đi, rồi ra ngoài đó làm những cái chuyện tao dặn nha. Tao nghĩ chút rồi ta là sao, có gì cho tao biết nha. Tị và Lành dạ lớn, chào ông bà Bảy rồi đi về xưởng cưa, lo kéo chiếc ghe lên ụ mà mỗi đứa mang một suy nghĩ khác nhau. Thấy Lành và Tị đã đi khuất mà ông Bảy vẫn còn ngồi bên ly trà đã nguội. Bà Bảy nhắc ông trước khi định bước ra sân coi người cào trở lúa. Ông vô nghỉ chút đi, còn ngồi đó làm gì nữa chứ? Nè, bà ngồi xuống đi. Tôi có chuyện nói với bà. Ba cái vụ lúa thóc để đám nhỏ nó lo được rồi. Chuyện gì vậy ông? Có phải chuyện cái chiếc ghe miền Tây không? Đúng như vậy. Nhưng tôi có thấy gì đâu nè. Tụi thằng Tị nó trông nom chu đáo lắm mà. Câu chuyện đó không phải là từ tụi nó mà... Nè, bà còn nhớ cái ngày mình hạ thủy cái ghe không? Nhớ chứ. Ngày 29 tháng 4, cách đây 2 năm. Hôm nay bộ không đúng là ngày đó hay sao? Hôm nay đúng là ngày đó. Cho nên tôi mới quyết định kéo nó lên ụ. Bởi vì bà biết không, cái đêm mà trước cái ngày hạ thủy nó đó,
để thưởng công cho cái đám thợ mình đã làm heo đãi tụi nó đó. Và lúc đó tôi cũng ham vui quá, quá chén, cho nên say mềm ngủ luôn trong xưởng. Nửa đêm tôi thức dậy đi tiểu, ra xào bánh lê lái ghè, thì lúc đó đó tôi nghe có cái tiếng búa đóng nhẹ nhẹ trước mũi ghe, rồi có tiếng nói xì xào. Tôi mới men theo lên thành ghe coi có ai trong cái bóng đêm đó. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn nhận ra đó chính là Mười Tung. Ông gõ gõ cái búa nhỏ vào mũi ghe, rồi tôi nghe ông làm bầm câu được câu không. Ông nói là cái gì là mày phải ở đây làm việc cho tao 2 năm đầu đó, cho tụi nó hành thông buôn mai bán đất, tới năm thứ ba đó thì nhận chìm nó, coi như lễ ta tạ ơn cho mi, nhớ lời ta dặn, nhớ chưa. Rồi ông vừa gõ gõ cái búa vô mũi ghe mà nói đi nói lại 2-3 lần như vậy đó một hồi á, rồi mới bỏ đi. Lúc đó đó tôi sợ thiệt, nhưng mà tôi nghĩ dầu sao mình cũng có đủ thời gian 2 năm để lo, cho nên tôi im luôn. Sau đó đó tôi có kể cái chuyện này cho thầy Hai Lý nghe. Thầy đông y sĩ Lý ngoài giam hả ông? Rồi thầy nói là sao ông? Đúng là ông đó. Thầy là thầy thuốc, nhưng mà là một cái người biết coi quẻ tiên thiên rất là giỏi. Thầy đã coi cho tôi một quẻ, nói là phúc đức gia đình của mình lớn, có thể sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà nếu đã bị người ta yếm đó thì phải đi tìm người để giải. Trời ơi, mình đối xử với anh Mười như là chén nước đầy vậy đó. Tiền bạc sòng phẳng thì nguyên do gì mà anh lại ếm gia đình mình chứ? Theo lời thầy Hai Lý cho biết đó, thầy nghĩ đó là ông Mười Tung đó chắc là đang xài bùa lỗ ban. Mà nếu đã xài bùa lỗ ban đó thì khi mà ếm người khác đó không có cần nguyên do. Bây giờ á, mình phải làm sao hả ông? Rồi thầy Hai có chỉ cho ông không? Lúc đó đó thầy nói đó, sau 2 năm đó thì mình cứ kéo cái ghe lên trước rồi sẽ tìm cách giải. Nhưng gì chứ 2 ngày hôm nay đó tôi đi kiếm thầy, nhưng mà người nhà cho biết đó là thầy đi Sài Gòn để trị bệnh cho người ta rồi, cho nên bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Trời ơi, sao lúc này mà thầy lại đi không có nhà chứ? Nè, bà cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Nhưng mà nhớ phải giữ kín, đừng có làm rùm beng lên á, nhiều người biết rồi nó không có tốt. Mà lúc trước quẻ tiên thiên của thầy Hai có nói đó, trong gia đình của mình á, người tuổi thân có phước tướng sẽ giúp giải được cái tai nạn này. Tuổi thân, con Hạnh. Đúng như vậy, chỉ có con Hạnh là người tuổi thân. Nhưng mà tôi cũng không biết làm sao mà nó có thể giải được cái tai nạn này cho gia đình mình nữa. Nhưng mà tại sao lại là con Hạnh? Ngay lúc đó thì cô Hạnh cũng vừa đạp xe vô cổng nhà. Cô ba Hạnh đã xinh đẹp, đi dưới cái nắng ban trưa gay gắt, cho nên đôi má càng hồng càng đẹp hơn. Vừa bước vào nhà, cô tháo cái nón lá xuống quạt những giọt mồ hôi đang rịm ra bên thái dương. Ba ơi, các ảnh đã kéo cái chiếc ghe lên ụ rồi á, ba có cần ra đó coi lại không ba? Nói tới đây, nhìn qua bà Bảy thấy bà vẫn còn rưng rưng nước mắt, cô hoảng hốt lên tiếng hỏi. Má, có chuyện gì vậy má? Ôi sao má khóc? Ba, có chuyện gì mà má khóc vậy ba? Bà Bảy quẹt nước mắt nắm lấy tay cô, trong khi ông Bảy đưa mắt nhìn Hạnh và nói, con ngồi xuống đây đi, ba có chút chuyện muốn nói cho con biết. Rồi sau đó ông tóm tắt hết câu chuyện cho cô Hạnh nghe. Hạnh nghe xong thì thảng thốt nói,
Hèn chi, lúc nãy khi mà mấy ảnh kéo chiếc ghe lên ủ, con thấy thằng Hoành, con của lão Mười Tung, cứ đến hỏi đon hỏi ren hoài à. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Thật ra đó thì ba nghĩ thằng Hoành nó thấy lạ cho nên nó hỏi thôi. Chứ ba nghĩ là Mười Tung đó không có đời nào nói cho nó biết cái chuyện mà ông làm đâu. Hạnh nghe nói như vậy thì cúi đầu im lặng, như để đánh giá thái độ lúc nãy của tên Hoành. Rồi cô ngước lên hỏi ông Bảy. Ba, vậy anh Tị và chú Lành đã biết chuyện này chưa ba? Ây, ba mày chưa muốn cho tụi đó biết. Vậy bây giờ mình phải làm gì hả ba? Ba nghĩ chắc là hai mẹ con phải đi Sài Gòn một chuyến. Đi Sài Gòn? Giờ này mà đi Sài Gòn làm gì chứ? Bởi vì người nhà của thầy Hai Lý đó có nói cho biết là thầy lên Sài Gòn ở nhà người bạn của thầy là chủ tiệm thuốc bắc kế ở bên nhà hàng Á Đông trong Chợ Lớn để cũng chữa bệnh cho ông nhà giàu nào đó. Nếu con là phước tướng của gia đình mình đi tìm thầy Hai đó thì ba nghĩ biết đâu. Nhưng mà ba nói là lúc trước thầy Hai cũng đâu có biết cách giải chứ. Đúng vậy, nhưng mà hy vọng đó là thầy có bạn bè hay là quen biết được ai có khả năng giúp mình. Bởi vì con biết mà, ngoài thầy Hai đó mình đâu có quen biết ai đâu. Ơi, ba con nói cũng đúng đó Hạnh. Sẵn đó thăm anh Hai con luôn. Mà ông định chừng nào thì tôi với con Hạnh đi. Tôi nghĩ đi liền bây giờ đi bà, chứ đợi chừng nào nữa. Thôi, hai má con vô đó, sửa soạn quần áo đi. Tôi ra tôi kêu thằng Lành về á, nó đánh xe, nó đưa bà với nó vô trong lộ trong. Nè, nhớ nghe, nhớ đừng có hé môi cho bất cứ người nào biết chuyện này ngoài thầy Hai Lý nghe. Nè, ngay cả thằng Long nữa, đừng cho nó biết. Không thôi nó lại chạy về đây sanh thêm chuyện nữa. Nè, nói gì nói, hai mẹ con nó cứ yên tâm đi. Gia đình mình từ trước tới giờ đó đâu có làm cái gì thất đức đâu, chắc chắn sẽ được ơn trên che chở mà. Bà Bảy sụt sùi nhìn theo ông Bảy lên xe đạp, đạp ra ngoài xưởng cưa và lên tiếng nói vối theo. Ông cũng phải cẩn thận nha ông. Bây giờ hãy trở lại câu chuyện bà Bảy và Hạnh lên Sài Gòn để tìm thầy Hai Lý. Sáng hôm nay là ngày thứ hai, bà Bảy và Hạnh quay trở lại tiệm thuốc bắc Vạn Xanh Đường ở đường Trần Thanh Cần kế bên nhà hàng Á Đông, đúng theo tờ giấy mà người nhà của thầy Hai Lý ghi đưa cho ông Bảy, để có thể hy vọng tìm gặp thầy Hai. Bởi vì hôm qua khi hai mẹ con đến, tiệm thuốc đã đóng cửa, không có ai ở nhà. Nhưng ngày hôm nay, cả hai mẹ con lại vô cùng thất vọng khi thấy cửa tiệm vẫn tiếp tục đóng. Sự hiện diện của họ ngày hôm qua, rồi ngày hôm nay, đứng nhìn căn tiệm đóng cửa đã gây chú ý cho một số người buôn bán lẻ trên đường. Một người Trung Hoa, khoảng độ trung niên, có cái xe bán nước sâm gần đó, lên tiếng hỏi họ. Hay à, bộ à, hai người bị bệnh, muốn tìm thầy hút thuốc hả? Bây giờ uống nước sâm đi, mát lắm à. Dạ không phải, nhưng Hạnh có vẻ lúng túng trả lời ông ta. Cái ông người Hoa không hỏi nữa, nhưng mà hình nhìn họ với cái vẻ ngạc nhiên, bởi vì nếu không bị bệnh thì tới tiệm thuốc bắc làm cái gì. Bà Bảy nhìn thấy vẻ hiền lành của ông ta cho nên mỉm cười thân thiện và nói, được, tôi cũng đang khát nước, cho tôi hai ly nước sâm lạnh đi. Mà nè, nị bán ở đây á, nị có biết cái tiệm thuốc này tại sao không mở cửa bán vậy? Ông người Hoa vừa vui vẻ vặn nước sâm trong bình ướp lạnh ra ly đưa cho bà Bảy và Hạnh và vừa trả lời, không có biết là gia đình ông chủ đi chơi ở lâu rồi, 3-4 ngày đây không có mở cửa chứ. Mà nị có biết chừng nào họ về không? Trời ơi, làm sao mà ngộ biết được chứ. Hai người muốn tìm người quen trong này á, như vậy
vài ngày sau trở lại đi nha. Cái mẫu đối thoại ngắn ngủi cùng vẻ mặt thất vọng của bà Bảy và Hạnh khi Hạnh mở chiếc bóp đeo vai trả tiền nước xăm đã và làm cho một vài tên lưu manh nãy giờ đứng xung quanh theo dõi nhìn theo. Khi hai người ra đầu chợ Kim Biên tìm xe xích lô, chúng lầm bầm với nhau: "Hai người này chắc đi quê mới lên tìm người nhà rồi, tính nha tụi bay." Vài ba tên liền tách ra đi theo họ. Trong khi đó ở phía trước, Hạnh vừa đi vừa lên tiếng hỏi bà Bảy: "Bây giờ mình làm sao hả má? Tao cũng không biết phải làm gì nữa. Thôi về nhà trước đi rồi tính. Hôm qua anh hai nói với con á, ảnh không tin á, lần này á, là con với má lên thăm ảnh như bình thường. Ảnh hỏi con á, ở dưới nhà bộ có chuyện gì sao? Rồi mày nói gì với nó?" "Đâu có nói gì chứ. Nhưng mà con chỉ sợ nếu mà mình ở lại lâu quá đó thì sẽ không có giấu được ảnh đó." Bà Bảy vừa mở miệng ra thì tiếng nói của bà bị cắt ngang bởi tiếng la "má ơi" của Hạnh. Bà chỉ kịp nhìn thấy Hạnh loạng choạng, suýt chúi đầu xuống đất bởi vì một tên lưu manh từ phía sau đã xô mạnh vào vai của cô. Và lợi dụng lúc đó, một tên khác đã giật chiếc bóp đeo ngang vai của Hạnh, chạy biến vào khu chợ Kim Biên. Định thần lại, Hạnh nhõm dậy đuổi theo tên lưu manh, và cả hai mẹ con đều kêu la inh ỏi: "Cướp! Cướp! Bớ người ta! Cướp! Cướp! Bớ! Bớ là hàng xóm ơi! Cướp! Cướp! Nó giật bóp con tôi! Cướp! Bớ người ta! Cướp!" Tên ăn cướp bất ngờ thấy Hạnh đuổi theo bén gót lại kêu la inh ỏi, cho nên thay vì chạy vào trong chợ, hắn lại rẽ vào khu nhà dân đối diện với chợ Kim Biên. Bởi một số người nghe tiếng Hạnh la cùng rượt theo hắn, và ngay đầu hẻm, hắn bị đá té bổ nhào. Chiếc bóp có dây đeo vừa cướp được của Hạnh cũng bị văng ra xa. Cái người mà đá ngã tên cướp cạn là một anh phu xích lô đạp. Anh đang ngồi trên xe chờ khách, đậu trước đầu con hẻm, thấy tên cướp chạy ngang và nhiều người đang đuổi theo phía sau, cho nên phóng xuống xe, đá vào chân tên cướp. Anh cúi xuống nhặt chiếc bóp lên, chưa kịp đưa cho Hạnh thì một tên cướp đã lồm cồm bò dậy rồi tức tối lao đầu vào hút vào bụng của anh. Anh mỉm cười nghiêng người qua để tránh. Tên cướp hụt đòn lảo đảo thì đột nhiên thêm ba tên khác từ trong xóm cầm một cái cây dầu loại 3 phân vuông xông vào để tấn công anh. Mọi người ai cũng tính xông vào giúp anh phu xích lô để bắt ăn cướp, nhưng mọi chuyện diễn biến hoàn toàn bất ngờ. Bởi vì tên cướp có đồng bọn, ba tên mới đến đã bắt đầu tấn công anh phu xích lô đang tóm gái tên thứ nhất để tìm cách giải dây cho tên này. Quá bất ngờ cho nên mọi người đều há mồm sợ hãi, kể cả Hạnh, cho nên cô đứng chết trân. Anh phu xích lô buông tên cướp nhảy ra ngoài ngay trước Hạnh để tránh những khúc cây dầu đang phang tới tấp xuống. Và Hạnh thấy hình như ngón tay trỏ của anh chĩa xuống đất khoanh khoanh mấy cái vòng tròn. Và thật là lạ lùng, bọn cướp lúc đó đang hung hãn như vậy, đột nhiên chúng ngây người ra. Thì ngay vừa lúc đó, tiếng còi của cảnh sát cũng ré lên từ bên chợ. Hai nhân viên cảnh sát cùng vài người dân chạy đến. Họ còng tay bọn cướp thật dễ dàng, bởi vì hình như lúc này chúng không còn chút hơi sức nào để kháng cự. Những người được chứng kiến sự việc đã kể lại tường tận cho hai nhân viên cảnh sát, cho nên họ mời Hạnh và anh phu xích lô theo về bót để làm biên bản sự việc. Có lẽ đây là lần đầu tiên phải tới cò bót, cho nên dù rối rít cảm ơn anh phu xích lô, bà Bảy vẫn lo lắng lên tiếng hỏi Hạnh khi thấy nhân viên cảnh sát đã tạm giữ chiếc bóp của Hạnh. "Ủa sao kỳ vậy? Bóp của con bị giật mà sao họ chưa chịu trả lại, rồi còn đem đi đâu nữa vậy chứ Hạnh?" Hạnh không biết trả lời bà như thế nào vì hình như đầu óc của cô vẫn chưa được tỉnh. Anh phu xích lô mới xen vào đỡ lời và nói: "Dạ bác với cô yên tâm đi, về tới bót đó thì người ta sẽ trả cho cổ. Bởi vì người ta muốn lập biên bản, cho nên sau khi lập biên bản đó, có tang vật rồi nó mới truy tố bọn cướp này đó, sau đó thì họ trả lại." Hạnh nhìn anh phu xích lô đang đẩy xe đi kế bên bà Bảy lý nhí nói tiếng cảm ơn. Bây giờ cô mới nhìn kỹ ân nhân của mình. Anh ta khoảng 25-26, người dông dỏng cao, gương mặt tuy hơi đen vì nắng gió nhưng vẫn phản phất đâu đó chút hình ảnh của một người thư sinh với nụ cười tự tin nửa miệng.
nhất là đôi mắt cương nghị được biểu lộ dưới đôi lông mày rậm hình lưỡi mát. Và không hiểu tại sao cô có linh cảm đây mới chính là người mà gia đình cô muốn tìm, chứ không phải là thầy Hai Lý. Từ bốt cảnh sát đi ra thì trời đã quá xế trưa. Hạnh thấy vui vui khi biết được tên của anh Phu Xích Lô tên là Trần Hữu Định lúc anh khai báo với cảnh sát, cho nên cô mỉm cười khi nghe anh đề nghị đưa hai người về nhà. À, má à, hay là chúng ta mời anh Định đi ăn cơm luôn đi, trời cũng đã xế rồi, con thấy đói bụng quá. Ờ, phải đó, à, cậu kiếm chỗ nào đi, mình làm ba hộp á, rồi về cũng không muộn. Bác với lại cô không sợ người ở nhà trông sao? Không sao, anh hai của con Hạnh nó đi học, giờ này chưa có về nhà đâu. Anh tìm chỗ nào rẻ rẻ nha. Con Hạnh của tôi nó không có nhiều tiền đâu. Dạ đâu có sao, nếu được thì bác cho phép tôi mời cô với bác cũng được mà. Không được, ai mà làm vậy với ân nhân của mình chứ. Định từ từ đạp xe, sau khi kéo chiếc mùi che bớt nắng cho Hạnh và bà Bảy, chàng lên tiếng nói trước. Cô nói vậy thì quá lời, ân nhân cái gì, ân nghĩa gì đâu. Đây là chuyện nhỏ mà. Nhưng mà nếu mà tôi đoán không lầm thì chắc cô với lại bác gái không có sống ở Sài Gòn phải không? Phải, má con tôi. Ủa, sao anh biết? Người Sài Gòn đó đâu có bao giờ rảnh đâu mà mời những người như tụi tôi đi ăn cơm. Sau bữa cơm trưa thật ngon miệng tại quán cơm bình dân của chú Ba Bụng mà Định là một thân chủ trung thành, Hạnh được biết thêm Định cũng từng là sinh viên năm thứ hai đại học luật, nhưng vì là con mồ côi và người dì quá nghèo cho nên phải bỏ học đạp xích lô ban ngày, ban đêm đi dạy thêm tại các nơi các lớp giúp cho các trẻ em nghèo hiếu học. Hạnh đã thầm cảm phục trong lòng, cho nên trên đường về chợ Tân Định, nơi mà ông bà Bảy có mua một căn phố lầu mặt tiền đường để Long cư ngụ và đi học, dự trù sau này cũng sẽ lập gia đình và dựng nghiệp, còn bây giờ thì có chỗ nghỉ ngơi khi ông bà cần lên Sài Gòn mua hàng. Hạnh suy nghĩ không biết có nên hỏi anh chàng này những cái thắc mắc mà mình đang mang ở trong đầu hay không. Định theo tay chỉ của bà Bảy từ từ thắng xe lại trước nhà Hạnh, nhảy xuống yên kìm cho chiếc xe cùng cho bà Bảy và Hạnh bước xuống. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Bà Bảy vừa nói với Định vừa bước lên lề đường, trong lúc Hạnh mở bóp và lên tiếng hỏi. Anh Định cho Hạnh gửi tiền xe nha, bao nhiêu vậy anh? Được rồi, hồi nãy được cô đãi ăn cơm, thôi thì coi như mình làm quen đi, lần sau hãy tính nha. Anh không lấy tiền xe, lần tới á, rủi có chuyện gì, ai mà dám nhờ anh giúp. Thì lần sau tôi tính gấp đôi. Thôi chào bác. Dạ chào cô. Định mỉm cười, gật đầu chào Hạnh, rồi nhấn mạnh bàn đạp chiếc xích lô hướng ra đường Hai Bà Trưng, để lại trong lòng của Hạnh bao nhiêu dòng cảm nghĩ. Cô lấy chìa khóa mở cửa, mà còn nghe tiếng bà Bảy lẩm bẩm. Cái thằng thiệt tình á. Hai ngày hôm sau, cửa tiệm thuốc bắc Vạn Xanh Đường vẫn đóng im lìm, cho nên dù bán tính bán nghi với sự cả quyết của Hạnh là hình như Định cũng biết chút gì đó cái hôm đánh nhau với bọn cướp cạn. Bà Bảy cũng phải đồng ý để Hạnh đi tìm Định cầu mai. Bà Bảy tuy không an tâm nhưng phải để Hạnh đi một mình, bởi vì hôm nay bà bận đi thăm bác tư của Hạnh bị bệnh, và ngày mai bà quyết định phải về Mỹ Tho, bởi vì sợ ông Bảy trong Long thuận đường đến trường cho nên đã chở bà Bảy đi từ sớm. Hạnh sau khi đi chợ lo bữa cơm chiều cũng đã hơn 10 giờ. Cô khóa cửa nhà, ra đường Hai Bà Trưng đón xe xích lô đạp đi vô chợ lớn để tìm Định. Ngang qua tiệm thuốc Vạn Xanh Đường thấy vẫn còn đóng cửa, cô nói người phu xích lô quẹo vô chợ Kim Biên. Đến chỗ đầu hẻm nơi Định thường ngồi neo xe đợi khách, cô thấy cũng có vài chiếc xích lô đậu, nhưng toàn là những người lạ, không thấy bóng dáng của Định đâu hết. Cô kêu ngừng xe lại, bước đến bên một người phu hơi lớn tuổi đang ngồi hút thuốc trên xe của anh ta và lên tiếng hỏi. Chú ơi, sáng giờ chú có thấy anh Định ra đây không chú? Không, đâu có thấy, hồi sáng giờ không thấy nó đâu hết trơn á. Mà, ủa, mà cô là cái gì của nó, tìm nó có gì không?
Dạ cháu nè, cháu có cần nhắn gì cho nó đó thì cứ nói nha, gặp nó rồi tôi nói lại cho. Hạnh chưa kịp trả lời thì có tiếng của một anh phu xích lê lô trẻ hơn gần đó lên tiếng. Ủa, cái cô này như là cái cô bị giật bóp bữa hôm trước mà. Nói xong anh ta nhảy xuống đi đến bên Hạnh và nói tiếp. Cái bữa hôm đó rồi qua tới ngày hôm sau đó anh định anh có ra, nhưng mà mấy ngày kế tiếp cũng như hôm nay không thấy anh đi đâu hết trơn á. Không biết có chuyện gì nữa sao cô mà cô phải tìm ảnh vậy? Dạ không có chuyện gì đâu anh. Chẳng qua cô ấp a ấp úng bỏ lửng câu nói vì không biết phải nói như thế nào cho thích hợp. Thôi cảm ơn chú và anh nha. Bây giờ nhờ anh đưa tôi ra chợ An Đông nha. Chiếc xe xích lô chở Hạnh đã lăn bánh. Hạnh vẫn còn nghe tiếng của người phu xích lô già vặn lên từ phía sau. Vậy tao tưởng vợ thằng Định đi tìm nó chứ. Sau đó là những tiếng cười vang làm cho Hạnh cảm thấy nóng bừng cả hai bên tai. Hạnh có một người bạn thân, bởi vì Hạnh cũng từng là khách sộp của Thúy, chủ nhân của một sạp vải chuyên bán sỉ trong chợ An Đông. Họ thân nhau bởi vì tuổi tác và tác phong bươn chải làm ăn. Mỗi lần lên Sài Gòn, dù không đến đây đặt hàng, Hạnh cũng tới thăm bạn để cả hai cùng đến thăm những quầy bán thức ăn ngon nổi tiếng của chợ An Đông. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Dù Hạnh vẫn lo lắng nếu không gặp được thầy Hai Lý hoặc là gặp được Định thì những ngày sắp tới gia đình của nàng không biết sẽ như thế nào. Uống hết ly bông cỏ mát lạnh, Hạnh như quên đi cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Lúc này cũng đã quá 2 giờ trưa. Hạnh từ giả Thúy. Thúy đưa bạn ra đường và lên tiếng hỏi. Ê, chừng nào bồ lên nữa? Chừng lên thì bồ biết liền chứ gì. Bồ không sợ hao sao mà muốn tôi lên hoài vậy? Thì tính tiền hàng mắc một chút gỡ lại mấy hồi ló gì. Nè, về dưới cho tôi gửi lời thăm bác gái với Vinh Lòng nha. Ê, Thúy, tôi thấy bồ làm chị dâu tôi được đó nha. Chịu không? Tôi làm mai cho. Thúy nghe nói như vậy thì đỏ mặt đấm vào vai của bạn khi thấy nụ cười tinh nghịch trên môi của Hạnh. Tôi mà làm chị dâu bồ hả? Tôi đi bồ sói tráng luôn á. Nhìn Thúy quầy quả bỏ đi vào trong chợ, Hạnh hình như vừa khám phá ra một điều thú vị để bù đắp vào những căng thẳng của mấy ngày hôm qua. Cô mỉm cười lẩm bẩm. Giái trời cho anh hai ảnh đừng có bồ. Với niềm vui bất chợt đó, Hạnh quay ra đường rồi đưa tay vẫy một anh phu xích lô vừa chạy tới. Đi về Tân Định không anh? Dạ đi chứ. Vừa nói anh ta vừa kéo cái nón vải ra khỏi trán để lau mồ hôi. Ủa, cô là... Anh Định. Định nhảy xuống. Đúng như vậy, người phu xích lô vừa đổ khách xuống chính là anh. Anh kìm chiếc xe cho Hạnh bước lên và lên tiếng hỏi. Cô Hạnh, cô đi chợ hả? Còn bác gái đâu? Má Hạnh ở nhà. Hạnh đi thăm người bạn ở trong chợ này nè. Nhưng mà cái chuyện đó chỉ là chuyện phụ thôi. Còn cái chuyện chánh đó là... Hạnh bỏ lửng câu nói nhìn Định. Và lúc này Định cũng đang nhìn lại cô như muốn nghe cô nói tiếp. Cái chánh đó là... Là Hạnh muốn tìm anh đó. Tìm tôi hả? Có chuyện gì vậy không cô Hạnh? Có chuyện này Hạnh muốn hỏi anh. Nhưng mà... Anh có cho phép không vậy? Trời đất ơi, cô làm gì mà cô bộ quan trọng quá vậy? Phép với tắc gì không biết nữa. Có gì thì cô cứ nói đi. Thôi, mình dạo chỗ cái xe sân tối kia uống nước đi. Rồi Hạnh nói cho anh nghe. Hạnh quay đi cố giấu một niềm vui nho nhỏ trong ánh mắt của mình. Đi về chỗ bài hàng của các xe sân tố, tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Thì Định cũng đã kéo ghế ngồi phía đối diện. Chiếc xích lô anh kéo bánh sau để lên trên lề đường. Anh Định muốn uống gì? Cô uống gì? Mãn cầu, nhưng mà cái ly nhỏ thôi. Nè thím ơi, thím cho một ly mãn cầu nhỏ với ly nước chanh lớn nha thím. Dạ có liền. Định đưa mắt nhìn Hạnh và lên tiếng hỏi. Nè, sao cô có chuyện gì mà cô muốn tìm tôi đây? Anh Định nè, Hạnh hỏi thiệt anh nha. Cái hôm bữa đó, khi mà anh đánh với cái bọn cướp cạn á, anh làm gì mà tự nhiên mấy người đó đứng ngay người ra để cho lính họ còng tay vậy?
Chắc lúc đó tụi nó nghe tiếng còi của cảnh sát, cho nên nó sợ quá rồi nó chết đứng luôn chứ. Tôi đâu có làm gì đâu. Hạnh nghĩ là không có giống như anh nói đâu. Trước khi có tiếng còi của cảnh sát á, Hạnh thấy anh co cái ngón tay vẽ cái vòng tròn, và bọn chúng đã ngây người, cho nên khi cảnh sát đến á, không có người nào còn chống cự được hết á. Trời, cô làm như là tôi biết, biết vẽ bùa vậy không bằng nữa. Thì Hạnh nghĩ anh biết, chứ còn gì nữa đúng không? Bộ cô tin trên đời bây giờ còn có cái vụ bùa chú sao? Trước kia thì không có, nhưng mà bây giờ thì có. Tại sao cô lại nói như vậy? Định còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà anh chợt để ý thấy hình như những người khách ngồi bàn kế bên đang lắng nghe câu chuyện của anh và Hạnh. Anh uống hết ly nước chanh, gọi người tính tiền rồi mới lên tiếng nói với Hạnh. Cô uống nước đi, rồi tôi đưa cô về. Hạnh hiểu ý của Định, uống thêm một hớp nước, rồi đi trả tiền. Trong lúc Định đẩy chiếc xích lô ra ngoài đường, kiềm chắc chiếc xe cho Hạnh leo lên xong, Định vừa đạp xe vừa lên tiếng nói. Bây giờ về nhà cô đi nha. Về đó rồi cô cho tôi biết lý do mà cô muốn tìm tôi. Hạnh cảm thấy vui vui trong lòng, và cô bỗng nhớ lại lời của ba cô, bởi vì ông nói theo quẻ bói của thầy Hai Lý, cô sẽ là phước tướng giải nạn cho gia đình. Nhưng cô có làm gì được hay đâu, không biết là cô tại sao cô lại có một cái niềm tin mạnh mẽ vào cái anh chàng đạp xích lô có gương mặt thư sinh này. Chính anh cô nghĩ là sẽ giúp cô làm cái chuyện đó. Cô lên tiếng nói lớn cho Định nghe. Anh Định, anh ghé lại chợ vườn chuối ở ngay góc đường vườn chuối phía đường Phan Đình Phùng á, đón má Hạnh về luôn nha. Được rồi, để tôi ghé. Trong căn nhà, Định ngồi im lặng nghe Hạnh kể lại tỉ mỉ cái lý do cô và bà Bảy lên Sài Gòn tìm thầy Hai Lý, nhưng mà đã mấy ngày nay vẫn không gặp được, cho nên cô khẩn khoản nếu có thể nhờ Định giúp giùm vụ này. Bà Bảy lúc này cũng rơm rớm nước mắt và lên tiếng nói. Không có gặp được thầy Hai, má con tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà con Hạnh nó nói cậu chắc chắn là biết nghề. Tôi xin cậu hãy... Dạ thưa bác, thật sự đó thì cháu không có biết nghề gì đâu. Nhưng mà dùng bùa lỗ ban để yếm người đó thì cháu có nghe nói qua. Nhưng mà thôi, ngày mai bác với lại cô Hạnh tính về lại Mỹ Tho phải không? Tôi định như vậy, vì sợ ba con Hạnh trông. Anh Định có ý kiến gì không? Hạnh xin anh. Cô, tôi đó thì tôi không có dám hứa hay là dám nói là mình làm được cái gì đâu. Nhưng mà theo cái chỗ hiểu biết của tôi đó thì tôi nghĩ lúc nào cũng vậy, tà thì đâu có bao giờ thắng được chánh. Bởi vì thắc mắc cho nên tôi cũng muốn coi nó như thế nào. Thôi được rồi, ngày mai đó bác với cô cứ về trước đi. Tôi còn một số công chuyện cần phải sắp xếp. Ngày mốt hay là trễ lắm đó là bữa hôm kia tôi sẽ ghé xuống nhà bác. Vậy chừng đó đó Hạnh sẽ ra ngã tư chợ Bưng để đón anh nha. Không có cần đâu cô, từ cái ngã tư chợ Bưng vô trong chợ Sồi Hộp á tôi biết mà, không có lạc đường đâu. Thôi bây giờ tôi xin phép bác gái. Chào cô nha. Má Hạnh lúc nãy có nói là mời anh Định ở lại ăn cơm chiều luôn. Anh Hai của Hạnh đi học cũng sắp về rồi. Cảm ơn bác, cảm ơn cô. Nhưng mà hôm nay tôi lỡ hứa chở hàng cho người ta rồi. Vậy bữa khác đi, mình còn nhiều cơ hội mà. Anh Định, để Hạnh đưa tiền xe cho anh nha. Lúc này chưa có cần đâu cô. Cô cứ giữ lại đó đi, khi nào cần đó tôi sẽ nói với cô. Định nói xong cúi đầu chào bà Bảy và Hạnh đi ra ngoài, đẩy chiếc xích lô sóng lợ phóng lên và đạp thẳng. Hạnh và bà Bảy nhìn theo anh rẽ sang đường Hai Bà Trưng, mồ hôi sau lưng áo của anh vẫn chưa khô hẳn. Mày thấy sao Hạnh?
Tao thấy nó còn trẻ quá, có giải được mùa của mười tung không? Rủi có gì? Con cũng đâu có biết đâu. Nhưng mà má ơi, sao con thấy con tin tưởng vào ảnh khi mà mới gặp lần đầu? Con tao thấy hình như mày, má này, con còn gì chứ, tao đẻ ra mày mà, bộ mày nghĩ gì tao không biết sao? Mà cái thằng tánh tình coi cũng được á chứ. Hạnh kéo tay mẹ đi vào nhà và làm bộ nói lảng sang chuyện khác. Má ơi, má còn nhớ con Thúy bạn của con nhỏ mà bán giải trong chợ An Đông không má? Bà Bảy và Hạnh xuống xe đò ngay tại ngã tư chợ Bưng, thì trời lúc này cũng đã xế trưa. Hai người băng qua lộ đến bến xe lôi để về cho nhanh, thay vì đi xe ngựa như bình thường. Hạnh đang tìm xe quen thì nghe có tiếng gọi. Bác Bảy, cô ba ơi, lên xe về luôn nha, xe chạy liền nè. Nhìn về phía đó, Hạnh thấy thằng Lì, con của Mười Tung, em kế của thằng Hoành, đang ngồi trên yên xe lôi đã nổ máy, vẫy tay gọi rối rít. Phía sau nó, cái tàu mo đã có ba người phụ nữ ngồi sẵn, cho nên nàng mỉm cười cùng bà Bảy tiến lại chào họ và leo lên ngồi. Bà Bảy hắn giọng hỏi thằng Lì. Chạy liền thiệt không đó mày, nắng quá đi. Bác Bảy yên chí, con chạy liền. Hên quá, bác Bảy với cô ba đi Sài Gòn về còn kịp á nghe. Lì vừa nói vừa rồ ga, chiếc xe lôi nặng nề bò ra con đường đất đỏ bụi mù. Hạnh thắc mắc lên tiếng hỏi. Chú Lì vừa nói còn kịp, mà còn kịp cái gì chứ? Mèn ơi, cô về tới nhà biết liền mà. Lì gân cổ trả lời Hạnh trong tiếng nổ chát tai của động cơ chiếc xe lôi. Hạnh nhìn sang bà Bảy, hơi chột dạ vì không biết có chuyện gì xảy ra, thì người phụ nữ ngồi kế bên Hạnh xen vào và khai ngay. Cái thằng này thì nói quỵt tẹt ra trời rồi, còn giấu nữa. Có cái gánh hát cải lương hương quê, nó về hát ở trong chợ xoài hộp của mình hai ngày nay rồi đó cô ba. Vậy hả? Không biết lần này họ có tuồng nào hay không ha? Nghe nói là tuồng hay lắm, nhưng mà tối nay tôi mới đi coi được. Chị phụ nữ chấm dứt câu nói với nụ cười thật hiền lành, và câu chuyện của họ trên con đường đất đỏ bụi mù từ ngã tư chợ Bưng về chợ xoài hộp chỉ xoay quanh vấn đề tuồng tích, đào kép gánh hát cải lương hương quê của ông bầu Năm Chắc. Gánh hát thật thân quen với họ từ nhiều năm nay, mà đặc biệt là gia đình của Hạnh, bởi vì ông Bảy Thọ, ba của Hạnh, cũng là một tay đờn kìm có hạn trong làng đờn ca tài tử. Ông thường tổ chức đờn ca chơi vào những dịp lễ Tết, và trong một lần đưa gánh hát đến hát tại xoài hộp, ông Năm Chắc nghe tiếng cho nên đã tới nhà làm quen. Họ giống như cá gặp nước, rồi thân nhau từ đó. Hạnh cũng có một giọng ca thật truyền cảm, ông Năm Chắc thì cứ trầm trồ hoài, và nếu bà Bảy không trừng mắt la ông Bảy, thì chắc ông đã yếu lòng cho Hạnh đi theo gánh hát rồi. Đang miên man với bao dòng tư tưởng, Hạnh chợt nghe tiếng của thằng Lì khi lái xe chậm chậm chạy qua cầu Kinh Thầy Tùng. Ê, cái con đào hồng thơm này á, hát cũng bá cháy bù chét lắm á nghe cô ba. Nó đóng vai Mạnh Lệ Quân hay hơn cái con đào kỳ trước. Nghe nói cái con nhỏ đó lấy chồng nghỉ hát rồi. Nhưng mà hắn bỏ dở câu nói, rồi ngừng xe trước chợ xoài hộp cho mọi người xuống. Trong lúc Hạnh trả tiền xe cho Lì, thì bà Bảy lại lên tiếng hỏi. Lúc nãy tao nghe mày nói Nhân, còn Nhân với Nhị gì nữa chứ? Con muốn nói cái con đào hồng thơm hát thì nó hát hay thiệt, nhưng mà so ra nó không bằng cô ba đâu. Đó là nghề nghiệp của người ta, còn tụi bay ăn no rồi, không lo kiếm chuyện làm ở đó mà hát với hò, hát cho dữ đi. Hát cho giữ đi con á, rồi có ngày cạp đất ăn á con. Hạnh mỉm cười ôm lấy bà Bảy trước gương mặt nghệch ra của Lì. Má nói gì chứ, biết đờn ca cũng là để giải trí, không phải mất tiền mà. Thôi, mình về đi má. Chào chú Lì nha chú Lì. Hạnh kéo tay bà Bảy đi về nhà, sau khi đã liếc mắt, nhìn thấy tấm bảng quảng cáo tuồng hát tối nay của đoàn Hương Quê dựng trước cổng chợ xoài hột. Tuồng hát mà cô thích nhất, đó là tuồng Mạnh Lệ Quân Thoát Hài.
vừa xô cánh cửa cổng của dãy hàng rào dâm bục rang nở đỏ bông, đã nghe tiếng đờn kìm hùng tráng hòa trong tiếng đờn tranh réo rắt cùng với tiếng đờn cò não nuột. Họ biết ngay là ông Bảy đang có khách. Lúc đó Lành chạy ra đón chiếc giỏ sách trên tay Hạnh và lên tiếng hỏi: Mợ, mợ mới về, mợ đi đường có mệt lắm không? Anh Hai anh Mạnh không mợ? Chú Năm đang nhắc chị Ba nãy giờ á. Hổm rày nhà có gì lạ không Lành? Dạ không, nhưng mà hôm nay có chú Năm với lại bác Mười vừa tới nhà hòa đờn chơi với cậu. Mười Tung? Bác Mười Tung lại hả? Dạ đúng vậy. Lành hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ lo lắng bất ngờ trên gương mặt của bà Bảy và Hạnh, nhưng hai người này chợt hiểu ra là Lành chưa hề hay biết chuyện gì về Mười Tung yếm bùa trên chiếc ghe miền Tây cả, cho nên bà Bảy đổi giọng ngay. Vậy ha. Mở với lại chị Ba vô chào mấy người đó đi, con đem này vô trước nha. Vừa nói Lành vừa đi vòng bên hông nhà. Lúc đó ông Bảy Thọ trong bộ bồ đồ bà ba trắng bằng lụa tươm tất đang đạp song lan chấm dứt một lớp nhạc bắc hơi hùng hồn. Buông chiếc đờn kìm, ông cười ha hả và lên tiếng nói: cũng may là tôi chưa có quên đó nghe. Người đờn tranh cũng trạc tuổi như ông Bảy, mặc áo sơ mi bỏ vô quần cẩn thận, bưng chum trà hớp một ngụm, nghe lời nói cũng biết là năm chắc bầu gánh hát hương quê. Anh với anh Mười đây mà quên bài bản thì ai mà nhớ chứ. Chẳng buồn với tôi, tối ngày cứ lo vợt tuồng cho đám nhỏ, quên gần hết vốn liếng tài tử của tụi mình rồi. Còn người đờn cò đúng là Mười Tung, tóc bạc qua râm với bộ râu mép dài rủ xuống miệng mà thoạt nhìn thì dễ gây một cảm giác sợ sợ. Ông ta lên tiếng nói: Lâu rồi mình cũng chưa có độ nào. Hay là sẵn chú Năm về hát ở đây, mình hẹn làm một bữa cho đã đi anh Bảy ha. Tôi thì dễ mà, lo là lo anh Năm thôi. Vừa lúc đó thì bà Bảy và Hạnh bước vào lên tiếng chào. Anh Mười, anh Năm tới chơi ha. Dạ, cháu chào bác Mười, chú Năm. Dạ thưa ba, con mới về. Chị, cháu đi Sài Gòn mới về hả? Thằng Long nó khỏe không chị? Dạ, cháu nó cũng thường, cảm ơn anh. Bây giờ đường xa xe cộ dễ dàng, đi đâu cũng tiện. Tôi cũng tính hôm nào đi Sài Gòn chơi một chuyến ra chứ. Anh muốn đi lúc nào mà không được chứ. Chỉ là anh có chịu để cho cái bào cái đục của anh nó nghỉ xả hơi không thôi. Má con Hạnh vô rửa mặt nghỉ chút đi. Rồi con Hạnh nè, con ra đây ca vài bản cho chú Năm bay nghe nha, để ổng cứ nhắc hoài. Dạ. Hạnh dạ và cúi đầu đi theo bà Bảy vô trong. Trong lúc Năm chắc so lại chiếc dây đờn tranh: Đêm nay là đêm hát chót tại sồi hột, khuya ngày mai tôi phải dọn vô sông Thuận. Vậy trưa mai đi, dọn dẹp xong xuôi tụi tôi tới anh chơi. Tụi mình làm chầu tới nước lớn thì rút. Anh Bảy nghĩ được không? Sao mà không được chứ. Vậy cứ tính vậy đi nha. Tiếng hượt cười của họ cất lên hòa trong tiếng đờn dồn dập vang lên. Hạnh chấm dứt lời hát của bài vọng cổ Cô Bán Đèn Hoa Giấy cùng lúc với tiếng gõ nhịp song lan dứt câu của ông Bảy Thọ. Năm chắc gỡ ba chiếc bóng đờn ra khỏi ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón giữa của mình, chép miệng nói với ông: Con nhỏ này càng lúc giọng ca nó càng ngọt ngào điêu luyện à. Anh sao mà anh không cho nó đi hát à? Thục uổng quá. Chú Năm nói vậy chứ anh chị Bảy, con đứa con gái đi hát rày đây mai đó cha mẹ nào mà chịu chứ. Tôi cũng nói vậy thôi, chứ con Ba mà đi theo tôi bảo đảm trong một thời gian ngắn mấy đoạn lớn ở Sài Gòn mà không đi kiếm nó thua cái gì tôi cũng thua ở trơn á. Thôi đi. Nè hai anh ở lại ăn cơm luôn nghe. Ê, không được đâu, tôi phải về đoàn bây giờ lo cho cái sắp nhỏ. Hẹn hai anh ngày mai đi.
À, nè, tôi về chị Bảy ơi. Nè, chị với con Hạnh tối nay nhớ tới coi ủng hộ nghe. À, anh Năm, à, sao không ở lại dùng cơm với ba con Hạnh luôn? Ờ, à, thôi để ngày mai đi chị, bây giờ phải về mới được. Mười Tung cũng xen vô sau khi gắn điếu thuốc vừa bắn lên môi và bật lửa mồi. À, thôi vậy tôi cũng về luôn nghe. À, hẹn anh chị ngày mai. Đưa Mười Tung và Năm Chắc ra về xong, ông Bảy Thọ quay vào nhà thì thấy bà Bảy ngồi chờ ông trên ghế, và Hạnh thì đang châm nước sôi vào bình trà trên bàn. Từ hồi xế đến giờ, ngoài mặt thì ông vui cười, hòa đờn với khách, nhưng mà trong lòng nóng như lửa đốt. Khi thấy bà Bảy và Hạnh đi về mình ên, ông kéo ghế ngồi xuống đau mặt với bà Bảy và lên tiếng hỏi. Ờ, má con bay đi Sài Gòn về, có gặp được thầy Hải Lý không vậy? Không có, nhưng mà... tôi cũng đoán trước là như vậy thôi. À, không lẽ mình phải gánh cái nạn này sao hả? Ừ, bà uống nước đi bà. Còn với má không có kiếm được thầy Hai Lý, nhưng mà kiếm được người khác. Mà kiếm được ai? Bộ má con mày nói cái chuyện này cho người ta biết hả? Ai vậy? Lạ hay là quen? Ông cứ từ từ, ông để nó kể cho ông nghe. Dĩ nhiên là người lạ rồi. Nhưng cái thằng này á, tôi thấy tánh tình nó cũng hiền lương. Để nói đến, nó đến đây đi rồi mình coi thế nào đi rồi tính. Ông Bảy bưng tách nước trà thổi bớt nóng, uống một ngụm xong đặt xuống bàn. Thì Hạnh ngồi xuống kế bên ông, từ từ kể lại hết những diễn tiến đã gặp định cho ông nghe. Ông Bảy nghe xong bán tính bán nghi và lên tiếng hỏi. Ờ, con nghĩ được không Hạnh? Ừ, con cũng không biết nữa. Nhưng mà sao con có cảm giác là anh Định á, ảnh sẽ giúp mình giải được tù của Mười Tung đó ba? Tao chỉ sợ là thằng Định gì đó là tuy nó biết nghề, nhưng mà nếu mình nó yếu hơn người ta đó, mà nó nhúng vô là nó chết đó. Ừ, ông nói vậy là sao? Ờ, theo lời thầy Hai cho biết đó, cái người mà giải bùa lỗ ban á, muốn giải á thì tài nghệ phải cao hơn cái người yếm, chứ nếu mà thấp hơn á có thể gặp quả sát thân. Má con bà nói nó còn trẻ tuổi như vậy á, tôi không tin là nó giỏi hơn Mười Tung. Ông Bảy nói xong, nhìn thấy nét mặt tiêu nghỉu của bà Bảy cùng với vẻ lo lắng của Hạnh, ông lắc đầu nói, nhưng mà tôi nói thì nói vậy thôi, chứ biết đâu phước chủ mai thầy. À, không chừng tuy nó còn nhỏ nhưng mà tài nghệ cao siêu thì sao? Đúng đó ba, chính mắt con á, con thấy ảnh nó đó, tài nghệ tao chưa biết cỡ nào. Nhưng mà tao có bộ mày đi Sài Gòn lần này về có bộ hình như đổi tính rồi nghe. Ờ, mà thôi kệ nó đi, tới đâu hay tới đó. Ôi cùng lắm mà tao dẹp ghe luôn, coi bùa lỗ ban làm gì được tao. Nè, má con vô lo cơm nước đi, rồi chút nữa đi coi hát ủng hộ cho anh Năm, chuyện gì để từ từ tính. À mà nè, anh Hai bay mạnh không? Ừ, nó mạnh, ông lo kiếm vợ cho nó là vừa đó. Nếu đêm hôm qua cư dân ở làng Thạnh Phú chung quanh khu vực Xoài Hột đến ủng hộ gánh hương quê của ông Bầu Năm Chắc đông đảo bao nhiêu, thì xế trưa hôm nay họ cũng kéo đến nhà ông Bảy Thọ để có thể nghe một buổi chơi đờn ca tài tử cũng hào hứng không kém. Lành, Sửu và Tị đã dùng hai chiếc dù trái sáng mà ông Bảy mua dưới chợ Mỹ Tho căng ngoài sân để che bớt nắng cho người nghe. Và ông Bầu cũng cho mượn hệ thống âm thanh của gánh hát, cho nên cũng xôm tụ lắm. Ông Năm Chắc đã đưa đào kép của mình, luôn cặp đào kép chánh là Nhật Tài và Hồng Thơm đến để giúp vui, thêm tay đờn guitar của gánh hát đó là Cò Đúng. Đúng chừng khoảng 17 tuổi, nhưng thông thạo đủ loại đờn, mà đặc biệt tiếng đàn cò của em khắp các tỉnh miền Tây chưa ai có thể qua được. Vì thế mà mọi người gọi em là Cò Đúng. Riết rồi quen luôn. Nhưng hôm nay kìm tranh cò
thì đã do ba ông già Bảy Thọ, Năm Chắc và Mười Tung giữ. Chỉ còn cây guitar thì mấy người nhỏ như Cò Đúng, Tị, Hoành thay phiên nhau. Lành tuy cũng rất say mê vọng cổ, nhưng tài nghệ chưa được bao nhiêu, anh đành đứng ngoài làm khán giả trầm trồ theo từng tiếng nhạc du dương trầm bổng đến những lời ca vọng cổ mát dịu lòng người. Dù dưới ánh nắng xế trưa oi bức, khán giả và nghệ nhân được chủ nhà phục vụ thức ăn nhẹ, kẹo bánh trà nước cho đến trời ngã nắng, thì Hoành thông báo nghỉ giải lao để gia đình ông Bảy đãi nghệ nhân ăn cơm chiều, và chương trình chính thức do nhạc tài tử bắt đầu khoảng 1 giờ sau. Hạnh suốt ngày hôm nay đã bồn chồn đi ra đi vô, khi đến giờ này mà vẫn chưa thấy định đến. Cô hát mà hồn để ở đâu, cho nên so với Hồng Thơm, cô thua sút thấy rõ, đến nỗi thằng Lì nó phải lắc đầu, nó nói: "Cô ba hôm nay hát làm sao kỳ vậy cả? Chắc là hơi hám để quên trên Sài Gòn đó là sao mà." Nhưng khi cơm dọn ra, ông Bảy Thọ chưa kịp mời mọi người cầm đũa thì bên ngoài cổng có tiếng gọi lớn: "Cô ba ơi, có người kiếm cô ngoài đây nè." Hạnh đứng phắt dậy nhìn bà Bảy, rồi đi nhanh ra cửa, trong lúc ông Bảy Thọ mời cười và mời mọi người: Thôi kệ nó, cứ cầm đũa đi, mời mấy anh, mấy cháu cứ tự nhiên à, chứ để đồ ăn nguội hết. Nè, mình vô cái đi anh Mười, anh Năm, nè, Sửu, Tị, Lành, vô luôn, mấy tụi bay lo bên đó nha. Chú Bảy đừng lo, ba đứa nó không lo, còn có con mà. Để mai mốt gánh hát chú Năm còn vui vẻ về hát cho bà con mình nghe nữa chứ. Bà con ở Xoài Hộp vui vẻ và tốt bụng, tụi em thích về hát ở đây lắm. Anh Tài còn muốn đóng đô luôn ở đây á. À, anh Hoành ơi, sao mà mình không chờ cô bà Hạnh vô ăn luôn? Nó vô liền mà, thôi cứ cầm đũa đi. Để em ra em coi chị ba sao đi lâu vậy. Trong lúc đó, ngay cổng vào, Hạnh đang nén nỗi vui mừng, vì người đến tìm Hạnh chính là Định. Anh đến chợ Xoài Hộp, gặp những người vừa nghe đờn ca tại nhà ông Bảy đi ra cho nên hỏi thăm, thì họ chỉ ngay lại chỗ này. Định nháy mắt cho Hạnh thấy và nói lớn: Dạ tôi tên Định, ở bên bờ kinh. Nghe nói có gánh hát về chợ Xoài Hộp cho nên xuống coi. Nhưng mà trễ quá, giờ nghe nói nhà cô ba đêm nay có chơi đờn ca, cho nên xin phép vô nghe đỡ ghiền, tại vì đâu có mấy khi mà có dịp vậy. Không có sao đâu, mời anh vô đây. Vừa lúc thấy Lành đi ra, Hạnh kêu lại và nói: Chú Lành à, anh Định là người ở trên bờ kinh, muốn vô nghe đờn ca thôi. Anh Định chắc chưa ăn cơm hả? Thôi sẵn bữa, chú mời anh giùm chị nha. Lành nhanh nhẹn giành lấy cái chiếc tay cầm chiếc xe đạp của Định và nói: Anh Định, anh đi theo em nè. Khi Hạnh, Lành đưa Định vào trong nhà thì tiếng nói cười chợt im bặt, mọi người đều nhìn về phía họ. Hạnh đi lại trước ông Bảy Thọ nói lớn, cố ý cho mọi người trong bàn của ông cùng nghe: Dạ thưa ba, anh Định này là người ở trên bờ kinh á. Anh Định để làm quen nha, hẹn cậu lần sau. Định uống cạn chung rượu, nhìn mọi người trong bàn và nói: Dạ cảm ơn chú Năm. Để lần sau cháu ráng cháu tới sớm mới được. Cháu xin chào chú Bảy. Chú tôi là Mười Tung. Dạ chào chú Mười. Định nhìn người mà theo Hạnh nói là đã yếm bùa trên chiếc ghe miền Tây của gia đình của cô. Định chào với vẻ mặt thật thản nhiên: Cậu biết đờn ca gì không? Dạ biết chút chút thôi. Vậy hả? Định mỉm cười khi thấy ánh mắt của Mười Tung dịu lại, nhưng qua lần sơ kiến, Định biết đây là một người quả thật không đơn giản. Lành kéo Định về bàn của mình giới thiệu những người trong bàn, cũng cùng lúc đó mén đem thêm một chiếc ghế ra và nói lớn: Anh Định, anh tự nhiên nha. Trước khi ngồi xuống hòa nhập vào bàn tiệc đang hồi tử hứng, Định nhìn về phía Hạnh, lúc này ngồi kế bên bà Bảy Thọ thì cũng vừa bắt gặp cô đang nhìn mình mỉm cười. Tự nhiên anh cảm thấy có một cảm giác lạ lùng từ trước đến giờ hình như chưa bao giờ có, đang từ từ hình thành nhẹ nhẹ trong lòng của anh. Bốn cây đèn mang sông được treo lên để bắt đầu cho phần chơi bài bản. Sau khi mọi người trà nước xong xuôi, ông Bảy Thọ vừa phì phà điếu thuốc rê vừa ôm cây đờn kìm lên rao: Trân chủ hậu khách nghe, con Hạnh, bây mở đầu cái bài Sông Phi Hồ Điệp đi nghe,
tí, mày đừng ghi ta nghe. Dạ được cậu Bảy. Được đó anh Bảy. Anh để con Thơm tiếp luôn cái bài chinh phụ cho đủ cặp luôn nha. Mười Tung gật đầu, vặn vặn chiếc trục so lại chiếc dây đàn cò. Nếu ai để thí thì sẽ thấy từ lúc có sự hiện diện của Định, Mười Tung vốn ít nói lại càng ít nói hơn nữa. Cô Ba Hạnh nếu ban chiều hát như người mất hồn thì giờ đây mọi người đều lặng im phăng phắc theo dõi từng lời hát của cô, chất giọng trong trẻo ngọt ngào, luyến lái theo chữ đờn thật điêu luyện, nhất là khi cô chuyển qua hơi ai oán. Tiếng vỗ tay của khán giả vẫn còn khi Hồng Thơm đã nối tiếp qua bài chinh phụ. Giờ đây khán giả mới thực sự thấy cả hai ngang sức ngang tài, khi tiếng vỗ tay dành cho Hồng Thơm cũng không kém. Hứng khởi với sự cổ võ nồng nhiệt của khán giả, Nhật Tài đứng dậy. Dạ xin phép mấy chú, cháu ca bài Liêu Giang nha. Vậy có ai tiếp luôn bài Ngũ Quan không cho đủ cặp? Dạ để con. Ha, ca bài Ngũ Quan không chắc ăn nghe anh mời. Tôi theo mấy anh đó nghe. Tôi lâu quá cũng không có đờn bài này. Thôi thì coi như mình giật lại có gì đâu anh Năm. Tị trao cây guitar cho cò đúng và nói, bài Ngũ Quan hả, con cũng chịu thua luôn, không đờn được đâu. Chất giọng dĩ nhiên Sửu không thể nào bì kịp với Nhật Tài, nhưng thuộc được bài Ngũ Quan gần như đã thất truyền, cho nên Sửu cũng được khán giả dành cho những tràng pháo tay nồng nhiệt. Cò đúng quả nhiên là nhân tài, hắn đờn bài Ngũ Quan thật nhường nhuyễn, khiến Mười Tung cũng phải ngạc nhiên. Ê nhỏ, ai là sư phụ mày vậy? Dạ con học với thầy Sáu ở Bạc Liêu. Có phải Sáu Nhạn không? Dạ đúng rồi. Hèn gì. Sau đó người đờn người ca đã luân phiên nhau trổ tài cống hiến cho khán giả những bài bản thật đặc sắc, tiếng đờn tiếng ca tiếng vỗ tay náo nhiệt cả một vùng. Trong lúc đó thì bên ngoài chỗ khán giả ngồi, Định lên tiếng hỏi lành. Sao không thấy chú vô chơi với người ta vậy? Em thích lắm, nhưng mà mới biết vài bài thôi, đâu dám vô. Thì biết nhiêu chơi nhiêu chứ sợ gì đó. Em đờn dở ẹt à, còn giọng ca hả, không giống ai hết trơn, vô người ta cười chết anh ơi. Chú Bảy đờn hay quá, bộ không dạy cho trẻ em hả? Có chứ, nhưng mà sao em ngu quá, học cứ quên hoài à. Định chưa kịp hỏi lành gì nữa, thì trên micro, Hoành giới thiệu cô Ba Hạnh với bài Văn Thiên Tường, Tình Mẫu Tử. Thằng Lì ngồi kế bên vỗ đùi nói với lành, nghe bản này là bản ruột của cô Ba nghe, coi con Thơm nó làm sao đây. Định và lành nhìn Lì mỉm cười, trong lúc Lì cũng nói tiếp thật vô tư, anh hai tôi đờn bản này cũng hết sảy luôn, nhất là đờn cho cô Ba ca là phải biết à. Nhìn lên Định thấy Hoành trao micro cho Hạnh và nhận cái guitar từ tay của Tị. Hạnh ngân chữ sang thật dài để chấm dứt bài Văn Thiên Tường, trong tiếng đờn vuốt theo nhỏ dần cho hai nhịp cuối, khiến cho người nghe có cảm giác tấm lòng người mẹ dành cho con trải dài vô tận, nếu không có tiếng vỗ tay tán thưởng từng hồi. Hạnh cúi đầu chào khán giả rồi bước xuống sau khi trao micro lại cho Hồng Thơm. Cháu nghe cô Ba Hạnh hát bài Văn Thiên Tường hay quá đi, cho nên cháu xin hát tiếp bài Võ Tắc Biệt cho đủ cặp. Xin mời quý vị nghe bài Võ Tắc Biệt, Trống Trận Đống Đa. Trong lúc khán giả vỗ tay thì dàn đờn đưa mắt nhìn nhau. Hoành buông cây guitar xuống và nói, bài này cháu không biết đờn. Ông Bảy Thọ cũng buông cây đờn kìm luôn và nói, bài này tao cũng chịu thua luôn. Mười Tung quay sang Nam Chắc và hỏi, bài Võ Đặc Biệt lần đầu tiên mới nghe đó nghe. Thôi anh Năm đờn đọc chiếc cho nó ca, tụi này ngồi nghe nghe anh. Nam Chắc nghe nói như vậy thì hứng chí nói, vậy mày guitar nha đúng. Còn đúng cầm cái guitar lên, chưa kịp nhận cái song lan từ ông Bảy Thọ thì có tiếng nói, dạ khoan chú Bảy, để cháu đừng kìm cho. Mọi người quay về nhìn về phía người vừa nói, thấy Định đứng lên đi về phía ông Bảy Thọ. Ông Bảy Thọ gật gù nhìn Định và nói, phải vậy chứ. Nhìn chú em mày tao biết là dân trong nghề rồi, bây giờ mới chịu ra mặt ha. Nói xong ông đứng dậy sau khi trao cho Định cây đờn kìm và song lan. Dạ vậy cháu xin phép nha. Định nói với ông khi nhận cây đờn kìm và cúi đầu chào Nam Chắc, cò đúng và mọi người trước khi ngồi xuống ghế.
cô Ba Hạnh đưa đôi mắt thật nồng nàn nhìn Định trong tiếng vỗ tay cổ võ của khán giả. Định nhìn về phía Hồng Thơm lúc này cũng đang nhìn anh. Cô hát trọn bài Võ Tắc Biệt hay là chỉ có 18 câu thôi? Hồng Thơm ngơ ngẩn nhìn về phía Nam Chắc, thì Cò Đúng đã lên tiếng trả lời thay cho cô. Chị ấy ca lớp 1 với lại 3 câu chót lớp 2 thôi anh. Đúng như anh nói đó, 18 câu đó. Định gật đầu và bắt đầu bấm phím. Tiếng đờn kìm của anh réo rắt, nhạc khoang, vững vàng như mây trôi gió thổi, khiến cho ông Bảy Thọ là tay đờn kìm lão luyện cũng phải tấm tắc khen thầm. Còn Mười Tung thì nhíu mày nghĩ ngợi. Hồng Thơm chấm dứt lời ca mà dư âm cùng tiếng đờn, tiếng nhịp sông lan vẫn còn động lại trong lòng khán giả như tiếng trống trận, tiếng reo hò của đoàn quân Tây Sơn đang tiêu diệt giặc Thanh nơi Gò Đống Đa. Nam Chắc hứng chí lên tiếng nói, mình làm tiếp bài Bình Sang nghe cậu. Định chưa trả lời thì Cò Đúng lắc đầu, không được đâu, bài này con không vững chú Năm ơi. Nhìn Cò Đúng, Định mỉm cười trao cây đờn kìm lại cho ông Bảy Thọ và nói, vậy chú Bảy trở lại đờn kìm đi chú, cháu đờn guitar cho. Được ạ, anh Mười, vô kéo Bình Sa luôn nha. Mười Tung nghe nói như vậy thì đột nhiên lên tiếng từ chối. Lâu quá, tôi quên, thôi ngồi nghe cũng được mà. Trong đám khán giả có tiếng lên tiếng nói lớn, cô ba Hạnh ca Bình Sa đi nghe. Mọi người kể cả Định đều nhìn về phía Hạnh. Hạnh lần đầu tiên cảm thấy hơi hồi hộp, dù rằng cái bài Bình Sa Lạc Nhạn Hận Ô Giang cô đã ca nhiều lần. Cô bước ra và lên tiếng nói, Hạnh xin phép ca lớp 3 thôi nha. Nam Chắc nhấn cái chữ oan trên chiếc đờn tranh và lên tiếng nói, Chà, đây nè, thôi con Ba và con Lựu chia nhau đi, con Lựu hai lớp đầu, con Ba lớp chót, chơi cho đã một bữa nghe. Hồng Lựu, cô đào lẳng của gánh hát hương quê không đợi nhắc, đã bước ra nhận micro từ tay Hạnh. Phải nói lần này ông bầu gánh hương quê Nam Chắc hình như đã chuẩn bị cho buổi chơi bài bản hôm nay. Đào kép của gánh hát ông chơi bài bản tài tử rất nhuyễn, chuyện hiếm thấy ở những đoàn cải lương, nhưng ông đã không độc chiếm được dàn đờn vì sự xuất hiện bất ngờ của Định. Nếu tiếng đờn kìm của Định có tính vững vàng như một người chủ của dàn nhạc, thì tiếng đờn guitar của anh lại càng bay bướm lả lướt, hòa quyện nâng cao chất giọng cho người ca, mà trên hết là hầu như anh đã thông thuộc hết thất thập nhị quyền công, khiến cho sau khi đờn dứt bài Tứ Bửu Liên Thành cho Nhật Tài ca xong, Nam Chắc phải buộc miệng lên tiếng nói, tao thiệt phục chú em mày á nghe, tao lặn lội mày mò cũng chỉ có bao nhiêu, tối nay chơi xả lén hết rồi mà chưa thấy chú em mày buông đờn. Đã thiệt nè, hỏi thiệt chú em mày nha, chú em học đờn với ai vậy? Dạ ông thầy, cháu chỉ là người vô danh trong giới nhạc thôi. Cháu cũng cảm ơn mấy chú mấy bác, bởi vì từ khi biết đờn biết ca, cháu chưa lần nào được đờn như hôm nay. Thôi bây giờ nước cũng sắp đứng lớn rồi, mình chơi luôn một cặp Tứ Bửu Minh Hoàng Thử Nguyệt với lại Ngữ Giá Đăng Lâu rồi nghĩ là vừa, được không anh Năm? Năm Chắc nghe nói như vậy thì cười hề hề, giơ hai tay lên khỏi đầu và nói, chịu thua. Ấy da, cái bộ cửu nhĩ đó coi vậy khó nuốt lắm. Thôi cho tôi làm khán giả đi. Nè cậu Định, cậu thì sao? Ủa còn anh Mười đâu, nãy giờ không thấy gì vậy anh Bảy? Ảnh nói có chuyện cho nên ảnh về từ cái lúc mình bắt đầu chơi bài ngữ rồi. Chú Bảy là chủ nhà, nếu mà chú muốn vậy thì cháu đâu có dám cãi. Nhà sử, mày bao chót nghe. Ông Bảy Thọ vừa so lại dây của cây đờn kìm, vừa lên tiếng gọi sử, và người ta thấy ông mỉm cười, đưa cái nhịp song lan cho Định. Các bạn đang nghe audio truyện từ thư viện audio.com. Buổi chơi đờn ca tài tử kết thúc trong không khí vui nhộn, thỏa mãn của tất cả mọi người. Và trong buổi tiệc chia tay, Nam Chắc đã không ngớt lời khen tụng Định bởi vì tài nghệ cùng với tính khiêm nhường của anh. Nhất là Lành cứ nghĩ là anh ở bên kia bờ kinh, cho nên Lành dự định sẽ theo anh để học đờn. Cuộc vui nào rồi cũng qua, gia đình ông Bảy Thọ bùi ngùi tiễn ông Nam Chắc và đào kép của gánh hát ông
lúc trời đã quá nửa đêm. Trong lúc người của gánh hát theo chiếc cầu sao trại cưa để xuống ghe, định bất chợt lên tiếng hỏi lành, vừa hỏi tay vừa chỉ vào chiếc ghe miền Tây đang nằm ở trong ụ. Lành, mình có thể xuống cái ghe đó coi chút được không chú Lành? Được chứ, ghe nhà mà anh. Nhưng mà giờ tối thui thấy gì, thôi sáng mai đi, em sẽ đưa anh xuống đó chơi. Mà anh Định ơi, sao? Anh dạy đờn cho em nghe. Được, được. Lành hơi ngạc nhiên khi nghe tiếng trả lời cọc lóc của Định, nhưng anh vẫn chăm chăm nhìn về chiếc ghe. Lành chưa kịp nói gì thêm thì Định bỗng kéo Lành đi nhanh ra đường. Vừa đi anh vừa nói, tôi có chuyện cần làm, bây giờ tôi nhờ chú giúp tôi nha. Khi mà xong chuyện đó, nếu tôi còn sống đó, tôi hứa tôi sẽ dạy hết những cái gì tôi biết cho chú. Còn bây giờ... Định nói xong thì ngưng lại, cởi sợi dây chỉ đều đeo một cái túi vải nhỏ hình tam giác màu đỏ thẫm trên cổ xuống đưa cho Lành và nói, chú giữ cái này thiệt kỹ giùm tôi nha. Sáng mai đó, nếu mà tôi không về, có nghĩa là có chuyện đó. Chú làm ơn chú đốt cái túi này liền, rồi chú nói mọi người hãy chờ trong vòng 7 ngày. Nếu mà không có chuyện gì nữa xảy ra đó, thì lúc đó hãy làm theo những cái gì nó tự nhiên. Nhớ giùm tôi nha chú Lành. Bây giờ chú đi về đi. Ủa sao kỳ, nhưng mà em thường ngủ tại xưởng cưa nè, mà anh nói gì kỳ với anh Định? Bộ có gì xảy ra hả? Chuyện gì đó thì ngày mai chú biết liền à. Còn bây giờ chú về trong nhà đó, là chú đừng có cho cô Ba Hạnh cô ra đây nè. Chú đi liền đi, cô Ba Hạnh cô đang kiếm mình đó. Chú nhớ lời tôi dặn nha. Muốn nói gì thêm nữa nhưng mà Lành bỗng cúi mặt dạ nhỏ, đeo cái túi vải của Định vào cổ rồi đi nhanh về nhà. Chiếc ghe chài chở gánh hát hương quê đã nhổ neo, khán giả hâm mộ cũng đã tản mát về nhà để kịp ngã lưng vài giờ, rồi để chuẩn bị cho một ngày mới, trả lại sự vắng lặng cho con đường trước chợ Xoài Hột. Nhìn bóng Lành vừa khuất sau hàng cây trồng bên đường, Định chậm rãi bước ra ụ ghe, theo dàn sườn hai bên thành ụ và bắt đầu trèo lên chiếc ghe. Phụ với mén quét dọn rửa chén bát vừa xong, Hạnh lên nhà trên thì thấy ông bà Bảy Thọ đang còn ngồi uống trà. Nàng lên tiếng nói, sao ba má không đi ngủ chút đi? Giờ này còn ngủ nghe gì nữa chứ. Ủa mà sao nãy giờ tao không thấy thằng Định đâu hết trơn vậy cả? Khi đưa chú Năm về á, anh ấy đi với ba cùng với chú Lành mà. Cả thằng Lành nữa, cô không thấy nó nữa. Lúc anh Năm xuống ghe đó, nó cũng mất biệt à. Hay là tụi nó lại kiếm cái chỗ nào để nhậu tiếp rồi. Bà nói nhậu vẹt cái gì, không lẽ chỉ có hai đứa mà nhậu? Tại vì thằng Sửu với thằng Tị nó còn ở đây mà. Bà Bảy nhìn Hạnh, hai người chưa kịp nói gì thêm thì Lành đã xuất hiện ngay cửa. Thằng Lành kìa ông. Bà buộc miệng nói, trong lúc ánh mắt của Hạnh sáng lên, cô lên tiếng hỏi ngay Lành. Chú Lành, còn anh Định đâu? Ảnh nói anh có chuyện ảnh cần làm, ảnh kêu em về đựng cho chị đi ra ngoài xưởng cưa. Chị còn đây thiệt là hên á. Ủa, sao không cho chị ra xưởng cưa, sao vậy? Anh ấy có chuyện gì cần làm chứ? Có lẽ vì bận lo ca hát suốt ngày hay lo lắng điều gì mà Hạnh hình như quên cái lý do chính mà Định phải có mặt nơi đây, cho nên bây giờ cô mới giật mình khi nghe ông Bảy lên tiếng gọi. Hạnh, bây giờ cứ để ra từ từ hỏi nó, làm cái gì mà hỏi dồn quá nó đâu có biết trả lời. Nè Lành, thằng Định nó đi đâu rồi? Dạ, khi cậu Bảy tiễn người của gánh hương quê xuống ghe thì anh Định hỏi con mình có thể lên cái ghe miền Tây đang nằm trong ụ được không. Con hứa sáng đưa anh lên, bởi vì giờ tối thui thấy gì. Anh nói anh có chuyện cần làm, anh kêu con về nhà, rồi ảnh dặn con đựng cho chị ba ra xưởng cưa. Bộ nó không nói cho mày biết là chuyện gì hả? Dạ không. Rồi chú có thấy ảnh đi đâu không? Em cũng không thấy, không biết nữa. Ảnh kêu em về nhà không được cãi, cho nên giờ đâu biết ảnh đi đâu. Nhưng mà ảnh nói nói cái gì mày nói liền đi, ở đó mà ấp a ấp úng vậy?
Nó nói cái gì? Ảnh nói ngày mai biết. Em xin ảnh dạy đờn cho em. Ảnh nói nếu mà xong chuyện này ảnh còn sống ảnh sẽ dạy. Mà em không biết tại sao có cái gì quan trọng mà ảnh nói vậy nữa. Chắc là ảnh lên chiếc ghe miền Tây rồi đó ba. Hay là mình ra ngoài đó coi con sao đi ba. Ảnh nói em dặn mọi người sáng mai hết ra. Em nghĩ bởi vì mãi mê câu chuyện mà mọi người trong nhà ông Bảy Thọ không để ý. Lúc này tiếng gà gáy sáng đã vang vang xa xa, tiếng xì xào của những người bạn hàng nhóm chợ đã bắt đầu dồn dập. Hạnh nhìn ra ngoài và lên tiếng nói: Ba ơi, trời cũng sắp sáng rồi ba, mình đi đi. Không đợi ông Bảy đồng ý, cô lấy chiếc nón lá đội lên đầu đi ngay ra cửa. Lành chạy theo cô và nói: Nhưng mà anh định ảnh lên ghe miền Tây làm gì? Bộ trên ghe đó có cái gì hả chị? Rồi từ từ chú sẽ biết. Giái trời cho đừng có chuyện gì xảy ra. Nè bà ở nhà nghe, tôi đi theo với tụi nó coi con sao. Ông Bảy Thọ đi ra tới đường lộ đá đỏ thì trời đã mờ mờ sáng. Nhìn phía trước không thấy bóng dáng Hạnh và Lành đâu. Ông lắc đầu cảm thông cho sự nôn nóng của họ. Ngang qua chợ Xoài Hột, ông cũng chỉ gật đầu đáp lễ sự chào hỏi của những người bạn hàng quen thuộc, thay vì đứng lại hỏi thăm họ như thường lệ, bởi vì ông cũng muốn mau đến ụ ghe để xem chuyện gì xảy ra. Vừa xuống tới cầu của thầy Tùng, ông gặp ngay thằng Lì. Chú Bảy, chú đi đâu sớm vậy? Đi xe không? Con chạy liền nha. Đâu có đâu, tao đi vô xưởng cưa thôi. Lúc nãy con thấy cô Ba với thằng Lành cũng đi trong đó, có gì không chú Bảy? Thì coi lại chút đồ thôi chứ không có gì. Vậy hả chú? Chừng nào mình chơi đờn ca nữa chú Bảy? Hồi hôm tụi con nghe đã quá trời, cái anh gì trên bờ kinh ảnh đờn cũng hay quá hả chú ha? Thì từ từ rồi tính tới. Ông Bảy rảo bước sau khi trả lời Lì, trong lòng cũng thấy vui vui khi nghe Lì khen định đờn hay. Ông lẩm bẩm một mình: Cái thằng được đến phải chị. Nhưng mà ông chưa kịp nói gì thêm thì thấy Lành hất ha hất hải từ xưởng cưa chạy ra đường, một chút xíu nữa đã đâm sầm vào ông. Linh tính có chuyện không hay, ông nắm vai Lành còn đang thở hổn hển. Chuyện gì vậy mày làm gì mày chạy dữ vậy Lành? Con chạy về kêu cậu. Anh Định, anh thằng Định nó làm sao? Con không biết nữa. Cậu lên chiếc kia, cậu lên ghe liền. Chị Ba chị khóc dữ quá trời trên đó. Ông Bảy Thọ không còn lòng dạ nào để hỏi Lành. Ông chạy theo Lành đến ụ ghe muốn hụt hơi, phải đứng thở trước khi trèo lên ghe. Nhưng lúc đó Lành hình như đã định thần cho nên hỏi ông: Bộ có chuyện gì trên ghe hả cậu? Tao cũng mệt quá lúc nãy rồi mày nói thằng Định sao? Dạ con với chị Ba leo lên ghe thấy ảnh nằm sùi bọt mép bất động gần cái chỗ mũi ghe. Chị Ba chị khóc quá chừng, chị kêu con chạy về kêu cậu. Con không biết chuyện gì xảy ra. Trời ơi sao mà như vậy? Nếu mà nó có bề gì. Ông vừa lẩm bẩm vừa ứa nước mắt nghẹn ngào. Trong lúc Lành nhìn ông và linh cảm hình như cũng có chuyện gì đó mà mọi người đang giấu anh. Nhưng thấy ông Bảy Thọ nói như vậy, Lành cũng không dám lên tiếng. Khi ông Bảy và Lành trèo lên chiếc ghe miền Tây thì trời đã hừng sáng. Cô Ba Hạnh đang ngồi bên Định ứa nước mắt. Vừa thấy ông Bảy, cô đã khóc và nói: Ba ơi, anh Định. Nè. Đến coi, từ từ để tao coi đó sao. Tuy ông nói với Hạnh như vậy, nhưng mà tim ông cũng đang đập thình thịch trong lòng ngực. Bởi vì trường hợp như vậy ông chưa gặp bao giờ. Ông rờ khắp người Định, chắc vì nằm ngoài trời đã lâu cho nên tay chân lạnh ngắt, môi tím, nước miếng trào ra hai bên mép, nhưng ở vùng ngực hãy còn ấm ấm. Cố giữ vẻ bình tĩnh, ông quay qua Lành và nói: Nè Lành, mày xuống kêu tụi thằng Sửu lên, Sửu phụ một tay đưa nó vô nhà nghe, ở đây gió lạnh quá. Rồi mày chạy ra ngoài giàm á, coi thầy Hai về chưa. Nói tao mời thầy vô có chuyện gấp, ra ngoài kêu cái chiếc xe lôi đi cho lẹ lẹ một chút mày. Lành dạ và leo xuống, trong lúc Hạnh quẹt nước mắt và nói vối theo: Chú Lành đi nhanh nha chú Lành. Dạ chị Ba an tâm em biết rồi. Tin của cái anh chơi đờn hay trên bờ kinh bị trúng gió, ông Bảy dặn mọi người nói với người ngoài như vậy. Anh bị trúng gió và bất tỉnh, tin này được loan truyền nhanh chóng khắp chợ Xoài Hột. Và một lần nữa người dân tại đây lại chứng kiến lòng hào hiệp của gia đình ông Bảy Thọ. Khi họ thấy gia đình ông hết lòng chăm sóc cho bệnh nhân,
chứ thật sự thì họ làm sao biết được nội tình bên trong. Sau khi được Sửu và Tỵ thay phiên nhau cõng về nhà, Định vẫn bất tỉnh, mê man. Để trấn áp cái lạnh trong người của anh, ông Bảy đã đốt một cái lò than đặt dưới giường để cho anh nằm. Rồi cô Ba Hạnh thì túc trực ở trên giường, bên giường lúc nào cũng đắp khăn nước nóng lên trán của anh. Khi ông Bảy đã rước thầy đến giác hơi, cắt lễ, dầu sự việc xảy ra như vậy, nhưng mà ông Bảy nhất quyết không cho bà Bảy và Hạnh nói ra cái nguyên nhân. Vì đôi lúc nóng ruột, bà Bảy xin ông hãy để cho bà vào năn nỉ Mười Tung, xem có cách nào cứu Định được hay không. Ông Bảy nhớ lại lời của thầy Hai Lý, nếu là sử dụng bùa lỗ ban thì người yếm bùa không thể nào rút tay ra được nữa, bởi vì họ sẽ lãnh đủ hậu quả. Cho nên ông cũng muốn chờ gặp thầy Hai Lý coi như thế nào. Cũng may mắn là trời vừa đứng bóng thì Lành đã rước được thầy Hai Lý về. Sự có mặt của thầy Hai trong lúc này đã xóa đi một phần không khí ảm đạm trong gia đình của ông Bảy. Khi ông bà Bảy ra tận cửa đón thầy Hai, thầy về kịp á, trùng mừng quá. Rồi bây giờ thầy cô mình phải tính sao đây thầy? Chào thầy Hai, trời ơi thầy đi đâu? Tôi với con Hạnh lên Sài Gòn tìm thầy mà không gặp. Bây giờ thầy đến, thiệt là tụi tôi mừng quá. Xin lỗi chị, cũng đi có chút chuyện. Tôi nghe thằng Lành nó kể lại mọi chuyện trước khi về đây. Tôi gieo thử một quả, anh chị cứ yên chí đi. Tôi thấy quẻ tốt mà, mọi chuyện đâu sẽ vô đó. Bởi vì người hiền lương đó luôn có quý nhân phù trợ. Bây giờ thằng đó nó nằm đâu rồi? Trong nhà trong, thầy vô coi qua cho biết. Rồi sau đó mình làm ba hộp đi. Sáng giờ lo đủ thứ chuyện, có cơm nước gì đâu. Gặp được thầy tôi yên tâm, giờ mới thấy bụng nó đói. Thầy Hai Lý nhìn ông Bảy mỉm cười thật tự nhiên và nói, nghe anh nhắc tôi cũng thấy đói. Thôi dẫn tôi vô coi thằng đó coi sao. Khác với vẻ tươi tỉnh lúc vừa đến nhà của ông Bảy Thọ, sau khi thăm mạch cho Định và nhìn thần sắc của anh trong bữa cơm, thầy Hai Lý trở nên đăm chiêu và ít nói, dường như thầy đang tập trung tư tưởng để suy nghĩ cái điều gì đó. Khi qua bàn ngồi uống trà, không dằn được nữa, ông Bảy Thọ lên tiếng hỏi thầy. Tôi thấy hình như có chuyện không ổn hả thầy Hai? Tôi nghĩ... Nhưng mà thầy chưa kịp nói tiếp thì lúc này cô Ba Hạnh đã từ trong nhà miếu máu chạy ra. Ba ơi, thầy Hai ơi, sao anh Định, ảnh. Thầy Hai Lý và ông Bảy Thọ lật đật đứng dậy cùng chạy vào nhà trong. Lành đang ôm Định trên tay, Định hình như đang gồng mình mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàm răng nghiến lại, trong lúc hai bàn tay nắm chặt như đang tuyệt vọng và chiến đấu với một người vô hình nào đó. Máu đang ứa ra từ hai lỗ mũi của anh. Nhìn anh như vậy, Hạnh ôm mặt khóc rưng rức, làm bà Bảy cũng khóc theo. Thấy mọi người vừa vào đến, Lành lên tiếng nói ngay. Lúc nãy ảnh tự nhiên ảnh ngồi vậy, con sợ ảnh té xuống, con chạy tới con ôm ảnh. Ảnh kỳ quá cậu Bảy ơi, sao giờ sao về? Thầy Hai Lý bước đến, dùng hai ngón tay cái xoa hai bên thái dương của Định. Người của Định bỗng dưng dịu lại. Thầy Hai lên tiếng nói với Lành. Để nó nằm xuống đi. Nè, nước gừng tao dặn hồi nãy tụi bay cho nó uống chưa? Dạ, nói rồi. Nhưng mà ảnh luôn cắn cái hàm răng chặt vậy, cho nên không có cho ảnh uống được. Con Định ra cho thầy Hai Hai á, thì xảy ra việc như vừa rồi á. Mấy đứa đem ra đây. Hạnh bưng chén nước gừng lại đưa cho thầy Hai Lý, nhưng mà thầy Bảo đưa cho Lành và lên tiếng nói. Bây giờ tao so cái huyệt thái dương cho nó, khi mà mày thấy cái răng nó bớt nghiến thì đút cho nó uống nha. Lành chỉ đổ cho Định được hai muỗng nhỏ thì cái phương pháp so huyệt của thầy Hai không còn hiệu nghiệm nữa, bởi vì hàm răng của Định lại cắn chặt lại như cũ. Thầy Hai thở dài khi bắt mạch cho Định. Tại sao lại kỳ như vậy cả? Là sao thầy Hai? Mạch của nó đó, có lúc nó ngừng, nó không nhảy luôn, giống như người chết rồi. Thầy nói gì chết? Mọi người sợ hãi nhìn nhau và cô Ba Hạnh lại khóc. Vừa lúc đó thì thằng Tị chạy vô. Thầy Hai ơi, có anh Tính con của thầy tới kiếm thầy về kìa. Kêu nó vô đây. Thầy Hai nói xong thì Sửu dắt một thanh niên trạc tuổi như Lành, đó là Tính, con trai út của thầy Hai Lý. Anh chào mọi người và nói với thầy Hai,
Dạ con tới nhà bác Mười để mời bác sửa nhà cho mình như tía kêu con á, nhưng mà con không gặp được bác. Nghe bác Mười gái nói không biết hình như là bác bị bệnh sao đó mấy ngày rồi, cho nên bác không có đi đâu hết trơn á. Nghe Tính nói tới đó, ông Mỹ Thọ trợn mắt. Ồ, tối qua mới đợn ca đây mà bệnh hoạn gì mấy ngày. Thầy Hai Lý quay qua nhìn Định thở dài và nói. Dĩ nhiên là ông biết chuyện mình làm đã có người khám phá ra, cho nên nè, thôi con về đi, ba ở lại đây vài hôm nha. Khi Tính đi về rồi, thầy lại ngồi xuống bên Định, nắm cổ tay anh thăm mạch, lẩm bẩm một mình. Nếu mà cứ như vậy hoài, không thể nào nó qua được ba bữa. Tại sao kỳ cục vậy cả? Cái quẻ tiên thiên mình gieo không lẽ lại trật? Mình gieo lúc đó có quên cái gì không cả? Vừa lúc đó thầy Hai Lý, khi mà thầy buộc miệng nói Định không qua được ba hôm, lành sực nhớ lại lời dặn của Định mà từ sáng giờ lu bu anh quên mất, anh lên tiếng xen vào. À thầy ơi, con nhớ lại cái này. Mày nhớ cái gì thằng lành? Nhớ gì thì nói ra đi. Chú cho nhớ gì vậy? Anh Định có dặn chú cái gì hả? Lành tháo sợi dây chỉ đều đeo chiếc túi vải nhỏ hình tam giác trên cổ xuống và nói. Con quên, anh Định khi mà kêu con đi về có đưa con cái túi vải này, dặn con nếu mà ảnh xảy ra chuyện gì đó thì đốt đó liền. Trong vòng 7 ngày nếu không có chuyện gì nữa đó thì cứ làm theo lẽ tự nhiên. Sáng giờ con quên mất, lu bù quá. Mắt của thầy Hai Lý sáng lên, thầy tươi ngay nét mặt và nói. Tao biết mà, phải như vậy chứ, đâu có thể như vậy được. Mày thiệt tình nhé Lành, mày quên cái gì mà ác ôn vậy? Rồi nó còn là nói gì nữa không? Dạ không, ảnh dặn vậy thôi à. Hạnh đi đến bên Lành định dằn lấy cái túi. Chú Lành, chú đưa cho chị coi coi. Đừng, con ba, đừng có đụng vô cái túi đó. Lành, mày lấy một cái tô kiểu, đổ vô đó chút rượu mạnh, đốt cái túi đi. Hy vọng thằng Định được cứu. Hạnh vừa dừng lại thì Mén đã cầm một cái tô kiểu chạy lên đưa cho Lành và nói. Chai rượu để bên góc bàn nước kìa chú Lành. Lành chưa kịp nhìn thấy chai rượu thì tị gần đó đã cầm lại rót vào chiếc tô Mén vừa đem ra. Người trong nhà của ông Bảy Thọ đều có linh cảm, người thanh niên xa lạ tên Định bị trúng gió này rất là quan trọng đối với gia đình của ông Bảy. Khi họ thấy sự lo lắng của ông bà, nhất là cô ba Hạnh đã khóc sướt mướt trước bệnh tình của anh ta, cho nên họ cũng luôn túc trực và phụ làm những gì mà thầy Hai Lý cũng như ông Bảy Thọ cần đến. Lành xé một miếng giấy nhỏ, bà khục quẹt mồi lửa và thả vào cái tô đã được tị rót khoảng 2 chung rượu. Ngọn lửa bùng lên màu xanh nhạt. Lành thòng sợi chỉ đều bỏ chiếc túi vải hình tam giác vào. Mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn. Chiếc túi lửa vừa chạm lửa thì đột nhiên nổ một tiếng tách, rồi bốc lên một sợi khói trắng như khói của cây nhang vừa đốt, và ngọn lửa trong tô bốc cao lên hơn cả một gang tay. Sợi khói bay lên chừng giữa nhà thì tan mất, đồng thời trong ngọn lửa ở trong tô cũng tắt ngấm, dù mùi rượu vẫn còn nồng. Chiếc túi vải từ màu đỏ thẫm đã chuyển thành màu đen, cả sợi chỉ đều, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết gì giống như vừa bị đốt. Lành cầm nó lên trên tay và lên tiếng hỏi. Thầy Hai, cậu Bảy, sao kỳ quá à? Nó nguội ngắt à, lửa mà không cháy được nó. Sao kỳ quá vậy? Thiệt không? Thiệt vậy hả chú Lành? Sửu Tị đưa tay rờ thử và nhìn ông Mỹ Thọ gật đầu xác nhận. Trong lúc Hạnh cũng muốn thử, nhưng nàng nhớ lại lời của thầy Hai Lý lúc nãy cho nên cô không dám đụng vào. Thầy Hai Lý hình như không để ý đến chuyện Lành vừa nói, bởi vì lúc này thầy đang chăm chú xem tâm mạch cho Định. Khi Lành đeo lại chiếc túi vải vào cổ của mình, mọi người mới thấy thầy Hai Lý thở phào nhẹ nhõm, đặt tay của Định xuống giường. Thân người của Định hình như không còn gồng cứng và răng cũng không cắn chặt như lúc nãy nữa. Nó tạm ổn rồi, mạch tuy còn yếu nhưng mà đã có lại. Nè Lành, cái túi đó mày muốn đeo thì cứ đeo, còn nếu mà không muốn thì bỏ vô lò than đốt, chứ đừng có dục bậy bạ nghe mày. Dạ, nhưng mà hồi nãy lửa đốt nó không cháy, rồi sao đốt thầy Hai?
Thôi, nhưng mà bây giờ đốt á, ta bảo đảm là nó cháy liền. Nhưng mà thôi, để con giữ lại, mai mốt con trả lại cho anh Định. Cũng được. Thôi bây giờ á, đi ra ngoài nói chuyện đi, để cho nó nghỉ. Thằng Lành với lại con Ba, coi nấu cháo lỏng đổ cho nó đi nha. Bây giờ đổ cháo được rồi đó, để cho nó có sức lại. Thầy ơi, vậy chừng nào ảnh mới tỉnh lại hả thầy hai? Phải coi số mạng của nó như thế nào cái đã. Vậy không phải là thầy nói là thầy đã cứu được ảnh sao? Ở trên đời này đó, có nhiều chuyện mình cũng phải để cho nó theo lẽ tự nhiên thôi. Thôi cứ làm theo lời tao dặn đi. Ông Bảy Thọ đi theo thầy Hai Lý ra ngoài nhà mà bán tính bán nghi trước những chuyện đã xảy ra và cái vẻ úp mở của thầy. Cho nên vừa ngồi xuống ghế, bà Bảy chưa kịp rót nước ra chung thì ông đã lên tiếng hỏi. Mọi chuyện bộ chưa xong hả thầy? Thằng Định nó có qua được không? Thầy làm tôi lo quá. Tôi cũng chỉ đoán thôi. Nè, tôi nói cái này, đừng có cho mấy đứa nó nghe. Trước cái sự chuyện xảy ra đó, thì rõ ràng đó, thằng Định nó yếu tài ấn hơn, cho nên nó không giải được bùa yếm của Mười Tung, mà nó còn bị hành gần chết. Tạm thời bây giờ đó, nó giữ được cái mạng của nó, nhưng mà những ngày sắp tới đó, thiệt tình tôi cũng không biết nó như thế nào. Bởi vì khi mà Mười Tung biết có người tới giải bùa của hắn rồi đó, lẽ đương nhiên nó phải tìm cách tiêu diệt đối thủ của mình chứ. Trời ơi, như vậy phải làm sao đây? Để khuyên can anh Mười không thầy Hai? Tôi nói thiệt, bây giờ tôi không có muốn làm gì nữa hết á. Tôi dẹp luôn mấy chiếc ghe cho rồi. Tôi nói danh rồi, bùa Lỗ Ban đó đã yếm rồi, không thể rút tay lại. Cho nên bây giờ có năn nỉ Mười Tung cũng không được. Anh nghe nó, thằng Chả nói đó, nhận chìm ghe, giết hết những người trên ghe đó. Thì nếu mà nó đã nói như vậy rồi, bây giờ nó rút tay đó, chắc chắn đó, anh sẽ gánh lấy cái hậu quả này. Anh nghĩ đó là nó có chịu hay không? Ông Bảy Thọ hai tay ôm lấy đầu và rên lên một cách tuyệt vọng. Vậy tôi bỏ hết ghe xuồng gì hết, không có buôn bán gì nữa hết được không thầy? Từ qua bây giờ đó, nhà anh đó, có một việc quan trọng mà luôn luôn quên hỏi anh. Vậy chứ mấy đứa đi trên chiếc ghe miền Tây đó, từ cái lúc mà kéo nó lên ụ đó, anh có kêu đứa nào đi giao hồ, giao đồ cho khách hàng không? Ông Bảy dương mắt nhìn thầy Hai Lý và lên tiếng trả lời. Đâu có đâu. Anh chắc không? Nếu mà không đó, thì là may lắm. Còn nếu như có đó, để tôi hỏi lại thằng Trị coi. Tôi không có kêu đứa nào ở trên đó, không biết là nó có kêu hay không. Trị ơi, ra tao biểu cái coi. Dạ, con đây. Cậu hỏi anh Định hả? Con Hạnh nó đút cho ảnh được nửa chén cháo rồi đó. Vậy hả? Nhưng mà tao muốn hỏi mày cái này. Từ cái lúc mà mình kéo cái ghe miền Tây lên ụ á, mày có sai đứa nào trên ghe đi giao hàng gì cho khách không? Dạ đâu có đâu, cậu đâu có kêu con đâu. Thầy Hai Lý mừng ra mặt khi nghe Tị nói như vậy. Nhưng bà Bảy khi nghe ông Bảy kêu thằng Tị thì cũng chạy ra đi theo. Nghe nó trả lời như vậy thì bà xen vào và lên tiếng nhắc. Tị, bộ mày quên thằng Sáu Mẹo rồi hả? Ông Bảy Thọ ngạc nhiên trong lúc thầy Hai Lý nhìn Tị và hỏi. Thằng Sáu Mẹo nào? Con quên. Hôm qua lúc cậu Bảy đang chơi đờn á, thì nó xin phép con về thăm nhà ở Cần Thơ á, bởi vì nó không biết chiếc ghe miền Tây lúc nào mới chạy. Nó nói sẵn đem mấy bao vôi càng long về giao cho dựa số 1 gần bên nhà nó tiện luôn. Con thấy cũng có lý cho nên đồng ý. Rồi con nói cho mợ biết rồi. Nó là bạn ghe của mày ha? Dạ. Ông Bảy Thọ thấy việc làm của Tị cũng đúng, nhưng không hiểu thầy Hai Lý hỏi để làm gì. Như hiểu được suy nghĩ của ông, thầy thở dài nói với Tị. Thôi được rồi, bây giờ mày đi vô đi. Tị vừa khuất sau cánh cửa buồng, thầy Hai ngồi xuống ghế, móc gói thuốc bát tô xanh, lấy một điếu châm lửa rít một hơi.
nhìn ông Bảy Thọ mà lúc này cả hai ông bà đang nhìn thầy, đang chờ thầy nói. Thật sự đó, đâu có phải như anh nói. Anh kéo cái ghe lên rồi anh bỏ, anh không đi buôn bán nữa là xong đâu. Bởi vì nếu mà dễ dàng như vậy đó thì đâu có gì phải lo. Theo cái sự hiểu biết của tôi đó, thì người bị yếm bùa lỗ ban đó mà nếu không giải đó, dù có đi tới đâu hay là trước sau gì đó cũng vẫn bị hại thôi. Tôi nghĩ trong thời gian này đó, anh nên kêu tất cả những người bạn ghe của chiếc ghe miền Tây á, đừng có đi đâu hết trơn á, cứ ở yên đây chờ vài ngày á, coi coi tình hình như thế nào. Thiệt là gia đình tôi đối với anh Mười giống như bát nước đầy, mà sao anh bày cái chi cái trò ác nhân vậy không biết nữa. Hồi sáng đó, trước khi vô đây đó, tôi đã sai thằng Tính tới nhà của anh Trả, nói nhờ anh Trả sửa nhà. Nhưng mà thật ra đó là tôi muốn thăm dò coi anh đang làm cái gì. Thì đó, như anh chị thấy đó, Trả nói Trả bị bệnh, không có tiếp ai hết trơn đó. Nhưng mà tôi chắc chắn là thằng Trả đang tập trung để đối phó với tất cả những người mà tới giải cái bùa mà thằng Trả yếm trên cái game miền Tây. Anh nói thằng Định yếu không bằng thằng Trả cho nên ra nông nổi. Vậy chứ bây giờ mình chờ cái gì đây? Thầy Hai ném cái mẩu thuốc ra sân, trời đang sầm sẩm tối, và lên tiếng nói: Thật ra đó thì chờ cái gì tôi không biết, nhưng mà từ trước tới giờ đó, khi mà gặp cái điều khó khăn đó, tôi giải cái quẻ tiên thiên của tôi đó không bao giờ sai. Cho nên cái quẻ kỳ rồi tôi gieo đó, tôi tin là thằng Định đó không phải vô cớ mà đưa cái túi giải. Tôi nghĩ chắc là cái lá bùa hộ mạng của nó đưa cho thằng Lành, nó kêu đốt. Tôi cũng đang lo cho thằng Sáu Mẹo, bởi vì nó đi giao hàng trong cái lúc này. Tôi sợ sợ sao thầy Hai? Tôi sợ nó đúng vô cái lời yếm đó. Ông Bảy Thọ chỉ kêu lên được một tiếng trời rồi lắc đầu ngao ngán. Trong lúc bà Bảy thì quẹt nước mắt không nói được tiếng gì, khi những sự kiện ngoài cái sự hiểu biết của bà cứ dồn dập xảy đến. Thầy Hai Lý chép miệng nói với họ, mà mắt thầy vẫn nhìn ra sân khi màn đêm đã phủ trùm vạn vật. Nhưng mà thôi, mình có lo quá cũng không làm gì được, bởi vì đó chỉ là suy đoán theo cái sự hiểu biết của tôi thôi. Hơn nữa đó, mọi người đều có phước có phần do ơn trên xếp đặt, chuyện gì đến thì nó tới thôi. Mình cứ chờ coi sao cái đã. Thời gian mới đó mà đã 2 ngày trôi qua. Những sinh hoạt thường nhật trong nhà của ông Bảy không có gì thay đổi, nhưng đâu đó đã có những lời xì xầm về hạnh kiểm của cô Hạnh trong số những người ra vào làm việc nơi nhà ông cũng như ở tại xưởng cưa, bởi vì khi họ thấy sự săn sóc quá đặc biệt của cô dành cho Định. Ông bà tuy có nghe nhưng lúc này không còn lòng dạ nào để cải chính. Riêng cô ba Hạnh không hiểu tại sao khi nghe Lành kể lại lời của thiên hạ bàn tán, cô lại mong ước nó là sự thật. Khi cô nắm bàn tay của Định và ánh mắt thật nồng nàn nhìn anh, dù lúc đó anh đang thiêm thiếp nằm trên giường. Đến tờ mờ sáng ngày thứ ba, khi mọi người tạm vơi đi nỗi lo âu, khi thấy sắc mặt của Định bớt tái, có chút phản ứng với những muỗng cháo của Hạnh hoặc là Lành đút cho anh, thì thầy Hai Lý đang ngủ bên ngoài. Lúc đó đột nhiên nghe tiếng Lành gọi lớn bên trong: Thầy Hai ơi, thầy Hai, anh Định. Thầy Hai Lý và ông bà Bảy lật đật chạy vào, thấy Định đang nằm dưới đất. Lành đang cố sức bồng anh lên, nhưng hình như là anh nặng quá, Lành không thể nào nhấc lên được. Sức trai tráng như Lành mà đỡ Định lên không nổi, quả là một chuyện vô cùng lạ lùng. Vừa thấy thầy Hai Lý, Lành đã lên tiếng nói ngay: Thầy Hai, sao mình mẩy của anh không hỏi mà cứng đờ, mà sao kỳ quá tự nhiên ảnh nặng như là cục đá vậy, con dở lên không được. Thầy Hai Lý ngồi xuống bên Định và lên tiếng nói với Lành: Buông tay nó ra tao coi coi. Rồi thầy đưa vào mạch ở cổ tay Định để bắt mạch. Thầy bỗng tái mặt, bàn tay bắt mạch của thầy run run. Ông Bảy Thọ nhìn một hồi rồi lên tiếng hỏi nhỏ:
sao nó bị vậy nữa vậy thầy hai? Thầy hai không nhìn ông Bảy Thọ bởi vì thầy đang để ý đến những đường gân máu đang nổi lên trên trán và hai bên thái dương của Định, cùng lúc máu tươi ứa ra từ thất khiếu của anh. Thầy nghẹn ngào nói, Nó chết rồi. Chết? Không, không, anh định không thể chết đâu. Thầy hai, tại sao lại như vậy chứ? Hồi hôm nay anh ấy khỏe lại rồi mà thầy. Thầy hai nhìn cô Hạnh lắc đầu định nói cái gì đó, nhưng đột nhiên thầy nghiêm nét mặt và nói, ủa, sao kỳ vậy nè, lạ quá vậy? Ờ, sao vậy thầy hai? Không trả lời ông Bảy, thầy hai Lý lên tiếng nói với Hạnh, đâu bày buông tay nó ra tao coi. Ờ, nắm lại rồi buông ra. Phải vậy chứ. Nhìn ông bà Bảy đang ngơ ngác, thầy lên tiếng nói, trước đây đã tôi có nói với anh chị mà, không có phải vô cớ mà tôi nói con Hạnh là phước tướng. Lúc nãy đó tôi thấy rõ ràng mạch của thằng Định ngưng rồi, vậy mà khi con Hạnh nắm tay nó đó, mạch nó lại nhảy lại, và bây giờ đó người nó dịu lại rõ ràng rồi, thấy không? Nè Lành, đỡ nó lên giường đi, bây giờ nó không có nặng nữa đâu. Lành bán tính bán nghi đến đỡ Định lên và anh reo lên, ô kỳ quá vậy, nãy nặng gần chết con ráng muốn đứt hơi mà sao giờ nhẹ hiều vậy. Ông Bảy Thọ trừng mắt nhìn Lành, nhưng giọng nói của ông không giấu được niềm vui. Ê nè, mày bớt cái miệng mày lại chút mày. Thầy Hai Lý nói với ông Bảy khi thấy Hạnh đang lao máu trên mặt của Định và Lành thì đang xoa dầu trên khắp người của anh. Thôi mình đi ra ngoài để nó nghỉ một chút đi anh. Hai người đi ra ngoài mà tai họ còn loáng thoáng nghe tiếng của Lành hỏi Hạnh, anh Định bệnh kỳ quá vậy chị ba? Nghe tiếng của Lành, thầy Hai Lý sực nhớ đến chuyện gì, thầy quay sang nói với Hạnh, con ba, bây ngồi đây với nó nè, nếu mà nó có xảy ra chuyện gì đó thì cứ chỉ cần nắm chặt tay nó lại thôi. Cầu mong từ bây giờ tới sáng đó không có chuyện gì xảy ra. Hạnh ngước mắt nhìn thầy hai gật đầu mà nước mắt đoan tròng, trong lúc ông Bảy hỏi ngay khi hai người vừa bước ra ngoài trước, thằng Định nó qua được không thầy hai? Sao mà nó lúc này lúc khác? Tôi cũng không biết làm sao. Anh không nhớ cũng vào giờ này mấy hôm trước thằng Định nó đi phá bùa của Mười Tung sao? Sự việc vừa xảy ra đó cho thấy là Mười Tung cũng vào giờ này triệt hạ đối thủ của mình. Nếu lúc nãy con Hạnh nó tới không kịp thì chắc chắn là nó bị bùa của Mười Tung giật chết rồi. Con Hạnh nó chính là phước tướng. Tôi nghĩ trong tạm thời đó bùa của Mười Tung không có phạm vô được. Chỉ có điều là không biết mình kéo dài cái tình trạng này được bao lâu thôi. Như vậy muốn giết thằng Định, Mười Tung phải giết con Hạnh trước sao? Bởi vậy cho nên tôi mới nói với anh là nếu không biết là mình kéo được. Cậu Bảy ơi, cậu Bảy, thức dậy chưa, có người tới kiếm anh Định nè. Trong một thoáng, ông Bảy nghe tiếng kêu và ông nhìn thầy Hai Lý, cả hai đều bước ra mở cửa. Ai kiếm thằng Định? Ông già này lạ quá à, đang đi với thằng Sửu kìa, con chạy về báo cho cậu biết. Rồi tị nói tiếp luôn khi thấy ông Bảy Thọ và thầy Hai Lý nhìn mình. Con không biết ổng tới xưởng cưa nào, tờ mờ sáng con dậy ra làm sao đi tiểu thấy ổng đứng ở cầu tàu. Ổng kêu con, ổng hỏi nhà ông chủ ghe nãy đâu vậy cậu? Con chưa kịp trả lời ổng mới hỏi tiếp, ổng chỉ vô cái ghe miền Tây. Ổng nói mấy hôm trước có một anh thanh niên ảnh xỉu trên cái ghe đó phải không? Rồi giờ ảnh ở đâu? Con biết là ảnh muốn hỏi anh Định cho nên con nói đúng rồi. Rồi con nói cho thằng Sửu hay rồi mới chạy vô đây báo cho cậu biết. Như vậy mình ra ngoài đó gặp ổng đi. Ông Bảy Thọ chưa kịp thì tị nói tiếp khi nhìn về phía cổng. Kìa ổng tới rồi kìa cậu. Bà Bảy Thọ vừa kịp vặn sáng thêm ngọn đèn dầu để trên bàn thì Sửu và ông già lạ mặt đã bước vô đến cửa.
Sửu chưa kịp nói gì cùng ông Bảy Thọ thì cả hai người, ông Bảy Thọ cũng như thầy Hai Lý đã bước ra, như một thói quen khẽ cúi đầu chào ông già. Dạ chào thầy, mời thầy vô nhà. Ông già cười hè hè không khách sáo chút nào. Cảm ơn ngàn. Ông Bảy Thọ và thầy Hai Lý cúi đầu cũng phải, bởi vì ông già này tóc đã bạc hết, chắc là phải ngoài 70, nhưng phong thái thật nhanh nhẹn. Ông mặc bộ đồ bà ba đen, đi giày ba ta trắng, đầu thì bới củ tỏi với chiếc khăn nâu cột qua trán. Đặc biệt là chòm râu của ông vẫn đen nhánh, không bạc. Vừa bước vô nhà, ông đã lên tiếng nói ngay. Mấy ngày nay chắc ông chủ lo dữ ha. Ôi cái thằng nhỏ này thiệt tình nó không biết trời cao đất rộng gì hết. Nghe những lời của ông già, ông bà Bảy Thọ nghĩ chắc là cứu tinh của mình đã đến. Nhưng ông chưa kịp nói gì thì thầy Hai Lý đã kéo ghế mời ông già. Mời thầy ngồi. Hình như thầy đã biết hết mọi chuyện rồi phải không? Ông già nhìn thầy Hai Lý không trả lời ông. Rồi ông nhìn về phía cửa buồng thông vô cái chỗ Định đang nằm. Cái thằng này á, nó không biết trời cao đất rộng là gì hết trơn á. Mai là có thầy giúp cho nó mấy ngày qua, nếu không tôi mạng rồi. Ô mà thôi, một lần cho nó biết sợ. Nè ông chủ, tại thằng nhỏ nó không nên thân, báo hại ông bà mấy ngày hôm nay phải bận tâm lo lắng cho nó. Xin ông bà đừng có phiền nha. Gia đình tôi mang ơn cậu còn không hết, đâu có dám phiền. Nhưng mà cậu không có sao đâu. Ông bà chủ cứ yên tâm. Tôi thắp nhang ngoài bàn thiên ông chủ một chút được không? Dạ ông cứ tự nhiên. Ông già bước đến xá xá mấy cái trước bàn thờ Phật trong nhà ông Bảy Thọ, rồi đốt một cây nhang bước ra cắm vào bát nhang ở ngoài bàn thiên bên hiên nhà. Sau đó ông rút cái móc tay bằng đồng dắt trên củ tỏi cắm ngập vào bát nhang và đột nhiên lên tiếng nạt lớn: "Mau lên!" Mọi người theo dõi hành động của ông, trố mắt không biết ông làm vậy có dụng ý gì. Nhưng mà ông già thản nhiên quay lại xoa tay và mỉm cười. Không rồi. Trong nhất thời những người hiện diện không biết là ông nói xong rồi là nói cái gì. Thì lúc đó đột nhiên có tiếng cô Ba Hạnh vang lên từ trong buồng. Ba ơi, anh Định! Họ quay vào. Lúc này cô Ba hơi khựng lại ở cửa buồng khi nhìn thấy ông già. Thầy Hai Lý lên tiếng hỏi. Con Ba, nó lại có chuyện hả? Dạ không, ảnh... con nhỏ này khá nha. Sao nào thằng kia nó không liều mạng chứ? Nó sao rồi? Dạ ảnh... Lúc này cô chưa được nói thêm tiếng nào thì Định bước ra. Hình như anh không có vẻ gì đau ốm hết. Anh đến trước mặt ông già quỳ thụp xuống và lên tiếng. Dạ con cảm ơn tổ sư cứu mạng cho con. Thằng nhỏ mày nghe, thiệt tình đó. Tại sao biết sức mình kham không nổi mà vẫn nhắm mắt làm? Nếu tao về không kịp sao mày? Dạ con biết sư tổ đâu có bỏ con, bởi vì con làm theo những gì mà sư tổ dạy con mà. Tao chịu thua mày luôn á. Biết bao nhiêu năm rồi tao tưởng được yên thân để mà tu luyện, ơi không ngờ cũng không thoát được cái dòng ân oán. Dạ nhưng mà sư tổ đâu có đành lòng nhìn những người lương thiện bị hại đâu. Thôi được thôi thì cứ để xuôi theo tự nhiên đi. Đứng dậy nè, đứng dậy đi. Lúc này Định đứng dậy đưa mắt nhìn ông bà Bảy Thọ và lên tiếng nói. Dạ thưa chú, thưa thím, đây là sư tổ của con. Người ta hay gọi sư tổ là Hiệp Ẩn. Từ lâu đó sư tổ đã lánh về trên Thất Sơn, nhưng mà hôm nay tại vì con cho nên sư tổ phải xuống núi. Ông bà Bảy Thọ, thầy Hai Lý
Dù đã đoán được ít nhiều sự liên quan giữa ông già và Định, nhưng được nghe chính Định giới thiệu, họ như trút đi được gánh nặng ám ảnh những ngày qua, vì họ tin chắc rằng sư tổ của Định sẽ dễ dàng giải được bùa yếm của Mười Tung. Họ nhìn nhau và thầy Hải Lý một lần nữa thấy vui trong lòng, bởi vì quẻ tiên thiên của thầy bối quả không sai. Ông già hiệp ẩn quay sang ông bà Bảy Thọ và lên tiếng nói: Có mấy lời muốn hỏi ông bà chủ nhà. Xin trả lời thành thật nghe, đừng có nói dối sẽ mang tội với trời đất. Xin sư tổ cứ hỏi, vợ chồng tôi sẽ không dối nửa lời. Chiếc ghe của ông bà bị người ta ếm, ông bà biết cái người ếm không? Dạ biết. Như vậy ông bà có thù oán hay là làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người đó không? Dạ, thật sự thì gia đình của tôi đối với ảnh như bát nước đầy. Hơn nữa tôi với ảnh là bạn chơi đờn ca lâu ngày rồi. Tôi nghĩ tôi đâu có làm cái gì có lỗi với ảnh. Ông bà có muốn trừng phạt người đó không? Có muốn trả thù người đó hay không? Bà Bảy Thọ nghe nói thì hòa lên khóc, trong lúc ông Bảy cũng ướt nước mắt nói: Dạ, gia đình tôi cầu xin thầy giải dùm cái nạn này. Dạ thôi thì tha thứ cho người ta đi, có cái gì đâu mà thù với quán. Ông già hiệp ẩn nghe nói thì thở dài. Ông nhìn ra sân, gió ban mai thổi nhẹ nhẹ, tiếng gà gáy dồn dập xa xa, hòa trong tiếng lào xào của những bạn hàng xuôi về nhóm chợ. Trời đã bắt đầu hừng sáng. Quay lại mọi người đang ở trong nhà, ông già hiệp ẩn nói chậm rãi từng tiếng một: Ông bà chủ nhà quá là người nhân đức. Như vậy ngay từ bây giờ, mọi chuyện của ông bà đối với người kia coi như sẽ bắt đầu chấm dứt. Chuyện gì xảy ra sau này hai ông bà sẽ không còn trách nhiệm gì, vì đó là luật nhân quả mà thôi. Thưa thầy, vừa rồi có một người bạn ghe của chiếc ghe miền Tây đi giao hàng cho khách ở Cần Thơ, không biết ảnh có xảy ra chuyện gì hay không? Mọi người nghe nói thì chợt nhớ đến Sáu Mẹo, cho nên đưa mắt nhìn ông già hiệp ẩn, lành từ nãy giờ đứng lặng im với những sự việc xảy ra mấy ngày nay trên mình của Định. Tâm hồn lương thiện của anh nhất thời không khỏi bàng hoàng khi nghe Hạnh kề tai vắn tắt kể cho anh về đầu đuôi câu chuyện. Lúc này lành đột nhiên chạy ra quỳ xuống trước mặt ông già hiệp ẩn và nói: Dạ xin sư tổ tội nghiệp cứu giùm anh Mẹo đi. Mọi người trố mắt nhìn, tuy biết thường ngày lành và Sáu Mẹo là bạn rượu thân thiết, nhưng sự việc chưa biết thế nào thì tại sao lành lại nói cứu? Ông già hiệp ẩn nhìn lành gật gù và lẩm bẩm: Hèn gì ha. Nói xong ông chồm tới, đưa tay vào ngực áo của lành, gỡ chiếc túi vải hình tam giác của Định mà lành vẫn còn đeo bên trong. Nắm chiếc túi trong tay, ông già hiệp ẩn hết nhìn Định rồi nhìn lành và lên tiếng nói: Thằng nhóc mày đúng là cũng có con mắt quá hen. Mày giao cái mạng của mày cho thằng này. Hèn gì, nè, trả cho mày nè. Ông hiệp ẩn mở bàn tay đưa ra trước mặt Định, mà lúc này đang đứng gần bên Hạnh. Định mừng rỡ chạy đến trong lúc mọi người tròn mắt kinh ngạc. Chiếc túi vải này mấy hôm trước bị đốt đã biến thành màu đen, nhưng bây giờ dưới ánh đèn đã ánh lên màu đỏ thẫm. Đeo lại chiếc túi vào cổ, Định lắp bắp chắp tay cúi sát đầu: Dạ, con cảm ơn sư tổ. Cảm ơn sư tổ. Tao thấy cái người mày xin cứu đó đó, hiện giờ đó chắc là giữ nhiều lành ít rồi. Nhưng mà thôi, cứ thử đi, còn nước còn tát. Nè, đứng dậy, đem một cái chung rượu lại đây. Cầm chung rượu do lành hai tay kính cẩn mang lại, ông già hiệp ẩn bước đến trước cửa, hắt mạnh ra sân. Xong ông quay lại nói với ông bà Bảy Thọ:
Ông bà chủ nhà cứ ở nhà chờ nghe. Khoảng chừng tàn cây nhang sẽ có người tới báo tin về cái anh bạn ghe gì đó. Hy vọng là mình không có quá trễ. Bây giờ cũng tới giờ rồi. Mọi người hiểu ngay là ông già Hiệp Ẩn muốn nói gì, cho nên đều có ý muốn đi theo ra ụ ga. Nhưng mà ông Hiệp Ẩn lắc đầu và nói: không có cần đi ra ngoài đó nhiều lắm đâu. Nè, cả mày nữa, lần này khỏi đi với tao nghe Định. Bởi vì lỡ ra ngoài có chuyện gì, tao khó ăn nói với con nhỏ này lắm. Ông buông lửng lời, trong lúc Hạnh xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Với một niềm vui đang rộn rã trong lòng, ông Hiệp Ẩn quay sang nói với thầy Hai Lý: Thầy có hứng thú không? Nếu có đó, thầy với thằng nhỏ này đi với tôi đủ rồi. Ông vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng của Lành. Lành nghe nói như vậy thì lắp bắp: Dạ sư tổ, con. Ông Bảy Thọ biết Định muốn đi theo và ông cũng như vậy, cho nên ông cũng lên tiếng nói: Dạ thưa thầy, tôi thiệt cũng muốn đi coi nó làm sao. Con nghĩ những chuyện tới đây ông chủ nhà không nên thấy thì nó tốt hơn, để khỏi bị ám ảnh về sau. Và ông cũng đừng nghĩ là ông mang ơn tôi, bởi vì chuyện mà tôi làm chỉ là theo lẽ tự nhiên mà thôi. Mọi chuyện ở trên đời đều có hai mặt, tốt và xấu, thì bùa lỗ ban nó cũng không có ngoại lệ. Quan trọng nhất là cái tâm của người sử dụng nó. Thôi bây giờ mình đi để trễ. Ê thằng nhỏ, nhớ hỏi ông chủ mượn cho tao một cái chảo, một lít dầu phộng, một ông lò với lại ít củi nha. Tao với lại thầy Hai ra ngoài đó trước xong rồi nhớ ra liền nha. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của thầy Lý cùng với tổ sư Hiệp Ẩn và Lành đi ra chiếc ghe để giải bùa. Trời lúc này cũng đã hừng đông, chợ Xoài Hộp thật đông đúc, người mua kẻ bán, xe ngựa, xe lôi tấp nập ngược xuôi chất hàng lên để kịp đưa ra lộ trong lúc chuyển xe lên Sài Gòn. Không ai để ý đến ông già Hiệp Ẩn cũng như thầy Hai Lý đang trên đường đi về chiếc ụ ghe. Bước chậm lại để thầy Hai tiến lên ngang với mình, ông già Hiệp Ẩn cười cười và lên tiếng hỏi: Thầy Hai, thầy cũng biết bồ lỗ bàn ha? Dạ thưa không, chỉ là ngày xưa lúc mà học thuốc đó, thì ông thầy tôi cũng có dạy cho biết mấy cái cách thông thường để tạm thời cứu mạng cho người bị hại. Đây là lần đầu tiên tôi thử thôi. Cái người yếm bùa cái ghe kia đó, tâm địa đó thiệt là dữ lắm. Vẫn biết là bị bắt buộc phải làm, nhưng mà đâu có cần làm tận tiệt giống như vậy. Dạ thưa tổ sư, tại sao là bắt buộc phải làm chuyện ác đức như vậy chứ? Bởi vì hắn muốn học bùa, muốn mau thành để sử dụng, cho nên khi dùng phải trả giá, phải yếm người ta. Nếu không đó, chính bản thân mình phải chịu hậu quả, bởi vì cái lỗ quỷ đó đâu có làm chuyện không công. Thầy Hai Lý tròn mắt nhìn ông già Hiệp Ẩn lại lắc lắc cái đầu và nói: Thầy cũng biết mà, sử dụng bùa chú tức là sai những người khuất mài khuất mặt làm cái chuyện mình muốn. Mà cái thành phần này nó cũng có cái thứ bậc của nó, cho nên tùy theo cái tâm tính với thời gian tu luyện mà cái người luyện bùa đó có thể sai khiến được cỡ cái mức nào. Như vậy chiếc ghe miền Tây cái người này cũng dày công tu luyện, nhưng mà lòng dạ thì lại không lương thiện, đố kỵ, dị kỷ, cho nên
thành đạt không có ban bao nhiêu. Cũng tiếc quá. Như vậy thầy cũng biết rồi. Làm cái gì đó cũng phải có cái giá trả của nó. Đến đây thì ông già Hiệp Ẩn bỏ lửng câu nói, bởi vì mọi người đã đến ụ ghe và không biết từ bao giờ thằng Lành đã quẩy hai cái thúng nhỏ ở trong đụng đựng tất cả những vật dụng mà ông Hiệp Ẩn dặn nó đi đằng sau. Ba người trèo lên chiếc ghe miền Tây thì mặt trời đỏ hồng vừa nhô lên trên rặng cây bờ kia của con kinh thầy Tùng. Ông Hiệp Ẩn nhìn Lành và lên tiếng nói: Thằng nhỏ, coi nhóm lửa, rồi đổ dầu phộng vô cái chảo bắt lên nấu, rồi tới đây. Rồi ta kêu cái gì làm cái nấy nghe. Thầy Hai Lý thấy thái độ của ông già thật thản nhiên, hình như bùa yếm của Mười Tung dưới mắt của ông không ra gì cả. Ngọn lửa trong lò bùng lên thật nhanh. Lành bắt chiếc chảo nhôm lên và đổ dầu phộng vào. Ông Hiệp Ẩn có vẻ hài lòng nói: Nhỏ khá nghe. Nếu người có tâm địa không có lương thiện đó, không có dễ gì nhóm lửa nhanh như vậy đâu. Thôi được rồi, tới đây xè cái bàn tay mặt của mày ra đây. Thầy Hai Lý trố mắt nhìn ngạc nhiên khi thấy ông Hiệp Ẩn rút trên cái cây móc tay bằng đồng vẽ mấy vòng tròn trên bàn tay của Lành. Ông nhớ cây móc tay này lúc nãy ông Hiệp Ẩn đã cắm vào bát nhang nơi bàn thiên nhà ông Bảy. Không lẽ ông có tới hai cây? Tuy thắc mắc, nhưng thầy cũng cúi xuống, định đẩy mấy khúc củi đang cháy vào lò vì chúng nhỏng lên, muốn rớt ra. Nhưng không hiểu tại sao thầy lại không làm. Ông Hiệp Ẩn nhìn thầy hai và nói: Đúng đó, thầy đừng có đụng vô, để thằng nhỏ này nó làm. Nè, mà nhỏ mày đẩy mấy cái khúc củi vô, rồi tới trước mũi ghe, ngay cái cây đà lớn đo từ trên xuống hai gang tay, rồi dùng cái bàn tay này nè vỗ mạnh vô, gặp cái gì thì cũng dùng bàn tay này, nhớ chỉ dùng cái tay này thôi nghe, rồi cầm lấy nó đem lại đây, nhớ chưa? Lành dạ một tiếng, cúi xuống đẩy mấy thanh củi vào lò. Ngọn lửa lại bùng lên và dầu trong chảo bắt đầu có bọt ở dưới đáy. Anh bỏ thêm hai cây củi vào nữa rồi đứng lên đi về phía mũi của chiếc ghe miền Tây. Không biết vì quá tin tưởng vào ông Hiệp Ẩn hay là vì lòng hiếu kỳ đã lấn lướt hết mọi suy nghĩ của Lành, anh thực hiện lời của ông thật gọn và trơn tru, trong lúc thầy Hai Lý thấy thần kinh của mình căng thẳng, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời của thầy được chứng kiến cảnh giải bùa lỗ ban. Lành vỗ mạnh bàn tay của mình vào vị trí đo từ mũi ghe xuống hai gang trên cây đà chính. Sau một tiếng bóp giòn tan, một miếng gỗ hình chữ nhật dài chừng nửa gang, ngang chừng phần tư gang, dày hơn một lóng tay bật ra. Miếng gỗ này dùng đậy một cái hốc nhỏ được đục thật khéo trên cây đà, mà với cấu trúc của nó, những thợ mộc non tay không thể nào làm được, bởi vì mắt thường không nhìn ra. Cái vật mà Lành cầm trên tay đem lại cho ông Hiệp Ẩn là một hình nhân bằng gỗ to cỡ ngón tay cái, được khắc thật khéo, có đầy đủ mắt mũi tay chân đã được giấu trong cái hốc nhỏ đó. Thầy Hai Lý trợn mắt nhìn hình nhân trên tay của Lành, trong lúc ông Hiệp Ẩn dùng ngón tay trỏ của mình với chiếc móng dài cắt nhọn như mũi viết điểm vào giữa tam tinh của hình nhân, rồi mới lên tiếng nói với Lành: Bỏ nó vô chảo dầu đi. Như cái máy, Lành buông hình nhân vào chảo dầu, mà lúc này chảo dầu đang sôi sùng sục. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ nãy giờ, nhưng thầy Hai Lý cũng thấy nổi gai ốc khi đột nhiên thầy nghe trong không gian có tiếng rên xiết thật não nùng, và trong cái chảo dầu, cái hình nhân hình như nó đang bơi một cách tuyệt vọng. Sau khi nổi lên chìm xuống vài lần, cái hình nhân bằng gỗ trăng trắng đã dần dần chuyển sang màu đen, chìm hẳn xuống đáy chảo, dù dầu vẫn đang tiếp tục sôi. Ông Hiệp Ẩn thở dài lên tiếng nói với Lành: Xong rồi, thu dọn mọi thứ cùng với thầy hai về đi. Cái hình nhân đó thì đào đất chôn, rồi đổ dầu trong chảo lên. Cũng đừng cho ai biết nghe, không có lợi gì đâu. Thưa sư tổ, bộ sư tổ không trở lại nhà cậu Bảy hả? Về làm cái gì? Nè nhỏ, ta thấy mày cũng có chút duyên với tao. Thôi vậy đi, hai tháng sau
tới Thất Sơn tìm tao, tao đợi trên đó. Nhưng mà Thất Sơn rộng mênh mông, con biết sư tổ đâu mà tìm. Yên chí đi, cứ tới đó là sẽ tìm ra. Lúc này ông quay sang thầy Hai Lý nói tiếp. Tôi biết hiện giờ thầy đang nghĩ cái gì trong lòng, nhưng mà thầy biết mà, trò chơi nào cũng đều có cái giá của nó. Người ta đặt cuộc như thế nào thì sẽ nhận kết quả như vậy thôi. Cái đó là tại họ, chứ cũng không phải tại mình. Thôi, thầy cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Dạ, sư tổ, 2 tháng sau nhất định con xuống Thất Sơn tìm ông. Về nói với thằng Định á. Như vậy mới xứng đáng là học trò của tao. Thôi, tao phải đi về cho kịp Châu Đốc rồi cho có chút chuyện. Nè, thầy Hai về mạnh khỏe nghe. Có dịp mình nhậu một bữa cho vui. Thôi, tôi đi nghe. Dạ, xin kính chào sư tổ. Thầy Hai bùi ngùi nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của ông già hiệp ẩn. Thoát một cái mà ông đã trèo xuống ụ ghe và hòa thật nhanh vào dòng người đông đúc buổi sáng. Sau khi hoàn tất công việc đào đất chôn cái hình nhân dưới ụ ghe, thầy Hai và Lành thu dọn đồ đạc để về nhà ông Bảy Thọ, và thầy nhìn thấy rõ Lành đã đổ hết chảo dầu còn ấm lên cái chỗ đất đào giống như ông già hiệp ẩn dặn. Lành quẩy đồ cùng thầy Hai chưa ra đến cổng của xương cưa đã thấy Sửu và Tị vừa thở vừa chạy vào. Thầy Hai chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cả hai đã hào hển. Trời ơi, cái gì lạ kỳ cục quá thầy Hai ơi. Cái gì mà anh Tị, chuyện gì nữa vậy? Mày hỏi thằng Sửu kìa, mệt quá. Thầy Hai Lý nhìn Sửu có lúc này cũng đã quá mệt cho nên ngồi phịch xuống đất. Chuyện gì vậy, nói tao nghe coi. Thầy Hai coi kìa, từ cái cổng xưởng cưa vô đây không biết nó gần xịt à, mà sao con với thằng Tị chạy muốn chết rồi không tới. Đúng đó thầy Hai, tụi con nhìn thấy cái ụ ghe rõ ràng mà sao cứ chạy hoài không tới. Hai đứa mày bộ giả ngộ với tao sao chứ, làm gì có chuyện vậy? Tụi con cũng đâu biết đâu, lúc đầu đi không để ý nhưng mà sao đi hoài không tới. Tức quá tụi con mới cắm đầu chạy, nhưng mà kỳ quá. Còn thấy thầy Hai với lại Lành còn trước đó mà cứ chạy hoài không tới. Trước đó đâu có thấy ai mà cái ụ ghe giống như thụt lui, như giống như tụi con chạy tới vậy. Nhưng mà đâu có, tụi con vẫn nói chuyện với nhau như thường mà. Thầy Hai chợt lên tiếng hỏi Sử và Tị. Vì nãy giờ tụi bay có thấy ai từ trong này đi ra không? Đâu có ai, ngoài thầy Hai với thằng Lành đâu có thấy ai nữa đâu. Như vậy Sử và Tị không thấy ông già hiệp ẩn lúc ông đi ra đường. Thầy Hai và Lý đã hiểu và biết chắc việc này do ông hiệp ẩn làm, bởi vì ông không muốn cho bất cứ ai vào ụ ghe, cho nên thầy đổi giọng. Thôi được rồi, mà hai đứa bay ra đây làm gì? Dạ cậu bảy. Thầy Hai Lý không để cho Tị nói hết câu, vì thầy cũng đã thấy mọi người lục tục đi vào xưởng cưa bắt đầu làm việc cho ngày mới. Thôi khoan nói đã, vừa đi vừa nói chuyện đừng có để người ta nghe. Vừa đi được mấy bước, thằng Tị như sực nhớ ra và nói, thầy Hai, còn ông tổ sư gia của anh Định đâu rồi, nãy giờ con không thấy. Hai đứa bay lo chạy hụt hơi. Ổng đi ngang qua mặt mà tụi bay nhắm mắt nhắm mũi cho nên không thấy ổng, ổng đi về rồi. Anh Định thiệt hay nghe. Thằng Định hay cái gì? Khi mà cậu Bảy kêu tụi con đi ra ụ ghe coi có giúp gì được không á, ảnh nói tổ sư đã không cho đi thì có đi cũng vô ích thôi. Ảnh nói ảnh cũng nóng ruột lắm, bởi vì ảnh biết là tổ sư sẽ không có quay lại nữa. Thiệt là ảnh đoán đúng bon à. Sửu chấm dứt câu bằng nụ cười thật hiền lành. Lành chợt quay qua Tị và hỏi, Mình có tin gì của anh Sáu Mẹo chưa vậy? Trời ơi, nãy giờ mệt quá quên nói cho mày biết. Ơi, cái thằng bạn già của mày á, thiệt là phúc ba đời á, mới không theo Hà Bá kỳ này á. Vợ nó đang ngồi khóc bù lu bù lo cậu Bảy, trong nhà cậu Bảy á, về lo cúng tổ tạ ơn giùm thằng bạn già đi em. Mày nói rõ rõ một chút không? Cái thằng nói không đầu không đuôi gì hết trơn vậy. Thầy Hai với tổ sư cùng thằng Lành vừa đi ra khỏi nhà cậu Bảy chút xíu á, thì vợ thằng Sáu Mẹo từ Cần Thơ lên báo á, đêm đó nó với mấy người bạn chèo xuồng ra Cồn Ổi nhậu tới khuya đó, cả đám say mềm ngủ lại, chỉ con mình thằng Sáu Mẹo tại Lành nhất địch đòi chèo xuồng về, ai cản cũng không được đó. Không biết nó chèo kiểu nào mà mấy cái ghe lưới gần cầu đúc á, thấy nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước,
trời ơi, người ta mới vớt lên. Cũng may á, gần đó cái đội tuần gian cho nên người ta mới lấy cano đưa nó vô bệnh viện. May phước là còn cứu kịp, chỉ còn thiếu chút nữa là coi như là chết rồi. Nó còn sống là hên rồi, tao cần gì hối thêm nữa. Vậy có phải là tổ sư gia đã cứu mạng cho anh Sáu Mẹo không thầy hai? Làm sao tao biết, nhưng mà nếu mà mày nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Thầy hai trả lời lành, mà bên tai của thầy hình như vẫn còn văng vẳng lời của ông Hiệp Ẩn lúc ông đổ chung rượu ra ngoài sân và lẩm bẩm cái câu tôi hy vọng là mình không quá trễ. Và cả bốn người họ mỗi người theo đuổi một cảm nghĩ, nhưng tụ chung vẫn là nỗi vui mừng sau khi đã cất đi được cái gánh nặng ám ảnh theo từng sự hiểu biết của họ trong mấy ngày vừa qua. Chú Ba Lành kể đến đây thì ngưng lại. Ông bưng chung trà thơm còn bốc khói do hấu rót ra uống một ngụm, từ từ vấn thêm điếu thuốc rê, mồi lửa rít một hơi, đôi mắt nhìn ra trước sân nhà thoáng một chút buồn. Tôi không dằn được nữa cho nên buộc miệng hỏi. Cái chuyện mà chú Hai Sửu với lại Tị gặp đó, có phải giống như là tụi cháu gặp hồi chiều không vậy chú? Không sai, và cũng là chữ bùa đầu tiên mà sư tổ truyền thụ cho tao. Dầu đã đoán được chú Ba Lành chính là người lực điền tên Lành trong câu chuyện nhà ông Bảy Thọ, nhưng tôi cũng hỏi theo một phản xạ tự nhiên. Như vậy chú Ba chính là anh Lành ở trong câu chuyện phải không? Vậy chứ mày nghĩ tao là ai? Nhưng mà sao chú lại thứ ba, anh Lành có một mình à? Còn ông Mười Tung gì đó kết cục ra sao hả chú Ba? Rồi gia đình ông Bảy Thọ, anh Định với lại cô gì đó? Cô Ba Hạnh như thế nào hả chú Ba? Đúng rồi, cô Ba Hạnh. Không lẽ tổ sư Hiệp Ẩn lại dắt trên cụ tội tới hai cái móc tay sao chú Ba? Trước những câu hỏi dồn dập của cả đám trẻ chúng tôi, chú Ba vẫn thản nhiên, vì chú biết thế nào chúng tôi cũng sẽ hỏi như vậy. Nhưng vừa nghe thắc mắc của Chiến, chú Ba Lành cười lớn và nói. Ai nói với mày vậy? Không ngờ mày cũng tò mò quá ha. Lúc đó là ta cũng nghĩ giống vậy như mày, cho nên về tới nhà ta chạy lại cái chỗ bắt nhang ở bàn thiên á. Cây móc tay đâu có ở đó đâu. Tao với thầy hai ngạc nhiên, bởi vì thấy rõ là ông cắm vô chỗ đó là ông đâu có lấy lại. Không biết tại sao nó quay về cái cổ tội của ông đi chứ. Sau này theo ông ta mới biết, cái móc tay đó là cái lệnh phù để vẽ bùa sai khiến người ta làm việc. Khi mà làm xong đó, họ sẽ mang trả về chỗ cũ, và cái lệnh phù này sẽ tùy theo đối tượng mình sai khiến mà sử dụng một trong ngũ hành. Ngũ hành là gì vậy chú Ba? Là kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi thấy mặt của chúng tôi ngơ ra, chú Ba nếu biết là nếu mà nói thêm nữa chắc không bao giờ kết thúc được câu chuyện, cho nên chú nói khỏa lấp. Ô mà tụi bay biết nhiêu đó đủ rồi, hỏi thêm tao cũng chịu thua luôn. Thôi chú Ba kể chuyện tụi cháu nghe khúc chót đi. Cái ông Mười Tung sao vậy chú? Rồi sau đó ổng bị gì không? Bập bập điếu thuốc rê cầm lên hai ngón tay cái và trỏ, chú Ba nhìn theo làn khói thuốc tan từ từ trong bóng đêm. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Tao nghĩ suốt đời ta không bao giờ quên được. Trở lại câu chuyện trong nhà của ông Bảy Thọ, đêm đó coi như mọi chuyện đã im xuôi. Thầy Hai Lý nhất định từ giả để về, mặc dù ông bà Bảy Thọ mời thầy ở lại dùng cơm vì cô Ba Hạnh đã bắt mấy con vịt làm thịt rồi. Nhưng thầy chưa bước được tới cửa thì đã nghe tiếng của thằng Hoành, con của Mười Tung, đang ơi ới gọi thầy ngoài cổng. Được đưa vào nhà, thằng Hoành khóc nức nở và mời thầy Hai đến nhà của nó ngay để cứu giùm ba nó, mà theo lời nó thì không biết ba của nó bị bệnh gì nữa. Thầy Hai Lý ngoắc tay đi theo đến nhà Mười Tung, thằng Lành cũng đi theo. Trong căn buồng lờ mờ, dù bên ngoài đã hơi trưa, Mười Tung đang nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, mà theo lời Hoành thì anh em hắn đã đỡ Mười Tung lên giường, chứ lúc đầu thì ông ta nằm ở dưới đất.
bác Mười Gái thì đang khóc nức nở bên cạnh. Một cái trang thờ nho nhỏ đặt trên chiếc tủ gõ đâu với mặt giường, mà hai tấm màn đỏ che trước trang hình như đã bị cháy xém và còn phản phất mùi dầu phộng. Thầy Hai Lý đến bên Mười Tung, trong lúc thầy Hai cúi xuống kéo tay áo Mười Tung lên để xem mạch, mọi người thiếu điều muốn rú lên khi thấy lớp da trên cánh tay của Mười Tung đã bị tuột đỏ hỏm giống như bị phỏng dầu sôi, nhưng bàn tay thì nắm chặt lại một cách bình thường. Thầy Hai mở khuy áo Mười Tung ra thì thấy khắp người của Mười Tung đều bị phỏng giống như vậy, và mạch của ông ta đã ngưng từ bao giờ. Mười Tung đã chết. Bác Mười Tung khóc kêu gào thảm thiết trong lúc anh em thằng Hoành, thằng Đực Lì lại nghĩ là cha của tụi nó chưa chết vì một bệnh truyền nhiễm gì đó, cho nên năn nỉ yêu cầu thầy Hai giấu giùm, đừng cho chòm xóm biết cái hiện tượng này vì sợ chính quyền đưa xác Mười Tung đi giảo nghiệm. Dĩ nhiên là thầy Hai đồng ý với cái đề nghị này. Trên đường đi về nhà, Lành lên tiếng hỏi thầy Hai. Thầy Hai nghĩ có phải bác Mười Tung chết vì phản tác dụng của bùa lỗ ban không? Hồi nãy mày có thấy cái gì trong bàn tay nắm lại của Mười Tung không? Ổng nắm lại làm sao con biết? Trong đó có một cái hình nhân đã cháy đen giống như cái mà mày bỏ vô chảo dầu đem chôn đó. Ôi, thôi, tao về luôn nghe. Mày á, nhớ cũng đừng bao giờ đem cái chuyện này nói cho ai biết, để tránh hận thù vô lối. Mai mốt á, nếu có gặp sư tổ, cho tao gửi lời thăm ổng nha. Kể xong đoạn cuối của câu chuyện, chú Ba Lành chợt thấp giọng nhìn tôi và lên tiếng nói. Và hôm nay á, tụi bay cũng là những người đầu tiên nghe tao kể về cái chết của Mười Tung. Vậy mấy anh con trai của ông Mười Tung bây giờ làm sao? Chú Ba có biết không? Nghe nói là tụi nó đi theo phía bên kia khi mà cuộc chiến sôi động trở lại, và chắc cũng không còn đâu, bởi vì sau 75 không thấy tụi nó trở về nữa. Còn cô Ba Hạnh thì sao hả chú Ba? Chú Ba Lành không trả lời cô Tư Én mà mỉm cười nhìn Chiến và nói. Hồi nãy mày có hỏi tao sao con mình mà lại thứ ba chứ gì? Nè, không nói thì tụi bay cũng biết là cô Ba Hạnh cổ thương anh Định rồi. Nhưng mà sau khi nghe cậu M7 ngỏ lời về gia thế và muốn chọn anh làm rể, anh đã nói thiệt là khi mà theo sư tổ Hiệp Ẩn học bùa đó, anh có hứa là sẽ không lập gia đình, để thân thể trong sạch luyện những cái chữ bùa ở cấp cao. Nhưng sao vậy chú Ba? Rồi, tụi bay thiệt tình từ từ làm cái gì mà hối dữ vậy? Nhưng mà sư tổ cho ảnh 2 năm để quyết định, và cái thời hạn này khi xong chuyện Mười Tung thì còn 2 tháng nữa mới hết hạn. Hèn gì sư tổ hẹn chú Ba 2 tháng sau gặp tại Thác Sơn, sao trùng hợp vậy? Mày nghe chuyện cũng nhớ dài dữ hen. Đúng, khi đó đó vừa nghe anh Định nói vậy á, ta mới nói cho anh biết là tổ sư gia nói có duyên với tao, hẹn 2 tháng sau tới Thất Sơn gặp ông. Nghe tao nói xong á, anh Định anh ngăn lại, anh nói không được, không có đi gặp tổ sư được đâu. Mọi người mới ngạc nhiên trong lúc tao hỏi ảnh là sao không được. Tổ sư dặn rồi mà, ổng còn nói là anh làm như vậy mới xứng đáng là học trò của tổ sư. Anh Định anh mới lắc đầu, anh mới nói đó là theo môn pháp thì tổ sư chỉ được nhận duy nhất một người đệ tử mà thôi. Nếu mà ổng nhận chú có nghĩa là ổng phải đuổi anh Định, nhưng mà chú còn trách nhiệm với gia tộc, sao mà không lập gia đình được chứ. Lúc đó rồi tao nghe tao cũng ngẩn người ra. Tao mới hỏi gì mà không lập gia đình, chuyện đó ăn thua gì tới cái chuyện mà gặp tổ sư. Anh Định ảnh mới nói là chú Lành chú không biết đâu, bùa lỗ ban tùy theo tâm tính của mình sẽ được truyền thụ ở cái cấp độ nào. Tổ sư không bao giờ truyền cho ai những cái chữ bùa tiếp cận với quỷ, bởi vì theo lời ổng những cái chữ bùa này chỉ dùng để hại người mà thôi. Mà nếu đã nhận những cái chữ bùa tiếp cận với thần
thì bắt buộc phải chấp nhận cuộc sống độc thân. Tôi cũng không hiểu tại sao như vậy, bởi vì tổ sư không có giải thích, cho nên tôi không muốn chú dướng vô. Lúc đó đó tao mới nói với anh Định, tao nói vậy anh sao? Rồi anh mới nói ảnh là cô nhi, suốt đời này đâu có ai thèm cưới một người nghèo mạt như ảnh, cho nên đâu có sao. Ảnh nói vừa dứt câu á thì tiếng của cô ba nói sao anh nghĩ như vậy? Từ nãy giờ đó cô ngồi im trong góc nhà, mắt đỏ que khi mà nghe anh Định có cái ý từ chối cái lời hứa gả của cha mẹ. Nhưng mà khi mà nghe ảnh giải bài lý do đó, cô dằn không được mới lên tiếng. Rồi sau đó đó cúi mặt buồn lắm. Có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy á, tao mới hiểu là tại sao sư tổ chọn tao. Tao mới nói thôi bây giờ anh Định anh cứ yên tâm đi, tôi nghĩ sư tổ có lý của ổng khi mà ổng chọn tôi, bởi vì tôi cũng là cô nhi giống như anh. Cái công lao nuôi dưỡng của cậu mợ bảy, rồi tình thương yêu đùm bọc của chị ba đó, hãy cho tôi làm cái gì đó để báo đáp. Biết đâu những gì xảy ra sau này lại tốt đẹp hơn những cái gì mình nghĩ hôm nay. Anh Định anh muốn từ chối nhưng mà tao gạt ngang, tao không cho nữa. Tao nói không có nhân nhị gì hết trơn đó. Cái chuyện cái chuyện anh hứa dạy đờn cho tôi thì chừng nào bắt đầu? Anh Định ảnh cảm động quá, ảnh mới nắm lấy tài trào, ảnh mới nói là không biết lấy cái gì để cảm tạ ơn chú, nếu mà chú không chê. Rồi ảnh mới quỳ xuống trước mặt cậu mợ bảy, ảnh nói là xin chú thím cho phép con nhận lành làm em của mình, và suốt cuộc đời này con nguyện có trời đất là thương chú ấy như tình thâm quyết nhục. Cậu mợ bảy với lại tao nghe nói như vậy cũng bất ngờ, tao thì cảm động lắm. Vậy tụi bay đã biết vì sao mà tao lại mang thứ ba rồi chứ gì, phải không? Dạ, nhưng mà tới giờ chú ba vẫn chưa nói là cô ba Hạnh sau này ra sao. Thì dĩ nhiên là hai người đó làm đám cưới, sống hạnh phúc bên nhau chứ có cái gì đâu mà hỏi. Vậy mấy cái chữ bùa mà anh Định luyện thì sao? Sau này khi theo sư tổ đó, ông nói là ông biết là hai người này đã có duyên với nhau, cho nên khi mà trả lại cái túi bùa hộ mạng cho anh Định lúc mà cứu ảnh đó, ông đã giải căn cho ảnh hết rồi, cho nên ảnh có thể lập gia đình và không còn sử dụng bùa chú được nữa. Chú Ba Lành nói đến đây đột nhiên đứng dậy, bước đến cái tủ duy nhất trong nhà, lấy ra một cái hộp gỗ mung lên nước đen bóng. Nè, cho tụi bay coi cái này nè. Ông mở chiếc hộp gỗ ra, đưa cho chúng tôi xem tấm hình màu chụp bán thân hai người trung niên, một nam một nữ. Người nam với gương mặt rắn rỏi, cương nghị, mái tóc đã chớm qua râm, còn người nữ âu yếm tựa đầu vào vai của người nam, miệng cười thật dễ mến với gương mặt hiền lành xinh đẹp. Chúng tôi buộc miệng kêu lên: Hình này của anh Định với lại cô ba phải không? Phải không chú ba? Đúng vậy. Tụi bay nhìn thấy họ có xứng đôi hay không? Nè, tấm hình này ảnh mới gửi về cho tao hơn tháng nay thôi. Dù đoán biết gia đình của Định hiện đang ở Mỹ qua lời nói lúc đầu của chú ba, nhưng tôi cũng tò mò. Ông Định hiện đang ở Mỹ hả chú ba? Tiểu bang nào vậy? Tao cũng không biết. Họ đi trước 75 hay là sau 75 vậy chú ba? Chú ba ơi, rồi họ có con không chú ba? Chú ba trước những câu hỏi của chúng tôi chỉ cười hì hì, đặt cái chung trà xuống ván, nhìn Hấu lúc này đang cầm tấm hình của Định và cô ba Hạnh trên tay. Nè, thằng kia, con bay muốn hỏi gì hỏi luôn đi. Thấy gương mặt thộn ra của Hấu, chú ba vuốt râu, cười. Tao biết chơi nhạc cổ truyền là do cậu Bảy Thọ mở ngon cho tao. Anh Hai Định chỉ dạy tao được có 3 nam 6 bắc. Thì sau này anh tình nguyện đăng vô trường võ bị Đà Lạt, cho nên vốn liên nhạc tài tử của tao
phần lớn là học từ tổ sư. Chắc là tụi bay ngạc nhiên phải không? Tao không ngờ là mấy năm theo tổ sư, tao luyện bùa ít chuyên tâm, mà sau lúc mà luyện đờn tao hăng dữ lắm. Riết rồi ổng cũng chiều tao. Tổ sư có cái gì mà không biết, tính tình ổng hào sảng lắm. Tao nghĩ trên đời này không có người thứ hai như ổng đâu. Như vậy sư tổ bây giờ ở đâu chú ba có biết không vậy? Nếu biết được ổng ở đâu thì nói làm gì nữa. Lần chót khi mà ổng cho tao về, ổng nói ổng tính đi qua Miên thăm bạn của ổng, rồi sau đó có thể dân du qua Lào hay Thái Lan gì đó. Ổng nói đất nước sẽ có nhiều thay đổi. Tao có còn gặp được ổng hay không thì cũng tùy vào cái chữ duyên. Còn anh Định thì bây giờ làm sao chú ba? Ảnh sau này là thiếu tá biệt động quân trong quân đội, chiến công lừng lẫy. Ảnh với lại cô bà Hạnh có hai con, một trai một gái. Sau khi cái tụ ngoài kia nó vô á, gia đình mất tin tức của ảnh. 3 năm sau mới nhận được tin ảnh đang ở trong trại tị nạn bên Thái Lan chờ đi Mỹ. Cô ba Hạnh cùng với lại cậu Hai Long lúc này là bác sĩ, đang làm việc trong bệnh viện Sài Gòn, mới thu xếp đem hết gia đình đi vượt biên bán chính thức. Cuối cùng đó mọi người đã đoàn tụ lại hết ở bên Mỹ. Họ ở cái chỗ này nè. Nè, mày có biết không? Chú ba Lành lấy trong cái hộp gỗ ra một phong bì đưa trước mặt tay của tôi và chỉ vào cái địa chỉ nơi tên của người gửi. Tôi liếc mắt qua thấy tên Trần Hữu Định cùng với địa chỉ xong, mỉm cười và nói: "Gần Sạch Trà chú ơi, cách nhau có bề dài của nước Mỹ à, gần Sạch Trà. Sau đó sao chú không đi với lại cô ba Hạnh?" "Tao qua bên đó làm gì mày? Ai chơi đờn với tao? Tao là người đầu trần chân đất, ngay cả Sài Gòn tao còn không khoái nữa. Tao bán cái cần phố trước ở chợ Tân Định mà cậu mợ bể trước khi đi cho tao. Về đây nó ung dung sướng hơn còn muốn gì nữa." Chiến bỗng nhìn tôi nháy mắt và lên tiếng hỏi chú ba: "Rồi chú ba ở mình vậy hoài sao?" "Mày thiệt tình à? Không để cho tao có chút riêng tư nào sao mày? Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Chán tụi bay thiệt. Cái chữ duyên trong đời á, nó hiếm lắm. Vì mấy khi mà gặp người cùng sở thích, cái cặp Lưu Thủy Bắc Quán Ai và Phú Lục Bắc Hạ Nam Quán là kỷ niệm trong đời đi chơi đờn ca tài tử của tao. Thôi bây giờ tao tặng cho mày như là cái duyên gặp mặt. Hy vọng lần sau mày về á, gặp ngày dỗ tổ á, mình cùng nhau đi quậy mấy ông già trên nhà thờ tổ nghe mày." Tư Én lúc này đang cất mọi thứ vào trong chiếc hộp gỗ cho chú ba Lành, cũng lên tiếng hỏi: "Chú ba, vậy con có đi được không chú ba?" Chú ba Lành trả lời cô một câu mà không biết do cố ý, lạc đề hay ám chỉ cái gì, khi chú vừa trả lời vừa nhìn tôi: "Thì phải coi mày có duyên hay không cái đã." Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Cathay Pacific lướt nhanh trên phi đạo phi trường Tân Sơn Nhất trước khi lao vút vào khoảng không chói chang nắng gắt của Sài Gòn. Nhìn ra khung cửa kính, mọi vật bên dưới đều nhỏ lại. Vậy mà đôi mắt tự tin kiêu hãnh của người con gái thất thập nhị quyền công lại lớn dần lên trong cảm nghĩ của tôi. Trong số các bạn chơi đờn ca ra phi trường tiễn tôi hôm nay, Tư Én đã nổi bật lên như một hiện tượng vô hình vừa được khám phá. Chiếc áo dài trắng bình dị, mái tóc cột đuôi gà cao cao, vậy mà sao tôi cứ thấy mình mãi nao nao, và tôi lại ao ước mình là Ô Hắc Lợi để được ai kia làm phi long dâng rượu tiễn. Để rồi tự mỉm cười khi chợt nhớ lời hứa không kịp suy nghĩ là dỗ tổ năm sau tôi sẽ về Việt Nam. Phi cơ đã lên đến Bình Phi, nhìn ra chỉ còn mây trắng, mọi việc rồi sẽ quay vòng như cũ khi cuộc sống nơi xứ người, dù muốn dù không, vẫn là một sự trùng lập khắt khe. Nhưng trong tôi, từ nay có thể những định kiến chủ quan về nền văn minh, khoa học kỹ thuật không còn là duy nhất nữa, và nó có một thế giới siêu hình vẫn tồn tại đâu đây với những gì tôi chứng kiến được tại nhà của chú Ba Lành. Tôi mở cái túi đeo vai, lấy bài nhạc Lưu Thủy Bắc Quán Ai mà cô Tư Én đã chép lại cẩn thận ra xem lại.
nhìn nét bút nhẹ nhàng uyển chuyển, ký âm những chữ hò sự sang xê cống. Tự nhiên sắp một nguồn hứng khởi cuồn cuộn trong tôi, và ngay lập tức tôi muốn vẽ ngay lại tấm gương anh thư hào kiệt của nữ tướng Bùi Thị Xuân trước kẻ thù qua dòng nhạc hùng tráng bi ai, giống như cuộc đời của người đã nghĩ ra nó. Chú Ba Lành. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Bùa Lỗ Bang, một sáng tác của nhà văn Thiên Hùng qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.